Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 481, cậu đoán cái gì vậy hả? Bởi vì bàn của Diệp Oản Oản cách sân khấu rất gần, nên có thể trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi tham gia trò chơi. Nhìn thấy ba người trên một bàn, người chủ trì nhất thời hai mắt tỏa sáng, đi tới hỏi, xin hỏi hai vị nào muốn tham gia đây? Diệp Oản Oản chỉ mình và Tư Hạ ngồi đối diện nói, hai chúng tôi. Không biết hai vị là quan hệ như thế nào, bạn bè sao? Người chủ trì vốn muốn hỏi có phải là tình nhân hay không, mặc dù cô bé này cùng cậu trai đối diện thoạt nhìn như là một đôi, nhưng cô cùng chàng trai bên cạnh lại rõ ràng thân mật hơn. Để ngừa Tư Hạ nói bậy bạ, Diệp Oản Oản vội vàng cướp lời trước trả lời, thân thích. Thì ra là như vậy, tốt, trước khi bắt đầu, tôi nói qua một chút, trước mắt thành tích cao nhất là 8 vòng, các vị cần phải vượt qua số điểm này mới có thể cầm giải thưởng, nếu như cùng điểm số đó, đến lúc đó sẽ sắp xếp để thi đấu vòng tiếp theo. Nếu như hai vị không còn vấn đề gì khác, như thế chúng ta liền bắt đầu ngay bây giờ. Không thành vấn đề, bắt đầu đi, Tư Hạ thúc giục nói. Không còn cách nào, Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể thuận theo lời Tư Hạ nói, tôi cũng không thành vấn đề. Tiểu thư, xin cầm điều khiển trong tay, lát nữa khi bắt đầu, bên trên màn hình lớn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện hai hình ảnh, cô sẽ phải chọn một hình trong vòng 3 giây. Còn vị soái ca sẽ ở đối diện đoán ra sự lựa chọn của cô, xong rồi chúng tôi sẽ công bố kết quả. Chủ trì đơn giản nói rõ một chút, sau đó tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu. Rất nhanh trên màn hình, hình ảnh thật nhanh chuyển động, sau đó chậm rãi ngừng lại. Chỉ thấy hình bên trái là hoa hồng màu đen, hình bên phải là hoa hướng dương vàng óng. Đương nhiên kẻ tham ăn Diệp Oản Oản trong lòng quả quyết chọn hoa hướng dương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh chàng đẹp trai này, hiện tại xin hay đoán xem, cô gái chọn cái gì? Diệp Oản Oản có chút khẩn trương nhìn chằm chằm Tư Hạ, chờ đợi câu trả lời của cậu ta. Tư Hạ nhìn lướt qua hai hình ảnh, sau đó không chút nghĩ ngợi mà mở miệng nói, hoa hồng đen. Chủ trì nghe vậy, một mặt tiếc nuối đáp, thật tiếc, đoán sai rồi, vị mỹ nữ này chọn hoa hướng dương. Nói xong, bên trên màn hình lớn xuất hiện kết quả lựa chọn, hình ảnh hoa hướng dương hiện lên. Diệp Oản Oản vỗ bàn một cái, nghiến răng nói, cậu. Chẳng qua là ván đầu tiên mà thôi, còn rất nhiều cơ hội mà, tiếp tục cố gắng nào. Người chủ trì mở miệng nói. Rất nhanh, hai hình ảnh khác đi ra, bên trái là gà vàng nhỏ, bên phải là đại bạch hổ. Cái đề này còn cần chọn gì nữa chứ, cô đương nhiên là chọn đại bạch hổ a. Chỉ nhìn biểu hiện của cô hẳn là Tư Hạ cũng biết cô rất là yêu thích đại bạch hổ, cái đề này Tư Hạ hẳn là sẽ không đoán sai đi. Người chủ trì, tiên sinh, ngài đoán là gì? Tư Hạ, gà vàng nhỏ. Diệp Oản Oản, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi thích gà vàng nhỏ hả? Khụ, hai chủ đề này khả năng có chút khó đoán, chúng ta lại tiếp tục nào. Người chủ trì ở một bên dàn xếp, bọn họ bây giờ đã sai hai lần rồi, nếu như lần thứ ba lại sai, liền khẳng định không lấy được phần thưởng rồi. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi nhìn về phía màn ảnh lớn, rốt cuộc, hình ảnh hiện lên. Bên trái là hình ảnh một khẩu súng, bên phải là hình ảnh một bó hoa tươi xinh đẹp. Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên, quá tốt, cái này dễ. Diệp Oản Oản không chút do dự lựa chọn hoa tươi, sau đó mong đợi nhìn Tư Hạ. Kết quả, một giây kế tiếp liền nghe được Tư Hạ mở miệng M416. Tư Hạ nói là cỡ khẩu súng. Diệp Oản Oản trên trán nổi lên gân xanh, rốt cuộc không thể nhịn được nữa trừng mắt về phía Tư Hạ con miệng nó. Cậu đoán cái gì vậy hả? Tư Hạ cũng nổi giận, tôi còn muốn hỏi cô đây. Cô chọn cái gì vậy hả? Nghe hắn ngụy biện, Diệp Oản Oản nhất thời tức giận, lựa chọn của tôi có vấn đề gì sao? Có cô gái nào hoa không chọn lại đi chọn khẩu súng? Ở đề thứ hai, cậu không nhìn ra tôi rất thích đại bạch sao? Làm sao có thể chọn gà vàng nhỏ? Còn có đề thứ nhất, hoa hồng đen là cái quỷ gì? Đen thui ai sẽ thích? Cậu không thấy tôi đã trồng một vườn hoa hướng dương sao? Cô Tư Hạ giận đến run người. Há miệng, cuối cùng vẫn là cũng không nói được gì. Chương 482, bắt đầu biết tán gái rồi. Đã sai ba câu rồi, nhất định không cầm được phần thưởng lớn nhất nữa, hai người cũng không có tâm tình tiếp tục, trực tiếp kết thúc trò chơi. Mới vừa kết thúc trò chơi, Diệp Oản Oản liền bắt đầu cùng Tư Dạ Hàn khóc lóc, kể tội cái con gấu này làm tức chết em rồi. Dễ như vậy cũng có thể đoán sai. Tôi không có đoán sai, Tư Hạ trầm mặt đáp. Ba câu toàn bộ đều sai còn nói không sai. Diệp Oản Oản xù lông nói lại.
Tư Dạ Hàn không nói gì, bàn tay rộng lớn vuốt đầu cô, vẻ mặt im lặng. Bởi vì cùng Tư Hạ cãi vã cho nên bầu không khí có chút lạnh xuống. Trên sân khấu, người chủ trì đã bắt đầu thống kê điểm số, trước mắt điểm cao nhất là 8 câu, là đôi tình nhân bản số 23, nếu như tối nay không có ai tiếp tục khiêu chiến thì phần thưởng liền thuộc về hai vị này. Tư Dạ Hàn hướng về phía cô gái đang buồn bã không vui bên cạnh nói, không vui sao? Diệp Oản Oản phục hồi tinh thần lại, sắc mặt buồn bực mà mở miệng nói, không có. Thua thì thua, thật ra thì Diệp Oản Oản ngược lại cảm thấy không có gì, đáng giận là thái độ của tiểu tử Tư Hạ kia, rõ ràng chính hắn đoán sai, còn nói là cô sai. Tư Dạ Hàn bỏ cốc nước trong tay xuống, nhìn Diệp Oản Oản mở miệng nói, cùng anh lên chơi một lần đi. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nghiêng đầu hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn lại. Cái gì? Chơi cùng anh một lần sao? Tư Dạ Hàn làm sao có thể chơi loại trò chơi này, đó chính là, anh cố ý nói như vậy, thật ra là chỉ muốn cùng cô chơi thôi sao? Nghĩ tới đây, tim của Diệp Oản Oản nhảy chậm hơn một nhịp. Thật tệ, cô làm sao lại phát hiện Tư Dạ Hàn bắt đầu biết cách tán gái rồi? Tư Dạ Hàn quay đầu ánh mắt dò hỏi, sao? Em có muốn không? Diệp Oản Oản nhất thời ho nhẹ một tiếng, khụ, dĩ nhiên có thể a. Tư Hạ hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn một cái, sắc mặt cứng ngắc. Chúng tôi có thể khiêu chiến sao? Diệp Oản Oản vội vàng đứng dậy hỏi thăm. Người chủ trì thấy Diệp Oản Oản là người mới vừa rồi sai liền ba câu, có chút xin lỗi mở miệng nói, mỗi cặp chỉ có thể tham gia một lần thôi. Lần này không phải là chơi cùng cậu ta, mà là bạn trai tôi, có thể không? Diệp Oản Oản hỏi. Người chủ trì lúc này mới lên tiếng nói, cái này thì có thể. Vì vậy, trò chơi lại bắt đầu một lần nữa. Diệp Oản Oản hơi có chút khẩn trương siết chặt điều khiển trong tay. Cùng lúc đó, bên trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh thứ nhất. Bên trái là bánh ngọt vị ô mai, bên phải là bánh ngọt vị hạnh nhân. Hạnh nhân, Tư Hạ lầu bầu nói. Diệp Oản Oản không để ý đến điều Tư Hạ nói, vùi đầu chọn bánh ngọt ô mai, cô rõ ràng thích ăn ô mai đó, cậu ta có hiểu được không? Rất nhanh, Tư Dạ Hàn mở miệng đáp, ô mai. Diệp Oản Oản ánh mắt sáng lên, đúng rồi, cái đề này rất đơn giản, Tư Dạ Hàn đoán đúng cũng bình thường thôi a. Người chủ trì trò chơi nói, chúc mừng a, đã đoán đúng, xin mời xem tiếp hình ảnh thứ hai. Tiếp đó, hình ảnh hiện ra, bên trái là một chiếc váy trắng, bên phải váy màu đen. Đương nhiên là váy trắng bồng bềnh như tiên rồi, Diệp Oản Oản quả quyết chọn váy trắng. Tư Dạ Hàn, màu trắng. Lại đúng rồi, Tư Hạ không nói gì nữa. Mà là tìm một cây viết, ở trên khăn giấy viết cái gì đó. Rất nhanh, liền hiện lên hình ảnh cho câu hỏi thứ ba. Bên trái là một chai rượu, bên phải là một ly nước trái cây. Diệp Oản Oản chọn nước trái cây. Tư Dạ Hàn, nước trái cây. Diệp Oản Oản trở nên kích động, liên tục đoán đúng 3 lần. Quả nhiên là tình nhân, thần giao cách cảm, đã liên tục đoán đúng 3 lần rồi nha. Chủ trì cười nói. Diệp Oản Oản cười híp mắt. Tâm tình thật tốt, quả nhiên cô với Tư Dạ Hàn tương đối ăn ý a. Chương 483, hình ảnh cuối cùng. Hình ảnh thứ tư, bên trái là rau cần, bên phải là rau thơm. Diệp Oản Oản nhớ Tư Dạ Hàn không thích ăn rau cần, vì vậy quả quyết chọn rau thơm. Quả nhiên, lần này Tư Dạ Hàn vẫn đoán đúng. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sẽ có hy vọng cầm được phần thưởng a. Vốn là mọi người cũng chỉ xem náo nhiệt một chút thôi. Nhưng dần dần toàn bộ đều bắt đầu xem hết sức chăm chú. Bởi vì Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn lại liền một mạch đáp đúng 8 câu liên tục. Đến chính Diệp Oản Oản cũng trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn Tư Dạ Hàn phía đối diện. Má nó, Tư Dạ Hàn, thúc biết đọc tâm thuật sao? Mặt của Tư Hạ vốn đang một mực chẳng thèm quan tâm chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau khi hai người bên kia trả lời đúng 8 câu, sắc mặt của cậu ta rốt cuộc cũng đã thay đổi. Đôi tình nhân này thật là lợi hại. Lại có thể trả lời đúng liên tiếp 8 câu như vậy. Hiện tại chỉ còn lại 2 câu, nếu như lại đúng thêm 1 câu nữa, thì có thể đạt được hạng nhất rồi, nếu như đúng cả 2, liền có thể nhận được giải thưởng đặc biệt lớn nha. Người chủ trì kích động mở miệng nói. Những khách hàng khác ở cửa cũng đều cảm thấy hứng thú mà nhìn về hai người, tuấn nam mỹ nữ, lại có thể ăn ý như vậy, quả thực là may mắn một đời a. Hình ảnh thứ 9, mời xem màn hình. Nương theo âm thanh người chủ trì. Bên trên màn hình lớn chậm rãi hiện ra hình ảnh khác. Bên trái là khói bếp lượn lờ, bên phải là biển sao trời mênh mông. Nhìn hai hình,
Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, cảm thấy tính cách của mình tương đối phù hợp với cuộc sống an nhàn sinh hoạt bình thường, vì vậy liền chọn bức ảnh thứ nhất. Tư Hạ tự nhủ lẩm bẩm, tấm thứ hai. Diệp Oản Oản đã nghe được Tư Hạ lẩm bẩm nhiều lần, kết quả tất cả đều sai, quả thực là đối với cậu ta không còn gì để nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái tên này có thể tránh tất cả câu trả lời đúng, cũng là quá tuyệt rồi. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn mở miệng, tấm thứ nhất. Trả lời chính xác, trời ạ, đã đúng câu thứ 9 rồi kìa, đã phá kỷ lục cao nhất của nhà hàng chúng tôi rồi. Còn đề cuối cùng, hai vị này là cặp tình nhân vô cùng ăn ý, rốt cuộc có thể đáp đúng hay không đây? Thật để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, người chủ trì là tôi cũng đã có chút khẩn trương rồi đây. Người chủ trì khoa trương hít thở sâu, sau đó mở ra hình ảnh cuối cùng. Trời ơi, cô và Tư Dạ Hàn đã đáp đúng cả 9 đề rồi. Diệp Oản Oản ngơ ngác trợn to hai mắt, tim bắt đầu đập bịch bịch. Rốt cuộc, hai hình ảnh thứ 10 hiện ra. Cái hình ảnh thứ 10 này có chút đặc biệt, hai hình ảnh trên đều là khẩu súng, hơn nữa hai cây súng cơ hồ giống nhau như đúc. Diệp Oản Oản nhất thời có chút không biết nói gì, đây rốt cuộc là thần giao cách cảm, hay là tìm điểm khác biệt giữa hai hình, vậy trời. Hai cái hình ảnh này thoạt nhìn rõ ràng giống nhau như đúc. Quả nhiên giải thưởng lớn không phải dễ dàng cầm được. Đến người chủ trì khi nhìn hình ảnh cũng có chút sững sốt, khụ, cái đề tài này, tựa hồ có hơi khó khăn một chút. Hai cây súng này dường như giống nhau như đúc, chỉ có nơi tay cầm cùng họng súng có chút xíu khác biệt, không biết vị mỹ nữ này sẽ chọn hình nào đây. Diệp Oản Oản tỉ mỉ quan sát nhiều lần, cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mặc dù hai hình ảnh giống nhau như đúc, nhưng ánh mắt của cô từ đầu đến cuối không nhịn được liền dừng lại ở hình thứ nhất, cảm thấy bức ảnh kia thoạt nhìn tương đối thân thiết. Kỳ quái, Diệp Oản Oản chọn nửa ngày cũng không chọn được, cuối cùng liền chọn theo trực giác. Dù sao hình thứ nhất bộ dáng thoạt nhìn tương đối thuận mắt. Chính là không biết lần này Tư Dạ Hàn có thể đoán được hay không. Mấy thứ khác còn có thể thông qua sinh hoạt cùng sự ăn ý giữa bọn họ mà đoán được một chút dấu vết, nhưng hai hình ảnh này lại hoàn toàn chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi. Cuối cùng, sau khi hít sâu một hơi, Diệp Oản Oản ở dưới bàn nhấn chọn hình ảnh thứ nhất. Chương 484, thần giao cách cảm. Tư Hạ ở một bên vẻ mặt đang vô cùng u ám, một mực gục xuống bàn, giờ phút này lại đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt híp lại mà nhìn chằm chằm màn hình. Câu M2000. Diệp Oản Oản nghe vậy, có chút kinh ngạc hướng về Tư Hạ nhìn lại. Thật đúng là hiếm thấy, lần này Tư Hạ lại có thể đoán đúng. Thật sự là quá khó tin rồi. Bất quá, câu M2000 là cái gì? Chẳng lẽ là kích cỡ của súng lục sao? Là thứ gì vậy? Diệp Oản Oản theo bản năng lẩm bẩm hỏi ra lời. Tư Hạ ánh mắt phức tạp nhìn cô một cái, cô chọn tấm ảnh kia. Diệp Oản Oản, a. À. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn cũng hướng về màn ảnh lớn nhìn lại, mấy lần trước anh cơ hồ đều chọn trong vòng một giây, nhưng lúc này đây, anh suy nghĩ có vẻ hơi lâu. Con người đen trầm thâm thúy của anh nhìn chằm chằm vào màn hình, đáy mắt hiện lên ánh sáng không rõ. Người chủ trì thấy vậy, khẩn trương mở miệng nói, hình ảnh cuối cùng rồi, sự lựa chọn của cô gái này sẽ là gì? Và không biết bạn trai của cô ấy có thể đoán được hay không? Hiện tại thời gian đếm ngược còn lại 5 giây, cần phải trả lời nhanh một chút. 5, 4, 3, 2, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, tim sắp nhảy đến cổ rồi. Cuối cùng, cơ hồ là một giây trước khi kết thúc thời gian đếm ngược, Tư Dạ Hàn rốt cuộc mở miệng nói, hình thứ nhất. Trong nhà hàng không hiểu sao lại yên lặng một giây đồng hồ, tất cả mọi người đều hướng về hướng người chủ trì nhìn lại. Chỉ thấy, người chủ trì đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kích động đến trợn to hai mắt, mở miệng nói, chúc mừng vị tiên sinh này, anh đã trả lời đúng rồi. Cùng lúc đó, bên trên màn hình lớn xuất hiện lựa chọn của Diệp Oản Oản, quả nhiên là hình thứ nhất. Trong nhà hàng, tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả mọi người đều là một mặt hâm mộ. Quá nghịch thiên đi. Thậm chí đúng cả 10 đề, cái này cần bao nhiêu ăn ý chứ? Anh chàng này biết đọc tâm thuật sao? Hay là đã xem qua tất cả đề mục trong kho này trước đó rồi? Đi sang một bên đi, trong kho này có hơn mấy trăm đề mục đấy, làm sao xem hết được? À, thật hâm mộ, anh là tên khốn kiếp, hai chúng ta đi lên chỉ đúng có 2 đề, anh đối với em rốt cuộc có phải tình yêu thật sự hay không vậy? Chính người chủ trì cũng vô cùng kích động, lúc này... Đột nhiên có một nhân viên đi lên sân khấu, đối với người chủ trì nói mấy câu. Người chủ trì sau khi nghe xong,
vui vẻ hướng đến các vị khách hàng giải thích, ông chủ chúng tôi là người yêu thích súng ống, thích sưu tầm đủ loại hình ảnh về súng ống, mới vừa giải thích rằng, hai hình ảnh này không phải cố ý làm khó mọi người, mà là hai cây súng trong hình nhìn giống nhau như đúc, trên thực tế thì một cái là súng thật, một cái là giả, súng thật là hình thứ nhất. Người chủ trì nói xong, nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi, vị tiểu thư này chẳng lẽ cũng là người có cùng sở thích, nhận ra trong hình thứ nhất là hàng thật. Đối mặt với câu hỏi của người chủ trì, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ cười nói, tôi không hiểu những thứ này, hoàn toàn là đoán mò thôi. Người chủ trì cười nói, hai vị quả nhiên là thần giao cách cảm. Như thế, chúc mừng hai vị đạt được giải thưởng đặc biệt của tối nay, đồng thời cũng chúc hai vị có thể hòa thuận vui vẻ, răng long đầu bạc. Diệp Oản Oản, cảm ơn. Người chủ trì lại tiếp tục chúc mừng, ngay sau đó cũng trao luôn giải thưởng tại chỗ. Sau khi cơm nước xong, Diệp Oản Oản kéo Tư Dạ Hàn đi, tâm tình vô cùng tốt vì thắng được 30 ngàn đi ra khỏi nhà hàng. Cục cưng, chúng ta quả nhiên là thần giao cách cảm, trời sinh một đôi a. Kiếp trước Diệp Oản Oản biết rõ Tư Dạ Hàn đối với mình có sự chiếm hữu cực mạnh, đối với cô hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Cô đã từng rất ghét cảm giác bị nắm trong tay như vậy. Nhưng hôm nay thông qua cái trò chơi nhỏ này, cô lại đột nhiên lại có cảm giác khác biệt. Loại cảm giác được hiểu rõ này dường như cũng không phải là quá khó tiếp nhận như thế, ngược lại để cho cô cảm thấy thật tốt ha. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn đang hài lòng, lòng dường như có chút không yên nói, vui vẻ là được rồi. Tư Hạ nghe vậy, mặt lộ giễu cợt khẽ xì một tiếng a, thần giao cách cảm. Diệp Oản Oản nghe vậy, lập tức sụ mặt nghiêng đầu trợn mắt nhìn Tư Hạ một cái rồi nói, tôi còn chưa có chửi cậu thì thôi đi. Cậu rốt cuộc làm thế nào mà có thể hoàn hảo tránh được tất cả câu trả lời chính xác thế? Tư Hạ trầm mặt, ai nói là tôi sai? Diệp Oản Oản khóe miệng hơi co rút, dạ, cậu giàu gì cũng đúng được đề cuối cùng. Hơn nữa còn là bởi vì khả năng nhìn nhận đối với súng ống của Tư Hạ khá rõ, nên mới nhận ra được súng thật, vì thế mới đoán được cô chọn hình thứ nhất mà thôi. Chương 485, không giống bình thường. Bị Diệp Oản Oản chửi thật lâu, Tư Hạ khó có khi không cùng cô cãi vã, ngược lại chỉ trầm mặc, quanh thân quanh quẩn một cổ khí tức xa lạ. Tài xế lái xe đến nhà của Tư Hạ trước, sau khi xe dừng lại, Diệp Oản Oản từ trong số tiền thưởng rút ra tờ 100 đồng rồi nói, tới đây, cháu trai, cho cậu tiền tiêu vặt nè. Tư Hạ nhìn thấy Diệp Oản Oản đưa tới tờ 100 đồng, khóe miệng hơi rút lại, mặc dù vẻ mặt ghét bỏ nhưng vẫn nhận lấy. Trong gió đêm, Tư Hạ đứng ở bên ngoài cửa xe, ánh mắt lạnh như băng hướng về Tư Dạ Hàn nhìn một cái, ngay sau đó ánh mắt lại rơi vào trên mặt của Diệp Oản Oản, cô gái ngu ngốc. Không biết tại sao lại bị chửi, Diệp Oản Oản nhất thời tối sầm mặt lại, cái tên tiểu tử này có phải thích bị ăn đòn hay không vậy? Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Tư Hạ đã xoay người biến mất ở trong bóng đêm. Sau khi đưa Tư Hạ về, xe rất nhanh lái về Cẩm Viên. Trở lại Cẩm Viên, thời gian đã rất muộn rồi, Diệp Oản Oản lập tức thúc giục Tư Dạ Hàn đi ngủ đúng giờ. Nằm ở trên giường, Diệp Oản Oản có chút không ngủ được, ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu, trong đầu đều là những hình ảnh trong trò chơi hôm nay. Thật ra thì thời điểm lựa chọn, rất nhiều hình cô đều thiếu chút nữa chọn ngược lại, cuối cùng là theo thói quen thường ngày, để cho Tư Dạ Hàn có thể đoán được, mới lựa chọn trả lời khác đi. Bất quá loại tình huống này cũng không có gì kỳ quái, dù sao sở thích của một người, thói quen cùng hành vi đều có thể thay đổi được. Khiến cô không an tâm chính là cô luôn cảm thấy tối nay phản ứng của Tư Hạ có chút quái lạ, ngay cả thái độ của Tư Dạ Hàn, dường như cũng có chút không giống bình thường. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn về phía người đàn ông đang nằm bên cạnh mình, Tư Dạ Hàn lúc ngủ vẫn vậy, phi thường an tĩnh. An tĩnh có lúc cơ hồ sẽ làm cho người khác xem nhẹ. Cho nên mặc dù đã cùng giường chung gối thời gian dài như vậy rồi, Diệp Oản Oản vẫn sẽ cảm giác không quen. Thỉnh thoảng cô thậm chí còn nghĩ, cái tên này quả nhiên là không gần nữ sắc. Cô phát hiện sự tồn tại của mình cùng một cái gối ôm chẳng khác gì nhau. Diệp Oản Oản lật sang một bên suy nghĩ lung tung. Dường như bị cô làm ồn, người bên cạnh đột nhiên đưa tới một cánh tay, đem cô ấn vào trong ngực. Trong phút chốc, khuôn mặt gần sát một mảnh ngực rắn chắc, trong tai vang lên tiếng tim đập, từng nhịp mạnh mẽ, giống như đánh trống. Diệp Oản Oản sửng sốt mấy giây, ngay sau đó thoáng thò đầu ra. Kết quả, mới vừa ngẩng đầu, liền đối mặt một ánh mắt đầy vẻ thanh tỉnh. Trong bóng tối, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, vô cùng xâm lược. Phảng phất lại trở về khoảng thời gian trước khi cô sống lại,
giống như gông xiềng chằng chịt cùng thiên la địa võng, điên cuồng đưa cô vô giam cầm trong thế giới chỉ thuộc về anh mà thôi. Ánh mắt như thế khiến Diệp Oản Oản hơi nhíu mày lại, đáy lòng theo bản năng dâng lên cảm giác muốn thoát ra, hít, có phải làm ổn đến anh hay không? Không đợi Diệp Oản Oản nói xong, không hề có báo trước, liền cúi đầu, đôi môi mang theo hơi lạnh trong nháy mắt cắn nuốt thanh âm của cô. Con người của Diệp Oản Oản chợt co rúc lại, ngẩn người ra đó. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn lại bắt đầu động, bên hông bị một bàn tay rộng lớn thăm dò vào, lòng bàn tay thô cứng trực tiếp đụng chạm ra thịt cô, gần như thô lỗ dùng sức rong ruổi, đồng thời nụ hôn cũng càng lúc càng mất khống chế, công thành chiếm đất, tại khoang miệng của cô càn quét, hung hăng gặm nhắm miệng lưỡi của cô, cơ hồ muốn đem cô nuốt vào bụng. Chương 486, không định sinh con. Từ khi cô trọng sinh tới nay, sau đó lại thuận theo, không hề chống đối, nhất là lúc Tư Dạ Hàn được chẩn đoán chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ thì tính tình của Tư Dạ Hàn ôn hòa hơn không ít, cô cơ hồ đã quên đi tính tình chân thật của anh là gì rồi. Nhưng vào giờ phút này, hết thảy những ký ức đáng sợ xảy ra với anh trong nháy mắt bị đánh thức. Cướp đoạt, hung ác, điên cuồng, ý muốn khống chế gần như bệnh hoạn. Tư Dạ Hàn đã rất lâu không có như vậy rồi, tại sao đột nhiên tâm tình lại mất khống chế như vậy chứ? Hôm nay rõ ràng chưa từng xảy ra sự tình gì kích thích anh mà, ngược lại bầu không khí đang rất vui vẻ mà. Đối mặt với loại trạng thái này của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản hoàn toàn không dám phản kháng. Nếu không, tất cả những gì mà cô cố gắng trong khoảng thời gian này đều sẽ thất bại trong gang tấc mất. Huống chi cô đã sớm quyết định không cùng anh đối nghịch nữa nên cô cũng đã từng chuẩn bị tâm lý, chuyện này là không thể tránh. Oản Oản, bên tai truyền tới tiếng thở dốc trầm thấp của Tư Dạ Hàn. Khác với sự thanh lãnh ngày thường, ngược lại trong âm thanh này tràn đầy tình dục. Diệp Oản Oản bởi vì khẩn trương mà căng thẳng đến cực hạn, bởi vì âm thanh khẽ gọi mà trong chớp mắt sợ run lên. Có nhớ lời của anh không? Cái gì? Diệp Oản Oản thần sắc hoảng hốt. Chớ tin hắn. Chớ tin ai? Đầu óc của Diệp Oản Oản một mảnh trống rỗng, hoảng hốt rất lâu, rốt cục mới hiểu được Tư Dạ Hàn đang nói gì. Ý của anh là, chớ tin lời nói của Tư Hạ. Cô nhớ sau khi bản thân sống lại, đời trước Tư Hạ không hề xuất hiện, đời này chẳng biết tại sao đột nhiên bắt đầu chủ động tiếp cận cô, vào lúc đó, Tư Dạ Hàn có nói với cô lời như vậy, muốn cô không nên tin Tư Hạ. Diệp Oản Oản không suy nghĩ nguyên do, chẳng qua là trong tiềm thức cô cảm nhận được cảm giác an toàn trên người Tư Dạ Hàn mang đến cho cô thôi. Một loại cảm giác không rõ nguyên nhân, trực giác nói cho cô biết, vô luận trên thế giới này ai muốn hại cô, người kia cũng không có khả năng là Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản ngửa mặt lên đáp, ừ, em chỉ tin tưởng anh. Đáy mắt của cô giống như chứa một trận mưa lớn, làm một chút lệ khí trên người Tư Dạ Hàn đều bị ánh mắt của cô dập tắt, con người cũng dần dần trở nên thanh tĩnh hơn. Giống như vừa trải qua một trận chiến cực kỳ hao phí tinh lực, cơn giận bạo phát trên mặt Tư Dạ Hàn dần dần lắng xuống, chuyển thành mệt mỏi nồng đậm. Thấy Tư Dạ Hàn chậm rãi nhắm mắt lại, Diệp Oản Oản thở phào một cái. Tại sao Tư Dạ Hàn lại kiêng kỵ Tư Hạ như vậy chứ? Diệp Oản Oản theo bản năng mà nghĩ đến người giật dây núp đằng sau Tư gia. Khoảng thời gian này cô nghiên cứu rất nhiều về những tộc lão cùng các phe phái, thế lực kiểm soát Tư gia, từ đầu đến cuối không hề có đầu mối nào. Chẳng lẽ người này, cùng Tư Hạ có liên quan? Tư Hạ là đích tôn duy nhất nắm giữ quyền thừa kế còn sót lại, muốn tranh đoạt chức gia chủ không phải không có khả năng, bây giờ xem ra. Mối quan hệ của Tư Hạ cùng Tư Dạ Hàn là thủy hỏa bất dung rồi. Chẳng qua là, cô luôn cảm thấy Tư Hạ không giống như là loại người máu lạnh đến cả lão thái thái cũng sẽ hạ thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản bỗng nhiên phát hiện, trong đầu mình đều là chuyện của Tư Dạ Hàn. Rõ ràng vốn là cô chỉ vì tạm thời trấn an, chờ anh một ngày nào đó đối với mình hết hứng thú, nhân cơ hội rời đi. Nhưng bất chi bất giác, lại phát hiện sự ràng buộc giữa cả hai ngày càng sâu. Diệp Oản Oản đang suy nghĩ lung tung, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm của Tư Dạ Hàn, bà nội hy vọng chúng ta sinh một đứa nhỏ. Sau khi nghe rõ lời nói của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản bởi vì kinh sợ, trong bóng tối ánh mắt nhất thời trợn to. Cái gì, muốn sinh một đứa nhỏ? Kết hôn còn chưa có, làm sao lại nhảy đến chuyện sinh con rồi? Tựa hồ là cảm thấy được sự cứng người của cô, giọng nói của Tư Dạ Hàn khôi phục sự thanh lãnh, yên tâm, anh không có ý định đó. Chương 487, có thể xem xét. Không biết có phải đúng hay không, mà cô lại nghe được trong lời nói của Tư Dạ Hàn phảng phất có ý như anh nhất định sẽ chết, chân mày Diệp Oản Oản khẽ cau lại.
Cô biết Tư Dạ Hàn không có ý muốn sinh con, dù sao kiếp trước cô cùng Tư Dạ Hàn kết hôn 7 năm, cũng không có con. Là bởi vì biết bản thân mình không sống lâu, cho nên mới không muốn sao. Đời này, bọn họ thậm chí còn chưa kết hôn, lấy thân phận, bối cảnh hiện tại của cô, chỉ mới làm bạn gái của Tư Dạ Hàn cũng đã khiến cho những tộc lão Tư gia bất mãn, nếu cô trở thành đương gia chủ mẫu thật sự, không thể nghi ngờ sẽ trở thành đối tượng bị công kích nhiều nhất mất. Kiếp trước, nếu không phải là vì việc cô cùng Cố Việt Trẻ kích thích, Tư Dạ Hàn có lẽ sẽ không cùng cô kết hôn sớm như vậy. Bởi vì tại thời điểm đó hoàn toàn không thích hợp, nhưng anh lại sử dụng cường quyền của mình kết hôn cùng cô, khiến cả gia tộc phản đối. Nhớ đến kiếp trước, thời điểm bọn họ ly dị, thân thể của Tư Dạ Hàn đã như đèn cạn dầu, mâu thuẫn gia tộc trở nên gay gắt đến mức không thể điều hòa được, các thế lực minh tranh ám đoạt, nội bộ Tư gia trở nên hỗn loạn vô cùng, bên ngoài cũng bị một thế lực không rõ công kích. Đời này, vô luận là xuất phát từ cái gì, cô cũng không hy vọng dẫm vào vết xe đổ để cho sự tình phát triển như thế, huống chi là chuyện sinh đứa nhỏ. Cho dù là tình trạng thân thể của Tư Dạ Hàn hiện tại hay là chính bản thân cô, đều không cách nào gánh vác được một sinh mạng mới. Thần sắc Diệp Oản Oản hơi chăm chú, em cũng không nghĩ đứa bé thích hợp ra đời tại thời điểm bây giờ. Ánh trăng theo cửa sổ soi vào, bên cạnh, trên mặt của Tư Dạ Hàn phảng phất một tầng băng sương. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng mở miệng, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, thật sự là không thích hợp có con, đây là đối với một sinh mạng không chịu trách nhiệm, huống chi tình trạng thân thể của anh như vậy, chẳng lẽ anh không chỉ nghĩ để cho em làm quả phụ, còn muốn để cho em làm mẹ đơn thân sao? Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản dừng một chút, tiếp theo sau đó mở miệng nói, nếu là... Nói ra hai chữ này, Diệp Oản Oản hồi lâu cũng không mở miệng nói tiếp. Con người Tư Dạ Hàn như hồ sâu tĩnh mịch hơi hơi nổi sóng, hướng về phía cô nhìn lại, lẳng lặng chờ đợi lời kế tiếp của cô. Thật ra thì khi Diệp Oản Oản vừa nói ra khỏi miệng cũng có chút hối hận, nhưng một mực bị ánh mắt của Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm, vì vậy chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, nếu là anh dưỡng tốt thân thể rồi, thì có thể xem xét. Tiếng nói của cô rơi xuống trong nháy mắt, đáy mắt lạnh lùng như mặt hồ phản chiếu ánh trăng chợt thoáng một cái, bể thành mảnh vụn. Ánh mắt kia tựa hồ là không tưởng tượng nổi, ngưng mắt nhìn cô chằm chằm, giống như muốn nhìn vào chỗ sâu nhất trong linh hồn cô. Trong lòng Diệp Oản Oản run lên, theo bản năng lấy tay bịt con ngươi làm người ta không khỏi tâm hoảng ý loạn của Tư Dạ Hàn, thúc giục nói, cho nên a, không cho nói chuyện với em nữa, nhanh đi ngủ đi. Tư Dạ Hàn giơ tay lên, cầm lấy tay nhỏ đang che mắt mình, đem áp vào lồng ngực của anh. Nhịp tim truyền vào lòng bàn tay dường như rất nhanh. Một hồi lâu sau, trong đêm khuya tĩnh lặng, vang lên thanh âm khàn khàn của Tư Dạ Hàn, được. Thời điểm anh nói chuyện khiến cho lồng ngực hơi hơi rung động, bàn tay Diệp Oản Oản để trong ngực anh không khỏi một trận nóng lên. Rất nhanh, bên người liền truyền đến tiếng hít thở vững vàng đều đều, tay của Diệp Oản Oản vẫn một mực bị bao bọc bởi lòng bàn tay của anh, cảm thụ rõ ràng nhịp đập có quy luật của con tim. Diệp Oản Oản nghiêng đầu hướng về phía người đàn ông đang ngủ kia nhìn một cái, ai oán thở dài. Có cần phải nghe lời như vậy hay không chứ, sau đó anh lại có thể thực sự ngủ thiếp đi bình ổn như thế được sao? Hiện tại thì tốt rồi, đến phiên cô mất ngủ. Chương 488, bệnh tình. Sáng ngày thứ hai, lúc Diệp Oản Oản tỉnh lại trên giường đã không thấy bóng người. Tư Dạ Hàn đã dậy rồi. Diệp Oản Oản cầm lấy điện thoại di động nhìn một cái, cũng đã gần trưa mất tiêu rồi, đoán chừng là bởi vì tối hôm qua cô mất ngủ. Cho nên hôm nay mới dậy muộn như thế này đây. Diệp Oản Oản ở trên giường ngồi yên một hồi, sau đó xoa xoa đầu đi xuống giường. Thời điểm đi ngang qua thư phòng, Diệp Oản Oản nhìn thấy hai cô hầu gái đang đứng ở cửa, xì xào bàn tán, thiệt hay giả vậy, cô vừa mới đưa vào, cửu gia ngay lập tức đã uống sao? Đúng vậy, khi đó cửu gia đang làm việc, đoán chừng là chuyện tương đối khó giải quyết, sắc mặt rất đáng sợ, tôi vốn là đã chuẩn bị lui ra ngoài chờ lát nữa đi vào, kết quả cửu gia đột nhiên đem tôi gọi lại, để cho tôi đem thuốc bưng qua, một giây đều không có trì hoãn trực tiếp uống hết luôn. Không phải chứ, vận khí của cô cũng quá tốt rồi à. Cách đó không xa, Diệp Oản Oản nghe được liền có cảm giác an tâm, người nào đó rốt cuộc có chút giác ngộ rồi. Đúng hạn uống thuốc, chuyện này đã không cần lo lắng nữa rồi, trọng yếu nhất là giấc ngủ cũng có thể được bảo đảm, bây giờ còn cần giữ tâm tình ôn hòa, kỵ nóng kỵ giận kỵ mệt nhọc. Tất cả những thứ này thiếu một thứ cũng không được. Nhắc tới mấy điều trên thì đối với người bình thường đều là chuyện có thể làm được hết sức dễ dàng,
chẳng qua là mỗi cái đó đối với Tư Dạ Hàn mà nói đều dị thường chật vật. Hiện tại khó giải quyết nhất chính là kỵ mệt nhọc. Tư Dạ Hàn không tin bất luận kẻ nào, tất cả mọi chuyện đều tự thân giải quyết, chuyện này căn bản là không cách nào tránh khỏi. Chính vì vậy, thân thể của Tư Dạ Hàn mới bị cạn kiệt đến ác liệt như vậy, kiếp trước cả người đều bị rút cạn. Không còn cách nào khác, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, vị trí của Tư Dạ Hàn càng cao thì nhất định phải chịu đựng những chuyện này, nếu muốn để cho anh hiện tại ngay lập tức bất chấp tất cả vung tay đem tất cả mọi chuyện đều buông xuống, cái này rõ ràng không thực tế lắm. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể khiến cho anh không hao phí tâm lực nữa? Diệp Oản Oản đứng ở ngoài cửa, nhìn Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng ho khan, tâm tình lại trở nên trầm trọng. Chuyện này cô tạm thời không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể tận lực thúc giục anh nghỉ ngơi đúng giờ, chờ lần sau thời điểm Tôn Bách Thảo tới kiểm tra định kỳ cho Tư Dạ Hàn, nhìn một chút tình huống của anh rồi lại nói tiếp. Đảo mắt đã đến ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ. Diệp Oản Oản, Lão Thái Thái đi cùng Tư Dạ Hàn đến trụ sở riêng của Tôn Bách Thảo để kiểm tra toàn diện cho Tư Dạ Hàn. Hôm nay cách lúc Tôn Bách Thảo chuẩn đoán cho Tư Dạ Hàn chỉ còn sống được nửa năm đã qua thời gian nửa tháng. Diệp Oản Oản ngồi cùng Lão Thái Thái, tâm tình phức tạp chờ ở bên ngoài phòng kiểm tra. Bà nội, bà đừng gấp, khoảng thời gian này A Cửu uống thuốc nghỉ ngơi đúng hạn, tâm tình cũng rất ổn định, nói không chừng có cải thiện. Nghe Diệp Oản Oản an ủi, Lão Thái Thái biết trong khoảng thời gian này Diệp Oản Oản vẫn một mực ở bên người cháu trai, vỗ vỗ mờ u bàn tay của cô, thở dài một tiếng rồi nói chỉ hy vọng như thế thôi. Hứa Dịch ở một bên nhìn chằm chằm cánh cửa kim loại đang đóng chặt, tâm tình cũng vô cùng lo lắng. Khoảng thời gian này hắn đã nhìn thấy tận mắt Diệp Oản Oản hao tâm tổn trí ra sao để giúp Cửu Gia điều dưỡng thân thể, nhưng thân thể của Cửu Gia thiếu hụt không phải là chuyện một ngày hai ngày, hơn nữa đều đã bắt đầu có biến chứng. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có thể bồi bổ lại được. Lần này kiểm tra sợ rằng kết quả vẫn không lạc quan lắm. Bết bát hơn chính là, chuyện Cửu Gia bệnh đã được thêm dầu thêm mỡ truyền đi, cơ hồ cả gia tộc đều biết được, sợ rằng không thể lừa gạt nổi nữa. Chờ suốt một giờ, cánh cửa sắt trước mặt rốt cuộc cũng mở ra. Tư Dạ Hàn sắc mặt trắng nhợt từ bên trong đi ra. A Cửu, Diệp Oản Oản lập tức đi qua đỡ anh. Tối hôm qua nhiệt độ hơi thấp hơn so với bình thường, Tư Dạ Hàn chẳng qua chỉ là hơi hơi bị lạnh, kết quả buổi sáng ngay lập tức bị cảm. Sức đề kháng của anh đúng là đang càng ngày càng nhanh chóng giảm đi mà. Chương 489, cấy ghép khí quan. Lão Thái Thái nhìn về phía Tôn Bách Thảo đang từ bên trong đi ra, âm thanh khẽ run mà mở miệng, Tôn Lão, thân thể của A Cửu thế nào, có chuyển biến tốt hơn không? Tôn Bách Thảo mang theo mấy người đến tiền sảnh ngồi xuống. Xem xét thật lâu, mới mở miệng nói, bởi vì lúc trước tôi dự đoán thân thể Cửu Gia, khí quan cơ quan trong cơ thể có thể đã bắt đầu bị suy kiệt, cho nên lần này cố ý để cho cậu ấy tới kiểm tra cặn kẽ hơn, kết quả. Kết quả như thế nào? Lão Thái Thái lập tức truy hỏi. Diệp Oản Oản cũng nôn nóng mà nhìn về hướng Tôn Bách Thảo. Tôn Bách Thảo mở miệng nói, thân thể của Cửu Gia đúng là có một chút dấu hiệu chuyển biến tốt. Không đợi Lão Thái Thái mừng rỡ. Liền nghe được Tôn Bách Thảo nói tiếp, giọng nói càng thêm ngưng trọng mở miệng nói, nhưng mà tốc độ chuyển biến này đối với Cửu Gia mà nói, không khác nào muối bỏ biển. Thân thể Cửu Gia giống như là một trận lửa lớn không ngừng lan tràn, chỉ một giọt nước, căn bản là không có cách dập tắt. Mới vừa rồi tôi đã kiểm tra thân thể cậu ấy, nhiều chỗ khí quan, quả nhiên đã bắt đầu suy kiệt, nhất là gan và thận, tình hình tương đối nghiêm trọng. Lão Thái Thái nghe vậy, thân hình lung lay, nhất thời ngã ngồi ở trên ghế gỗ. Trái tim Diệp Oản Oản cũng không khỏi co rút một trận. Vẫn là không được sao. Hứa Dịch khẽ thở dài một tiếng, biểu tình quả nhiên như vậy, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Khí quan bắt đầu suy kiệt, vậy phải làm thế nào? Lão Thái Thái cố gắng tự trấn định, hỏi. Tôn Bách Thảo trả lời, chỉ có thể cấy ghép thay đổi khí quan thôi. Hơn nữa, tôi đề nghị càng sớm càng tốt, vì trong 3 tháng tới, khí quan sẽ hoàn toàn suy kiệt. Sau đó có phải là sẽ khỏe lại hay không? Lão Thái Thái lập tức hỏi. Tôn Bách Thảo lắc đầu, cấy ghép khí quan trị ngọn không trị gốc, thân thể Cửu Gia như một mảnh đất cằn cỗi, một đóa hoa khô héo rồi, một lần nữa cấy ghép một đóa hoa khác, bất quá cũng chỉ có thể giữ sinh mạng ngắn ngủi mà thôi. Nhưng mà, cấy ghép khí quan đã là phương pháp duy nhất trước mắt của chúng ta rồi. Mặc dù có biện pháp, nhưng biện pháp này lại không khác nào uống rượu giải khát. Diệp Oản Oản không nghĩ tới. Sự tình vẫn là phát triển giống như trong kiếp trước. Từ lúc trọng sinh cho tới nay,
cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như giờ phút này. Rõ ràng đã dùng hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào thay đổi được vận mệnh cùng kết cục. Nhất định phải cấy ghép khí quan, không có biện pháp khác sao? Diệp Oản Oản không cam lòng truy hỏi. Tôn Bách Thảo mở miệng nói, dựa theo bệnh tình của cửu thiếu gia, trước mắt quả thật chỉ có thể như thế mà thôi. Diệp Oản Oản nắm chặt ngón tay, ánh mắt rõ ràng phát sáng lên, mở miệng nói, Tôn Lão tiên sinh, ngài mới vừa rồi cũng đã nói, thân thể của A Cửu đã bắt đầu chuyển biến tốt, nếu như, trong vòng 3 tháng, tôi có thể để cho thân thể của anh ấy tiếp tục dưỡng, hơn nữa điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất thì sao? Nhìn vào ánh mắt chắc chắn của Oản Oản, Tôn Bách Thảo chần chờ trong chớp mắt cái này. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Tôn Bách Thảo mở miệng đáp, trên lý thuyết mà nói, nếu quả thật có thể ở trong thời gian ngắn như vậy điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, để cho chức năng của các khí quan trong cơ thể từ từ khôi phục, dĩ nhiên là có thể không cần phẫu thuật, nhưng khả năng này, thật sự là cực kỳ nhỏ. Diệp Oản Oản, nhưng như vậy vẫn là có khả năng, không phải sao? Là có thể, nhưng mà Diệp tiểu thư, cô cũng phải rõ ràng một chút, tình huống thân thể của cửa thiếu gia quá phức tạp. Rất nhiều chuyện tôi cũng không cách nào dự đoán được, khí quan trong thân thể ngài ấy đã bắt đầu suy kiệt, nó như là quả bom hẹn giờ, vạn nhất cô không thể làm được, thì trong vòng 3 tháng, thân thể của cửu gia cùng khí quan tiếp tục suy kiệt, hoặc là một ngày kia đột nhiên bệnh tình bạo phát, như thế có thể sẽ nguy hiểm đến tánh mạng của ngài ấy. Chương 490, Hội nghị gia tộc. Nghe được lời của Tôn Bách Thảo, trong lúc nhất thời mọi người trong phòng toàn bộ đều trầm mặc. Các người cố gắng suy tính một chút đi. Tôn Bách Thảo thở dài, ngay sau đó xoay người rời đi. Lão Thái Thái hoàn toàn suy sụp tinh thần, nhìn về phía cháu trai, ánh mắt tràn đầy đau lòng nói, tiểu cửu, ý của con thế nào? Hay là sớm cấy ghép khí quan đi, nếu không vạn nhất? Câu nói kế tiếp, Lão Thái Thái không dám nói tiếp nữa. Sau một hồi yên lặng, sắc mặt của Tư Dạ Hàn trong trẻo lạnh lùng mở miệng nói, mở hội nghị gia tộc. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời nhíu mày lại, mở hội nghị gia tộc. Sau khi hơi suy nghĩ một chút, cô đã hiểu rõ ý của Tư Dạ Hàn. Hiện tại bệnh tình Tư Dạ Hàn đã hoàn toàn bị tiết lộ ra ngoài, trong tộc cơ hồ tất cả mọi người đều đang hỏi thăm tin tức, huống chi nếu như làm giải phẫu, chuyện lớn như vậy nhất định là không gạt được. Thay vì giấu giếm, để cho bọn họ suy đoán lung tung, không bằng trực tiếp tổ chức đại hội gia tộc, quang minh chính đại để cho chúng tộc lão cùng nhau thương nghị. 2 giờ sau, nhà cũ Tư gia. Tất cả tộc lão tề tụ về một chỗ. Tôn Bách Thảo cũng ở đây, Diệp Oản Oản một thân một mình ngồi ở một góc xó xỉnh trên ghế salon, lòng có chút không yên. Không ai chú ý tới Diệp Oản Oản cả, tất cả sự chú ý của mọi người đều đặt ở trên người Tôn Bách Thảo. Thấy Tôn Thần Y cũng ở đây, tất cả tộc lão sắc mặt đều có chút phi diệu, đoán được lần mở hội nghị gia tộc này nhất định là có liên quan đến lời đồn Tư Dạ Hàn bệnh nặng sắp chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần, hướng về phía Lão Thái Thái và Tư Dạ Hàn nhìn lại. Lão Thái Thái ngồi trên ghế salon, trong tay chống quải trượng, nếu không phải là trong tay có đồ chống đỡ, giờ phút này, bà chắc ngồi cũng ngồi không vững rồi. Ánh mắt sắc bén hướng về tất cả mọi người nhìn lướt qua, Lão Thái Thái giọng nói lãnh đạm nghiêm túc mà mở miệng, khoảng thời gian này mọi người đối với tiểu cửu vô cùng quan tâm, tôi cũng đã biết. Về tình trạng cơ thể của tiểu cửu, chuyện lớn như vậy, đương nhiên không nên lừa gạt mọi người. Cho nên, hôm nay tôi mời thầy thuốc Tôn tới đây. Cùng mọi người giải thích một chút bệnh tình của tiểu cửu, đồng thời, có chuyện cũng muốn cùng mọi người thương nghị. Nghe được lời nói của Lão Thái Thái, một đám tộc lão rối rít thấp giọng nghị luận. Bệnh tình. Xem bộ dáng thì lời đồn đãi là thật, hơn nữa rất có thể bệnh tình đã trở nên ác liệt đến độ không thể giấu được nữa rồi. Đám người Tư Minh Lễ âm thầm lộ ra vẻ trào phúng. À, hắn còn tưởng rằng Tư Dạ Hàn chuẩn bị giấu giếm cho đến chết đây, không nghĩ tới sẽ chọn tự mình công bố. Bất quá cũng khó trách, bệnh tình của hắn càng ngày càng tồi tệ, cái này vốn là chuyện không gạt được. Sắc mặt bạch phát lão giả Tư Minh Vinh đen lại, trầm mà mở miệng, đại tẩu, thân thể gia chủ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Các ngươi nghe thầy thuốc Tôn nói đi, Lão Thái Thái nói xong câu này, liền nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa. Sau khi Tôn Bách Thảo cùng Lão Thái Thái còn có Tư Dạ Hàn trao đổi ánh mắt, liền bắt đầu cùng tất cả tộc lão nói về bệnh tình Tư Dạ Hàn. Chờ Tôn Bách Thảo nói xong, sau đó, Lão Thái Thái mới mở miệng, hiện tại thầy thuốc Tôn đề nghị trong vòng 3 tháng nhanh chóng để tiểu cửu cấy ghép khí quan, các ngươi thấy thế nào? Nghe xong lời của Tôn Bách Thảo cùng Lão Thái Thái, bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều sửng sốt thật lâu,
nhất thời, hiện trường nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Khó trách Tư Dạ Hàn công khai bệnh tình, căn bản bởi vì đã nghiêm trọng đến trình độ này, lời đồn đãi lại là sự thật, Tư Dạ Hàn đã bệnh đến thời kỳ cuối rồi. Dựa theo lời giải thích của thầy thuốc Tôn, thì đương nhiên là nên nhanh cấy ghép khí quan rồi. Nếu không tính mạng gia chủ há chẳng phải là lúc nào cũng có thể sẽ nguy hiểm sao? Nếu như cấy ghép khí quan, ít nhất còn có thể chống đỡ đến mấy năm, còn tiếp tục như thế, thì nửa năm cũng không chịu nổi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 491, quyết định sinh tử. Nghe xong bệnh tình Tư Dạ Hàn, cơ hồ tất cả tộc lão đều đề nghị nhanh chóng sớm tiến hành phẫu thuật cấy ghép khí quan. Gia tộc Tư gia lớn như vậy, đừng nói là yêu cầu đổi một hai cái khí quan, coi như là yêu cầu vật sống cung cấp khí quan suốt đời, cũng không thành vấn đề. Tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong sợ hãi về bệnh tình nguy nan của gia chủ, chỉ biết nếu Tư Dạ Hàn ngã xuống, gia tộc sa sút, lợi ích của bọn họ sẽ phải gánh chịu bao nhiêu đả kích, chắc chắn thế nào cũng vội vàng muốn để cho Tư Dạ Hàn kéo dài tính mạng của mình. Nhưng không ai lo lắng thân thể của Tư Dạ Hàn có thể chịu đựng được việc phải thường xuyên giải phẫu hay không, đánh đổi như vậy, miễn cưỡng cho thân thể yếu ớt, mấy cách làm đó chỉ đổi được mấy năm tuổi thọ mà thôi, lại phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn. Kiếp trước, Tư gia về sau sở dĩ loạn thành như vậy, sợ là bởi vì đến cuối cùng, Tư Dạ Hàn tinh lực căn bản không đủ để đối phó những người kia. Lão phu nhân, Vinh Thúc, vẫn nên nhanh chóng tìm kiếm khí quan thích hợp với gia chủ đi. Đúng a. Nếu không lấy tình trạng cơ thể gia chủ hiện tại, tùy thời đều có thể xảy ra chuyện, đến lúc đó Tư gia há chẳng phải là đại loạn sao? Mấy gia tộc cùng các thế lực kia vẫn nhìn chằm chằm vào Tư gia chúng ta, sợ cũng đều đã nhận được tin tức rồi. Bên trong tiếng nghị luận hỗn loạn tưng bừng, Tư Minh Vinh trầm ngâm, một lúc lâu, mở miệng nói, đại tẩu, quyết định của tẩu là gì? Ngón tay nắm Phật châu của lão phu nhân khẽ run, chậm rãi mở mắt. Nếu như không phẫu thuật, A Cửu chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ, hơn nữa bởi vì khí quan bệnh biến đổi, lúc nào cũng có thể chết đột ngột. Nhưng nếu làm phẫu thuật, A Cửu có thể giáng chống đỡ mấy năm, trong vòng mấy năm này, có thể phải trải qua nhiều lần phẫu thuật thống khổ, còn chưa bàn về khả năng sau khi cấy ghép xuất hiện phản ứng bài xích cùng đủ loại di chứng sau này. Phẫu thuật hay không? Bà quả thực không có cách nào đưa ra sự lựa chọn, nhưng lại không có lựa chọn nào khác. Bà muốn A Cửu còn sống, bất cứ giá nào, cho dù chỉ có thể sống lâu hơn mấy ngày. Không biết qua bao lâu, lão thái thái mới rốt cục mở mắt, giọng nói mệt mỏi đến cực hạn, cứ dựa theo lời các ngươi nói, làm đi. Tư Minh Vinh đại khái cũng đoán được quyết định của lão thái thái, thở dài một hơi, không nói gì. Mọi người rối rít phụ họa, vậy thì nhanh sắp xếp phẫu thuật đi. Không nên kéo dài. Trong con ngươi của Tư Minh Lễ thoáng qua một vệt tinh quang, mở miệng nói. Trong lúc gia chủ thực hiện phẫu thuật, công ty cùng gia tộc bên này có nhị ca cùng tộc lão chúng ta ở đây lo liệu, gia chủ hết thảy có thể yên tâm. Thật tốt dưỡng bệnh. Yên tâm sao? Chính là những người này thừa dịp Tư Dạ Hàn bệnh nặng, điên cuồng bắt đầu vì chính mình mưu cầu lợi ích. Trong góc, Diệp Oản Oản hướng về Tư Dạ Hàn trên ghế thủ lĩnh nhìn lại, Tư Dạ Hàn từ đầu tới cuối chỉ nói đơn giản mấy câu, tùy những tộc lão kia quyết định sống chết của anh, vận mạng của anh. Cô biết. Chính Tư Dạ Hàn cũng đồng ý phẫu thuật. Kiếp trước chính anh cũng lựa chọn việc phẫu thuật. Cho nên, không có khả năng trông cậy vào việc Tư Dạ Hàn đi bác bỏ các ý kiến của các tộc lão rồi. Một khi đã đưa ra quyết định, Tư Dạ Hàn sẽ đem những sự tình ở kiếp trước lặp lại hết thảy. Tư Dạ Hàn thể chất vốn đặc thù, đối với sự phản ứng bài xích của việc nhận khí quan từ người khác thực sự rất nghiêm trọng. Sau đó lại tiếp tục phẫu thuật không ngừng để tránh sự bài xích, cô coi như lại cố gắng thế nào. Chỉ sợ cũng không thể điều dưỡng thân thể của anh trở lại như trước được nữa. Mạng của anh chỉ là tạm thời được bảo vệ mà thôi, nhưng lại chỉ có thể sống thêm được mấy năm. Lúc lão phu nhân gật đầu, sau đó Tư Dạ Hàn cũng ngầm thừa nhận, mọi người đã bắt đầu khẩn cấp thương nghị đủ loại công việc liên quan đến việc phẫu thuật. Tư Minh Vinh đứng lên, mở miệng nói, nếu không ai phản đối, như thế, việc gia chủ phẫu thuật, cứ quyết định như vậy, tiếp theo. Ngay lúc Tư Minh Vinh đứng dậy mở miệng, trong nháy mắt, chợt trong góc truyền tới một âm thanh lạnh lùng rõ ràng. Tôi phản đối. Chương 492, cho tôi thời gian 3 tháng. Nương theo thanh âm đột ngột phát ra này, tất cả mọi người đều hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại. Nguyên bản trong phòng khách huyên náo bây giờ một mảnh tĩnh mịch. Lại là nữ nhân này,
Con người của Tư Minh Lễ thoáng qua một vệt âm trầm. Tư Minh Vinh cùng những tộc khác lão nhìn thấy Diệp Oản Oản ở thời điểm này đứng dậy ngắt lời, sắc mặt trong lúc nhất thời cũng đều có chút khó coi. Lúc Oản Oản mở miệng nói, con người sâu thẳm của Tư Dạ Hàn trong nháy mắt, hơi chớp động, tầm mắt hướng về phương hướng của Diệp Oản Oản nhìn qua. Phùng Nghĩa Bình dùng nắp ly vuốt lá trà, một bộ dạng thể hiện nơi nào chạy ra tiểu mưu không hiểu tiếng người như vậy, lạnh lùng hừ một tiếng mở miệng nói, a, cô phản đối, cô có tư cách gì phản đối? Diệp Oản Oản vẻ mặt không thay đổi mà hướng về Phùng Nghĩa Bình nhìn lại, trí nhớ của Phùng Đồng Sự dường như cùng lệnh thiên kim một dạng mau quên, đây coi như là di truyền đi. Cô, Phùng Nghĩa Bình vốn muốn mắng, nhưng ánh mắt liếc qua vừa nhìn thấy trên ghế chủ tọa là Tư Dạ Hàn, nhất thời không dám nói tiếp nữa. Dù sao người phụ nữ này bây giờ còn đứng yên trên thân phận chủ mẫu tương lai đương thời. Diệp Oản Oản không để ý tới Phùng Nghĩa Bình nữa, đứng lên, như không nhìn thấy tất cả ánh mắt chán ghét, giễu cợt, khinh bỉ của mọi người ở đây tự ý mở miệng nói, nếu như cấy ghép khí quan liền có thể để cho A Cửu sống thật khỏe, tôi liền không có bất cứ ý kiến gì. Nhưng việc cấy ghép khí quan chỉ trị được ngọn không trị được gốc, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài tính mạng của anh ấy thêm mấy năm nữa thôi, tuyệt đối không phải là phương pháp giải quyết tốt nhất. Tư Minh Lễ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, cô một tiểu nha đầu thì biết cái gì, ở chỗ này ăn nói linh tinh. Tôn lão đều đã nói, gia chủ chỉ còn lại nửa năm tuổi thọ, không phẫu thuật cũng chỉ có thể chờ chết, ở thời điểm này, cô lại chạy ra phản đối phẫu thuật, rốt cuộc là đang âm mưu cái gì. Tư Minh Lễ sau khi nói xong, những lão tộc khác cũng rối rít phụ họa lời của Tư Minh Lễ. Đối mặt với chỉ trích của tất cả mọi người, ánh mắt của Diệp Oản Oản không chút sợ hãi đáp, thân thể của A Cửu chỉ cần điều dưỡng thích đáng, phối hợp với thuốc của Tôn lão tiên sinh cùng liệu pháp châm cứu, là có thể kéo lại trở về như lúc đầu. Lúc trước tôi giúp A Cửu điều chỉnh trong khoảng thời gian nửa tháng, thân thể của anh ấy đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, điểm này Tôn lão có thể làm chứng. Tôn Bách Thảo gật đầu một cái tiếp lời của Oản Oản, quả thật như thế, chẳng qua là, bây giờ tốc độ điều chỉnh quá xa không thể cản nổi sự phát triển của căn bệnh ác liệt của Cửu thiếu gia, cho nên tôi mới đề nghị giải phẫu. Dĩ nhiên, nếu như có thể điều dưỡng trở lại, vẫn là tốt nhất, như vậy tuổi thọ Cửu thiếu gia sẽ cùng người thường không khác gì nhau mấy. Diệp Oản Oản nghe vậy, ánh mắt mang theo một cổ ác liệt, quét qua tất cả mọi người, cho nên, xin cho tôi thời gian 3 tháng, tiếp tục giúp A Cửu điều chỉnh, nếu như đến lúc đó Tôn lão vẫn kết luận thân thể của A Cửu nhất định phải giải phẫu, như thế, tôi không còn lời nào để nói. Diệp Oản Oản vừa mới dứt lời liền bị tất cả tộc lão ở hiện trường phản đối. Quả thật là trò cười, cho cô thời gian 3 tháng, cô biết 3 tháng này đối với gia chủ mà nói nguy hiểm cỡ nào sao? Tôi thấy cô nếu không phải là quá vô tri, ngu xuẩn, chính là muốn hại chết gia chủ. Bên người gia chủ nhiều thầy thuốc như vậy, Tôn thần y đều ở chỗ này, nếu có thể điều chỉnh, đã sớm trị khỏi rồi, còn có thể đến phiên cô ở nơi này hoa tay múa chân sao? Tuyệt đối không được đem mạng gia chủ giao vào trong tay một cái nữ nhân vô tri như vậy, quả thật là quá hoang đường. Nếu gia chủ trong 3 tháng này xảy ra chuyện gì, cô ta làm sao gánh nổi? Cô ấy quả thật không kham được. Ở thời điểm trong phòng khách tranh cãi ngất trời, trên ghế gia chủ đột nhiên truyền đến âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Thanh âm khàn khàn của người đàn ông cũng không lớn lắm, nhưng lại làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt á khẩu, đồng loạt hướng về phương hướng của Tư Dạ Hàn nhìn lại. Tư Dạ Hàn sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng trong ánh mắt uy áp lại không giảm chút nào, che ngập bầu trời, bao phủ toàn bộ phòng khách. Một lát sau, trong một mảnh tĩnh mịch trầm mặc, Tư Dạ Hàn tiếp tục mở miệng nói, cho nên, tôi tới gánh vác. Chương 493, nếu tôi chết. Cho nên, tôi tới gánh vác. Lúc tiếng nói rơi xuống, sau mấy giây yên lặng, toàn bộ bên trong đại sảnh một mảnh xôn xao. Tư Dạ Hàn ý này là, đồng ý với ý kiến của cô gái này, không làm giải phẫu sao. Trong lúc nhất thời, sắc mặt tất cả tộc lão đều đại biến, nóng nảy không dứt. Gia chủ, chuyện này, không thể, tuyệt đối không thể a. Quá không được a. Làm sao có thể không tin lời nói của Tôn thần y, ngược lại đi tin tưởng cô gái này cái gì cũng không biết như vậy được. Gia chủ, chuyện thân thể của ngài có liên quan đến sự hưng vong cả gia tộc chúng ta, làm sao có thể qua loa như vậy? Sắc mặt của Tư Minh Vinh trong nháy mắt cũng trở nên dị thường âm trầm, vốn dĩ hắn đang nhìn sắc mặt của gia chủ cùng lão phu nhân, cho nên hắn mới để cho cô gái này mấy phần mặt mũi, thầm chấp nhận chuyện cô ấy tham gia đại hội gia tộc, nhưng nữ nhân này có phần cũng làm quá. Chuyện này liên quan đến tính mạng gia chủ, Tư Minh Vinh không thể nhịn được nữa,
lúc này chống gậy đứng lên, gia chủ. Kết quả, không đợi Tư Minh Vinh mở miệng nói chuyện, ánh mắt của Tư Dạ Hàn liền đem lời hắn muốn nói cắt đứt. 3 tháng sau, nếu như việc điều trị thất bại, liền sắp xếp giải phẫu, nếu tôi chết rồi. Chết rồi, tất cả mọi người vẻ mặt đều sợ hãi hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. Tư Dạ Hàn phảng phất như thiên thần, trên gương mặt tuấn tú một mảnh hờ hững, tiếp tục mở miệng nói, hết thảy công việc của Tư gia dựa theo di chúc của tôi mà hành sự. Nghe được 2 chữ, di chúc, trên mặt của lão phu nhân một mảnh bi thương, khuôn mặt muốn nói lại thôi, nguyên bản muốn nói điều gì, có thể cuối cùng vẫn không có mở miệng. Bà mặc dù bất mãn việc Diệp Oản Oản tự tiện chủ trương, nhưng lời nói của Diệp Oản Oản lại làm cho bà quá động tâm. Nếu như thân thể của tiểu cửu thật có thể điều dưỡng được, có thể sống lâu như người bình thường mà nói thì tốt biết bao. Bà làm sao có thể nhẫn tâm để cho tiểu cửu bị ốm đau cùng phẫu thuật hành hạ để chỉ đổi lại mấy năm tuổi thọ thôi chứ? Nhưng một khi thất bại, tiểu cửu lúc nào cũng có thể chết đột ngột. Tâm của Diệp Oản Oản một trận hoảng hốt, Tư Dạ Hàn thậm chí ngay cả di chúc đều đã viết xong. Việc gia chủ đã quyết định, nhất định không có khả năng sửa đổi, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, ánh mắt đều hận không thể dùng thiên đao vạn quả mà xé xác cô ra thành 100 mảnh. Phùng Nghĩa Bình đứng dậy rời đi, trên mặt tràn đầy vẻ vô cùng đau đớn, lắc đầu thở dài nói, tôi đã sớm nói rồi, gia chủ sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết ở trong tay của cô gái này. Nếu như ứng cử viên chủ mẫu là Nhược Hy, làm sao sẽ biến thành như vậy được? Gia chủ cố ý tin tưởng nữ nhân kia, chúng ta hiện tại nói cái gì cũng vô ích. Nhìn phản ứng của những tộc lão khác, thời điểm Tư Minh Lễ đi ngang qua Diệp Oản Oản, đáy mắt tràn đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, nữ nhân ngu xuẩn, lại dám phản đối ý kiến của tất cả các tộc lão, ngăn cản chuyện Tư Dạ Hàn phẫu thuật, thật là không biết sống chết mà. Nếu Tư Dạ Hàn xảy ra chuyện, người thứ nhất xui xẻo chính là cô ta, đỡ cho hắn phải ra tay động thủ. Thật không nghĩ đến, Tư Dạ Hàn thông minh một đời, cuối cùng lại có thể sẽ tàn ở trong tay một nữ nhân. Xem ra, kế hoạch của bọn họ, lập tức liền có thể tiến hành rồi, nghĩ như vậy, thật đúng là phải cảm tạ cô ta rồi. Cuối hành lang không người. Hứa Thường Khôn khuôn mặt vẻ lo âu, chuyện ngày hôm nay, Diệp tiểu thư vẫn là quá xúc động rồi. Hứa Dịch sắc mặt cũng đầy là ngưng trọng, từ khi Diệp tiểu thư bắt đầu giúp đỡ cửu gia điều chỉnh thân thể cho tới nay. Thân thể cùng trạng thái của cửu gia đúng là đã bắt đầu có sự chuyển biến tốt, nếu không phải là Diệp tiểu thư, tình hình cửu gia vào lúc này sợ rằng sẽ bết bát hơn. Vậy, Diệp tiểu thư có nắm chắc không? Hứa Thường Khôn khẩn trương truy hỏi. Hứa Dịch lắc đầu một cái, con cũng không biết. Chẳng qua là hắn theo bản năng mà cảm thấy, cô không phải là nhất thời xúc động mới làm như vậy. Hứa Thường Khôn nóng nảy không dứt, này, chuyện này nên làm như thế nào cho phải đây? Chương 494, em muốn cái gì, đều cho em. Chân trời mây đen phủ kín, thoáng qua mấy tia sét, nương theo tiếng sấm đùng đùng, mưa to buông xuống. Buổi tối hôm đó, Tư Dạ Hàn sốt cao, ban đầu cũng chỉ là cảm vặt mà thôi, lại đột nhiên sốt cao không ngừng, toàn bộ đám người hầu ở Cẩm Viên bận rộn thành một đoàn, tất cả các bác sĩ tư nhân đều ở bên ngoài đợi lệnh, rất sợ gia chủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bây giờ thân thể của Tư Dạ Hàn yếu ớt giống như thủy tinh. Bất kỳ bệnh vặt nào cũng đều có thể như ngọn lửa lớn cháy lên không cách nào dập được. Trong phòng ngủ trên giường lớn màu xám cho bạc, Tư Dạ Hàn hô hấp dồn dập, mặt đỏ ửng do sốt cao. Diệp Oản Oản không ngừng vắt khô khăn lông hạ nhiệt cho anh, dùng rượu cồn lau chùi thân thể. Mới vừa thu tay về đem khăn lông buông xuống, anh đột nhiên đưa tay ra, một tay đem cổ tay cô bóp lại. Bởi vì quá dùng sức, cổ tay của Diệp Oản Oản truyền tới một trận đau đớn. Xương tay của cô cơ hồ đều bị bóp gãy. Diệp Oản Oản chân mày nhíu chặt, dùng tay kia vỗ nhẹ nhẹ sau lưng anh. Đỉnh lông mày đang co rút của anh thoáng thư giãn mấy phần, nhưng từ đầu đến cuối vẫn nắm cổ tay của cô không có buông lỏng. Diệp Oản Oản ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm người đàn ông đang trên giường, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Ở bên cạnh Tư Dạ Hàn lâu như vậy, cô cho là mình đã hiểu rõ tất cả về người đàn ông này, nhưng lại có lúc cô cảm thấy... Cô thật giống như chưa bao giờ hiểu anh vậy. Ngón tay của Diệp Oản Oản chạm vào đôi môi mỏng tái nhợt của anh, chậm rãi di chuyển tới xuống ngực, thất thần lẩm bẩm, Tư Dạ Hàn, tại sao tin tưởng em? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gương mặt điên đảo chúng sinh, cười khổ, than nhẹ một tiếng, anh không sợ, em thực sự nghĩ muốn mạng của anh sao? Chân mày của Tư Dạ Hàn hơi hơi cau lại một cái, chậm rãi mở mắt ra, cặp mắt đen thâm thúy, trong con ngươi giống như bao phủ một tầng sương mù.
thời điểm nhìn về phía cô, giống như toàn bộ trời đất đều yên tĩnh, chỉ có một mình cô. Em muốn cái gì, anh đều cho em. Trái tim của Diệp Oản Oản giống như bị một bàn tay to lớn siết chặt, cắn môi, nhìn chòng chọc Tư Dạ Hàn đang ở trước mắt mình, rõ ràng là đã bị phát sốt nóng đến mức hồ đồ luôn rồi. Vì vậy anh ấy mới có thể nói ra mấy lời như thế này được. Em mới không muốn cái đồ vật gì à, anh phải sống khỏe mạnh cho em, không cho chết, nghe chưa? Đôi mắt của Tư Dạ Hàn bởi vì mệt mỏi mà chậm rãi nhắm lại, bên miệng phát ra một tiếng nhẹ nhàng như nỉ non, được. Diệp Oản Oản siết chặt ngón tay, tên lường gạt. Mỗi lần đều đáp ứng cô nhanh như vậy, rốt cuộc có nghiêm túc hay không đây? Sáng sớm hôm sau, mưa to đã tạnh, không khí thoáng cái chuyển lạnh. Thời điểm mở mắt, Diệp Oản Oản phát hiện ra mình bất chi bất giác đã nằm ở bên mép giường của Tư Dạ Hàn mà ngủ thiếp đi. Trên người cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc, nhưng lại không có cảm thấy lạnh. Ánh mắt chuyển một cái, thật giống như ở trên thảm thấy được mấy sợi lông màu trắng bạc. Đại Bạch đã tới sao? Lúc này, bên người truyền tới một động tĩnh nhỏ, Diệp Oản Oản vội vàng hướng về trên giường nhìn lại. Tư Dạ Hàn giật giật ngón tay, dường như muốn tỉnh lại. Diệp Oản Oản vội vươn tay ra sờ trán Tư Dạ Hàn một cái. Mấy giây sau, sắc mặt vốn đang ngưng trọng của Diệp Oản Oản cuối cùng cũng hòa hoãn lại. Thật may a, giảm sốt rồi. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền đối mặt một đôi con ngươi màu nâu nhạt, giống như bầu trời sau cơn mưa, sạch sẽ lại hơi lạnh. Anh đã tỉnh, cảm giác có khỏe không? Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn đang nằm trên giường. Tư Dạ Hàn không nói gì, chẳng qua là ánh mắt không xê dịch mà nhìn cô, dường như vẫn chưa có hoàn toàn thanh tỉnh. Diệp Oản Oản nhìn anh nói, anh tối hôm qua đã đáp ứng lời nói của em, còn nhớ không? Cái gì? Âm thanh của Tư Dạ Hàn khàn khàn sau đó mở miệng nói. Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời tối sầm lại, quả nhiên đều là gạt người. Diệp Oản Oản đang buồn bực, một bàn tay hơi có chút thô ráp chậm rãi đặt lên gương mặt của cô, nhớ kỹ, anh sẽ không chết. Chương 495, xin phép bà chủ. Tư Dạ Hàn cảm giác mình đã trải qua một giấc mơ rất dài, trong mơ không có một tia sáng nào, vô luận anh đi như thế nào, cũng đi không tới được điểm cuối. Bóng tối vô tận cơ hồ muốn đem anh cắn nuốt hết thảy. Chỉ có nhiệt độ ôn nhu đến từ lòng bàn tay kia, một mực liên tục khích lệ anh đừng ngừng lại, để cho anh tiếp tục đi tới đích. Không biết qua bao lâu, mãi đến khi anh rốt cuộc cũng chạy thoát ra khỏi bóng tối đó, mới thấy được tia ánh sáng yếu ớt. Khi anh mở mắt ra, trong nháy mắt đó, liền nhìn thấy ánh nắng sáng sớm theo ngoài cửa sổ rơi vào, nhảy múa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ân cần của Oản Oản. Cô hỏi anh, tối hôm qua đã đáp ứng lời của cô, có còn nhớ hay không? Sao anh lại có thể không nhớ được? Cô nói muốn anh sống khỏe mạnh, giờ phút này, cô đang nhướng mày, nhìn vẻ mặt tựa hồ có hơi ngoài ý muốn anh lại có thể nhớ được. Cặp con ngươi linh động kia giống như nguồn sáng của cả thế giới. Trong con ngươi của Diệp Oản Oản thoáng qua một tia giảo hoạt, tiếp cận gần anh hơn một chút, sâu kín mở miệng hỏi, vậy, anh có nhớ hay không, anh còn nói rất nhiều những lời khác. Tư Dạ Hàn không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm một cái vào mi mắt như cánh bướm đang vỗ cánh của cô, hỏi lại, nói cái gì hả? Cô lộ ra vẻ mặt như tiểu hồ ly, anh nói, bất kể em muốn cái gì, anh đều cho em. Tối hôm qua anh sốt đến mơ mơ màng màng, không chỉ nói em muốn cái gì liền cho cái đó, còn nói yêu em, yêu không cách nào tự kiềm chế, nói từ nay về sau cái gì đều nghe em nói gì nghe nấy. Thấy Tư Dạ Hàn nhìn mình chằm chằm không nói lời nào. Diệp Oản Oản nhướng nhướng đỉnh lông mày, làm sao vậy? Anh không tin à, cho là em lừa anh à. Diệp Oản Oản một mặt chính nghĩa, trên thực tế, chỉ có câu nói đầu tiên là thật. Tư Dạ Hàn đáy mắt như gió nhẹ phẩy trên mặt hồ, nhộn nhạo gợn từng vòng, nhẹ giọng mở miệng nói, không có, những lời này, quả thật giống như lời anh nói. Diệp Oản Oản nghe một chút, nhất thời sững sờ. Hắc, giống như là lời anh nói. Cô theo bản năng đi lại sờ cái trán của Tư Dạ Hàn một cái, trong đầu nghĩ anh không phải là bị sốt đến hồ đồ rồi đi. Cô cố ý hãm hại anh lại không nhìn ra còn nói lời buồn nôn như vậy, giống như lời anh nói, nữa chứ. Vẫn không nhận bị mình hãm hại, Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói, khụ, vậy anh cần phải nhớ lời hứa của mình, không cho cãi lại, không cho làm gì hết. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Hứa Dịch đứng ở cửa, cửu gia, Oản Oản tiểu thư. Hứa quản gia, có chuyện gì sao? Diệp Oản Oản hỏi.
Hứa Dịch lo âu hướng về phía ông chủ nhà mình ở trên giường nhìn một cái, Oản Oản tiểu thư, thân thể của Cửu gia. Đã giảm sốt rồi, Diệp Oản Oản trả lời. Hứa Dịch thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, sắc mặt nhìn qua tựa hồ có hơi khó nói, muốn nói lại thôi, sau một hồi lâu, vẫn là mở miệng, Tiết Tổng cùng Nhược Hy tiểu thư đã chờ ở bên ngoài rất lâu, có tài liệu khẩn cấp đến từ Thâm Thành, yêu cầu chữ ký Cửu gia. Nghe được lời nói của Hứa Dịch, sắc mặt mới vừa hòa hoãn mấy phần của Diệp Oản Oản xoạt một cái liền lạnh xuống. Hứa Dịch đương nhiên biết tình trạng cơ thể hiện tại của Tư Dạ Hàn, chẳng qua đó là chức trách của hắn, chuyện này, không có khả năng giấu giếm mà không báo, chỉ có thể kiên trì đến cùng. Ánh mắt của Hứa Dịch hướng về phía Tư Dạ Hàn xin phép, Cửu gia, người xem. Tư Dạ Hàn thoáng ngồi dậy, tựa vào đầu giường, ánh mắt ngay trên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh giá của Diệp Oản Oản dừng lại một cái rồi trong chớp mắt. Ngay sau đó nhìn về phía Hứa Dịch, không nhanh không chậm mở miệng nói, không cần hỏi tôi. Chuyện này, Hứa Dịch có chút mơ hồ. Không hỏi hắn, vậy hỏi ai a? Diệp Oản Oản sụ mặt, mặt không thay đổi mà mở miệng, hỏi tôi. Hứa Dịch, a. Chương 496, do tôi tiếp nhận. Hứa Dịch vẫn còn đang một mặt mê mang, Diệp Oản Oản đã mở miệng nói, mang tôi tới đi. Diệp Oản Oản nói xong liền đứng lên. Đi về phía cửa. Thời điểm đi được một nửa, lại không yên lòng xoay người nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn đang nằm trên giường, thời gian còn sớm, anh tiếp tục ngủ đi. Giọng nói của Tư Dạ Hàn bên trong xen lẫn một vệt nụ cười không dễ dàng phát giác ừm. Hứa Dịch đứng ngơ ngác ở nơi đó, sửng sốt thật lâu mới phản ứng được, bước nhanh đi theo Diệp Oản Oản. Sau lưng, Tư Dạ Hàn nhìn bóng lưng Oản Oản mới rời đi, chính bản thân anh cũng không phát giác ra trong con ngươi của mình chứa đầy ôn nhu. Diệp Oản Oản đi không lâu, một trận âm thanh móng vuốt cực kỳ nhẹ đạp ở trên sàn nhà truyền tới. Một cái bóng màu trắng bạc lặng yên không tiếng động đi đến trước giường của Tư Dạ Hàn, sau đó tại trên thảm bên mép giường nằm xuống. Tư Dạ Hàn nhìn bạch hổ ở mép giường, đáy mắt ôn nhu biến thành lạnh, slắt, vạn nhất ta không làm được. Tư Dạ Hàn rũ con người xuống, che ngực nhẹ nhàng ho khan, đưa tay xoa xoa lông trên người của bạch hổ, vạn nhất. Có một ngày ta không có ở đây, đối với cô ấy tốt một chút. Slắt hơi lộ ra phiền não mà vẫy đuôi, hung ác gầm nhẹ một tiếng, như là bất mãn cùng bài xích. Dưới lầu, Tần Nhược Hy cùng một người đàn ông trung niên quả nhiên đang chờ, thần sắc hai người nhìn qua đều phi thường nóng nảy. Trên lầu truyền tới một loạt tiếng bước chân, hai người đều xoay người hướng về trên lầu nhìn lại. Kết quả, lại nhìn thấy người xuống lầu không phải là Tư Dạ Hàn, mà là Diệp Oản Oản. Đi theo phía sau là Hứa Dịch. Diệp Oản Oản đi thẳng tới ghế salon trong phòng khách ngồi xuống, đối với hai người mở miệng nói, hai vị mời ngồi. Người phụ trách chi nhánh công ty là Tiết Lệ nhất thời sững sờ, cùng Tần Nhược Hy liếc nhau một cái, sau đó theo bản năng mà mở miệng hỏi, Cửu gia đâu? Diệp Oản Oản, có chuyện gì, trực tiếp nói với tôi là được rồi. Tần Nhược Hy nghe vậy, ánh mắt lóe lên, Tiết Lệ nhíu mày một cái. Mở miệng nói, công ty chi nhánh bên Thâm Thành có mấy phần tài liệu khẩn cấp, yêu cầu cần có chữ ký Cửu gia để có thể lập tức xác nhận chuyện này. Diệp Oản Oản gật đầu một cái, biết rồi, giao cho tôi đi. Sắc mặt của Tiết Lệ nhất thời có chút khó coi, giọng nói nghiêm túc nói, những thứ này là hợp đồng vô cùng trọng yếu, hơn nữa đều là văn kiện cơ mật, tuyệt đối không thể qua tay của người khác, chỉ có thể giao cho Cửu gia. Diệp Oản Oản chỉnh tốt tư thế ngồi. Mặt không đổi sắc mà mở miệng nói, bắt đầu từ bây giờ, những chuyện này đều do tôi tiếp nhận. Cái gì do cô tiếp nhận? Tổng thanh tra Tần, chuyện này. Tiết Lệ theo bản năng mà hướng về Tần Nhược Hy nhìn lại, xin phép ý kiến của cô. Tần Nhược Hy từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn vân đạm kinh phong rốt cuộc thoáng biến ảo mấy phần. Diệp tiểu thư, quả thật sự việc trọng đại, nếu như Tư Tổng đã tỉnh, hay là mời ngài ấy xuống xem một chút thì tương đối ổn thỏa hơn. À! Rốt cuộc Nhược Hy đã bắt đầu nóng nảy rồi sao? Cũng chỉ có thời điểm bắt đầu đụng chạm tới lợi ích của cô ta thì Tần Nhược Hy mới có thể đem cô để vào mắt. Diệp Oản Oản cười như không cười hướng về Tần Nhược Hy nhìn một cái, ngượng ngùng rồi, Tần tiểu thư, đối với tôi mà nói, không có chuyện gì so với thân thể người đàn ông của tôi quan trọng hơn. Diệp Oản Oản ngữ khí phách lối, không kiêng kỵ chút nào. Dù coi như Tần Nhược Hy có nói đến tộc lão cùng lão thái thái thì cô cũng không cần để ý. Tần Nhược Hy cũng biết, chỉ cần Diệp Oản Oản ỉ vào thân thể của Tư Dạ Hàn, cô liền không làm gì được. Tần Nhược Hy dịu dàng mở miệng nói, chúng ta đương nhiên cũng quan tâm tới thân thể của Tư Tổng, nếu không phải là công việc khẩn cấp,
tuyệt đối sẽ không đi tới quấy rầy ngài ấy đâu. Chẳng qua là, phần văn kiện này, trước xế chiều hôm nay nhất định phải lấy được chữ ký của Tư Tổng, hơn nữa đây cũng là việc Tư Tổng đã an bài trong tháng trước, cho nên, hy vọng Diệp Tiểu Thư để cho cửu gia xác nhận một chút là tốt rồi. Chương 497, tranh đoạt. Một bên Tiết Lệ thấy Tần Nhược Hy ăn nói khép nép như thế, sắc mặt nhất thời liền có chút khó coi. Ông ta không thể nhịn được nữa mở miệng nói, từ khi nào mà chuyện chúng ta báo cáo công việc còn phải xem sắc mặt một ngoại nhân, vị tiểu thư này, tôi nghĩ cô cũng không có khả năng ngăn chuyện chúng ta muốn gặp cửu gia đâu. Lúc này, Hứa Dịch đứng ở sau lưng đúng lúc ho nhẹ một tiếng, mở miệng giải thích, Tiết Tổng, Nhược Hy tiểu thư, quả thực là cửu gia để cho Oản Oản tiểu thư qua xử lý, hai vị có chuyện gì, trực tiếp có thể cùng Oản Oản tiểu thư nói lại, tài liệu Oản Oản tiểu thư cũng sẽ chuyển cho cửu gia. Nghe được Hứa Dịch nói như vậy, Tiết Lệ nhất thời bị nghẹn, Tần Nhược Hy nhất thời cũng trầm mặc. Diệp Oản Oản lười biếng ngáp một cái, vẻ mặt đã có chút không kiên nhẫn, còn vấn đề gì không? Sắc mặt của Tần Nhược Hy biến ảo chập chờn, một hồi lâu sau rốt cuộc mở miệng nói, nếu đã là ý của Tư Tổng, vậy thì giao cho Diệp Tiểu Thư đi, Tư Tổng bây giờ đang dưỡng bệnh, quả thật vất vả. Tiết Lệ nghe xong, nóng nảy nói, vậy làm sao có thể? Làm sao có thể đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho một người ngoài? Tần Nhược Hy hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái, Diệp Tiểu Thư là chủ mẫu tương lai, như thế nào là người ngoài được? Cái gì đương thời chủ mẫu, rõ ràng chính là một. Hồ Ly Tinh lấy sắc dụ người. Lời tiếp theo, Tiết Lệ cuối cùng vẫn là không có dám nói ra, chỉ có thể không cam lòng đem tài liệu giao vào trong tay của Diệp Oản Oản. Đi ra cửa chính, Tiết Lệ vẫn là một bụng nổi giận, Tần Tổng dám. Chẳng lẽ chúng ta lại để mặc cho cô gái này nhúng tay vào chuyện trọng yếu như vậy, tình trạng cơ thể hiện tại của cửu gia bầy ở chỗ này, cả ngày không tỉnh táo, nếu là nữ nhân kia ở sau lưng cửu gia làm cái gì, hậu quả quả thật là không tưởng tượng nổi. Tần Nhược Hy cau mày một cái, nếu là người A cửu tín nhiệm, hẳn là sẽ không. Tiết Lệ cả giận nói, cái gì mà sẽ không chứ? Tần Tổng giám, con người của cô cũng quá tốt rồi, cô gái kia vì giúp cửu gia điều dưỡng thân thể một mực ở bên cạnh cửu gia. Hiện tại ngay cả công việc của công ty cũng đã bắt đầu nhúng tay vào, đến cả Hứa Dịch cũng bị cô ta lôi kéo, điều này rõ ràng chính là có mưu đồ khác. Đừng để đến lúc đó bị hại, không riêng cửu gia, còn đem công ty cũng làm hỏng. Thân sắc của Tần Nhược Hy khó xử nhíu một cái mi tâm, nhưng hôm nay, cô ấy là người bên cạnh mà A cửu tín nhiệm nhất, coi như là tôi, cũng không cách nào nhúng tay, huống chi, thân phận tôi có chút lúng túng A. Tiết Lệ đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Tần Nhược Hy một mực được truyền ra ngoài là người tốt nhất được lựa chọn làm chủ mẫu đương thời tương lai, vào lúc này ra mặt phản bác Diệp Oản Oản, há chẳng phải là sẽ bị hiểu lầm là muốn cùng Oản Oản tranh đoạt địa vị chủ mẫu sao? Cái gì mà người tín nhiệm nhất chứ? Người Tư Tổng tín nhiệm nhất cũng không tới phiên một tình nhân đi. Tôi thấy Tư Tổng thật sự là có bệnh nên hồ đồ rồi. Tần Tổng dám, cô không thích hợp nhúng tay, vậy thì tôi tới, tôi liền đi đến Tổng Công ty tìm các vị thành viên ban giám đốc. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ để như vậy mà cho qua được. Tiết Lệ nói xong liền sửa sang lại vạt áo, sải bước mà đi thẳng. Nhìn bóng lưng Tiết Lệ bực tức rời đi, trên mặt Tần Nhược Hy vẻ mệt mỏi cùng khó xử chậm rãi rút đi. Nhược Hy tiểu thư. Lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới âm thanh của thanh niên. Nhìn thấy người tới, Tần Nhược Hy gượng gạo mà lộ ra vẻ mệt mỏi mỉm cười, Lưu Ảnh, cậu đã trở lại rồi sao? Lưu Ảnh gắt gao siết quả đấm, là thật sao? Cái gì? Ông chủ, thân thể của hắn. Thân sắc của Tần Nhược Hy ảm đạm xuống, đúng thế, ngày hôm qua là đại hội quan trọng của cả gia tộc, A Cửu cùng lão phu nhân chính miệng nói. Tại sao có thể như vậy? Lưu Ảnh khuôn mặt không cách nào tin được, hắn chỉ biết thân thể của ông chủ một mực không tốt lắm, nhưng không biết lại nghiêm trọng đến loại trình độ này. Chương 498, lần trước làm sao cho anh uống thuốc? Tôi nghe nói là cô gái kia là muốn ngăn cản ông chủ làm giải phẫu đúng không? Lưu Ảnh đè nén lửa giận hỏi. Tần Nhược Hy thở dài một tiếng đáp, Diệp tiểu thư cũng là vì thân thể của A Cửu thôi. Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ mệt mỏi của Tần Nhược Hy, Lưu Ảnh giận đến tim đập kịch liệt rồi nói, cái gì mà vì thân thể của ông chủ chứ? Nhược Hy tiểu thư, tôi đã nghe nói rồi, toàn bộ điều mà mọi người mới vừa rồi nói tôi cũng đều nghe được. Thân thể của ông chủ nhất định phải trong 3 tháng này mau chóng sớm làm giải phẫu. Nếu không lúc nào cũng có thể có nguy hiểm đến tánh mạng, thế mà cô gái kia lại kiên quyết ngăn cản không cho ông chủ làm giải phẫu, rõ ràng là đang muốn hại chết ông chủ của chúng ta mà.
Tần Nhược Hy an ủi nói không chừng Diệp tiểu thư thực sự có thể chữa trị khỏi bệnh trong thân thể của A Cửu, như vậy thì tất cả cũng đều vui vẻ thôi. Lưu Ảnh giận đến nở nụ cười, sắc mặt âm vụ nói a, điều chỉnh thân thể sao? Nhược Hy tiểu thư, cô biết thân thể của ông chủ vì sao lại biến thành bộ dáng như ngày hôm nay không? Đó đều là do bị cô gái kia kích thích, cô ta hận không thể để cho ông chủ chết đi, làm sao lại thật lòng muốn giúp ông chủ điều chỉnh thân thể được chứ? Coi như cô ta không có ý đồ cố gây rối thì cô ta làm gì có năng lực làm được chuyện đó chứ? Ngay cả thần y cũng đều không làm được gì với tình hình hiện tại, thế nhưng cô ta lại còn công khai muốn nhúng tay chăm sóc thân thể ông chủ cũng như công việc trong công ty. Cô ta có tư cách gì chứ? Bên trong phòng khách, sau khi Tần Nhược Hy cùng Tiết Lệ rời đi, Diệp Oản Oản liền cầm lấy văn kiện đi lên trên lầu. Đẩy cửa phòng ngủ ra, Tư Dạ Hàn quả nhiên đang ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Thấy vậy làm cho thần sắc của Diệp Oản Oản hòa hoãn không ít, sau đó đem một cái ghế bên trong phòng kéo tới mép giường. Đang muốn ngồi xuống, ánh mắt yên lặng của Tư Dạ Hàn đang nhìn chăm chú cô, chậm rãi mở miệng nói, ngồi bên cạnh anh đi. Diệp Oản Oản nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên run lên, ngay sau đó nhìn anh một cái, cô không phải là đang ngồi ở bên cạnh anh hay sao? Ngay cả ghế cũng đều kéo tới một bên rồi nè. Trong giọng nói của Tư Dạ Hàn ý tứ muốn ngồi gần không phải như cô nghĩ mà điều anh ám chỉ, rõ ràng là muốn cô ngồi ở trên giường. Anh không ngủ được, Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Vừa nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản nhất thời không phản đối nữa, vén chăn lên ngồi xuống ở bên cạnh Tư Dạ Hàn. Như vậy được chưa? Diệp Oản Oản hỏi. Tư Dạ Hàn, nằm xuống thì tốt hơn. Diệp Oản Oản nhất thời có chút không còn gì để nói. Không được, em muốn đem những này tài liệu nhìn cho xong, sau đó sửa sang lại một chút. Anh ngủ thêm một lát nữa đi nha, chờ anh tỉnh ngủ, em hẳn là đã sửa xong rồi, đến lúc đó em sẽ đọc cho anh nghe để anh đưa ra quyết định cuối cùng. Diệp Oản Oản trực tiếp mở miệng nói, hoàn toàn không cho Tư Dạ Hàn có con đường cự tuyệt nào cả. Đối mặt với khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Diệp Oản Oản, vẻ mặt của Tư Dạ Hàn hơi có chút bất đắc dĩ. Chờ một chút, anh trước tiên đem thuốc uống vào đi đã, mặc dù anh đã giảm sốt rồi nhưng bệnh cảm mạo của anh còn chưa có hết hoàn toàn, nếu không uống thuốc sẽ nghiêm trọng hơn nữa đó. Diệp Oản Oản lại làm cho mình bận rộn hơn chờ mình một cái bỏ dậy, thuần thục đổ ra mấy viên thuốc đặt trên tay. Diệp Oản Oản cầm lấy thuốc, bưng ly nước đi tới trước giường. Nhưng Tư Dạ Hàn chỉ nhìn lấy cô thôi, nhất thời lại không có thêm bất kỳ động tác nào cả. Anh sao thế? Diệp Oản Oản cau mày. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn lưu chuyển, đột nhiên chậm rãi hỏi, lần trước lúc anh hôn mê, em làm sao đút thuốc cho anh? Diệp Oản Oản đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó gò má nhất thời có chút nóng lên, tức giận một tay đem ly nước đẩy qua, em cứng rắn nhét vào miệng anh đó có được hay không a? Cô làm sao lại không phát hiện ra người đàn ông thường ngày luôn cao ngạo lạnh lùng này càng ngày khó dây dưa đây? Lần trước cô dùng miệng cho Tư Dạ Hàn uống thuốc là bởi vì tình huống bắt buộc đó có được không a? Thật vất vả mới cho Tư Dạ Hàn uống thuốc xong lại dụ dỗ được anh cho ngủ thiếp đi, sau đó Diệp Oản Oản mới ngồi trên giường, nhìn chăm chú lấy văn kiện cơ mật trong tay, thần sắc có chút hoảng hốt. Ngày trước Tư Dạ Hàn đúng là bất kỳ cơ mật nào cũng đều không có phòng bị cô, nhưng nếu chính cô tự tay mở ra những thứ này, như thế thì ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng rồi. Diệp Oản Oản ngồi rất lâu, cuối cùng, rốt cục vẫn phải chậm rãi đem những văn kiện kia mở ra. Chương 499, rất rõ ràng tôi đang làm gì. Cô mới trực tiếp nói với Tư Dạ Hàn, cô muốn xem những thứ tài liệu này nhưng Tư Dạ Hàn lại không có tỏ vẻ phản đối chút nào. Trước kia cô vẫn cho rằng Tư Dạ Hàn không có phòng bị cô chẳng qua bởi vì anh coi cô là một món đồ chơi không quan trọng, nhưng với tình huống bây giờ, nếu cô thật sự là một món đồ bị bỏ đi thì anh sao có thể cho phép cô nhúng tay vào chuyện trọng yếu như vậy được chứ? Suy nghĩ kỹ một chút. Thật ra thì kiếp trước Tư Dạ Hàn từng nhiều lần cố ý để cho cô nhúng tay vào công việc của công ty, đoán chừng là muốn để cho cô tăng lên lực uy hiếp đối với những người khác, lót đường cho tương lai của cô, chẳng qua là những cơ hội đó lại bị cô nghĩ thành anh cố ý làm khó mình, tất cả đều làm hỏng, rồi làm cho tiếng oán than càng thêm dậy đất. Dưới lầu, Hứa Dịch đang cùng đám người hầu giao phó sự tình, Lưu Ảnh một thân sát khí đi vào. Hứa Dịch nhìn người đi tới. Lên tiếng chào hỏi, Lưu Ảnh, đã trở lại rồi sao? Lưu Ảnh mặt lạnh mở miệng nói, Hứa Dịch, anh theo tôi tới đây một chút. Thấy Lưu Ảnh sắc mặt không được tốt lắm, Hứa Dịch cũng nghĩ tới chắc đã có chuyện gì xảy ra rồi, vẫy tay cho người làm lui đi sau đó, đi theo Lưu Ảnh tới trong sân.
hai người một trước một sau mà đi tới trong sân góc tối không người. Vừa mới đứng lại, Lưu Ảnh đột nhiên xoay người, một quyền đập vào trên mặt của Hứa Dịch. Tiếng xé gió đột nhiên truyền tới, Hứa Dịch hoàn toàn không có phòng bị, lại bị một quyền đập xuống mặt, toàn bộ não ông vang dội. Cả người Lưu Ảnh giống như phẫn nộ bị lửa thiêu đốt nói, Hứa Dịch. Anh có phải không đã quên chính mình là thân phận gì, mà ngay cả chủ nhân của chính mình là ai cũng đều quên mất rồi hay không? Hứa Dịch thật lâu sau đó mới từ trong choáng váng tỉnh lại, chậm rãi thẳng người đứng lên, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Lưu Ảnh đang đứng trước mắt mình đáp cậu muốn nói cái gì? Lưu Ảnh cười lạnh, nói cái gì sao? Tôi muốn nói đến dáng vẻ của anh khi quỳ gối xu nịnh cô gái kia đó. Hứa Dịch mặt không thay đổi mà mở miệng nói lại, Lưu Ảnh, chú ý lời nói của cậu chút đi. Cậu cũng đừng quên, chính Oản Oản tiểu thư là người đã cứu ông chủ, đã cứu mọi người chúng ta, bao gồm cả cậu đó. Lưu Ảnh khẽ xì một tiếng, đây chính là lý do của anh sao? Nếu không phải bởi vì chuyện lần đó, anh nghĩ rằng tôi còn có thể nhịn đến bây giờ sao? Nguyên bản tôi cũng không muốn như vậy, nhưng lần này cô ta lại tùy tiện ngăn cản chuyện giải phẫu, anh có biết ông chủ sẽ bị cô ta hại chết hay không? Huống chi lần đó chẳng qua chỉ là bởi vì có nội tuyến lộ ra tin tức thôi, vậy mà anh cho rằng đó công lao của cô ta sao? Cô ta có tư cách gì mà nhúng tay vào công việc của công ty chứ? Có tư cách gì mà ra lệnh chúng tôi, thậm chí nhục nhã Nhược Hy tiểu thư? Nghe được lời nói của Lưu Ảnh, Hứa Dịch trầm mặc trong chốc lát. Diệp Oản Oản làm những chuyện kia căn bản cũng không phải là nội tuyến nói cho cô ấy biết, người nội tuyến kia đã sớm chết rồi, nếu không phải là do có Diệp Oản Oản thì bọn họ tất cả mọi người đều đã chết hết rồi. Mặc dù hắn không biết tại sao Diệp Oản Oản lại biết những thứ này, nhưng hắn tin tưởng Diệp tiểu thư đối với ông chủ mình không có chút ác ý nào cả. Nhưng hắn không có cách nào nói cho Lưu Ảnh biết những thứ này được, Lưu Ảnh đối với Diệp Oản Oản thành kiến đã quá sâu, nếu như biết Diệp Oản Oản biết những chuyện mà không ai biết như vậy, khó tránh khỏi sẽ đưa tới càng nhiều vấn đề rắc rối mà thôi. Thấy Hứa Dịch yên lặng, ánh mắt của Lưu Ảnh càng thêm lạnh giá, làm sao vậy? Không còn lời nào có thể nói nữa sao? Anh đã hoàn toàn bị cô gái kia thu mua che mắt mất rồi. Ánh mắt của Hứa Dịch kiên nghị mà nhìn chằm chằm Lưu Ảnh. Từng chữ một mà mở miệng nói, Lưu Ảnh, kỳ hạn 3 tháng chưa tới, mọi chuyện không có thể nói trước kết quả được, ai cũng không thể tùy tiện đưa ra kết luận. Còn nữa, Oản Oản tiểu thư cũng không phải là giống như cậu nhìn thấy bề ngoài như vậy đâu, cô ấy không phải là thiên kim tiểu thư hèn yếu không hiểu biết gì, mà ngược lại, cô ấy là người hữu dũng hữu mưu, trầm tĩnh. Coi như những tin tình báo kia đều là nội tuyến nói cho cô ấy biết, nhưng cậu đã từng để tay lên ngực mình tự hỏi chưa? Tại sao cô ấy chỉ là một người con gái, nhưng lại có thể dưới tình huống đó mặt không đổi sắc thành công lừa gạt nhóm người thí huyết minh hung ác như vậy? Chuyện đó chẳng qua chỉ là dựa vào vận khí mà thôi sao? Lưu Ảnh, cậu luôn là người mang theo cảm tình của mình tới phán xét cô ấy, đã mất đi tính khách quan rồi, nên tôi hiện tại không muốn cùng cậu tranh luận. Hứa Dịch nói xong, tiện tay lau vết máu ở khóe miệng một cái rồi nói tiếp, còn nữa, tôi rất rõ ràng tôi đang làm gì. Chương 500, nói một lời tỏ tình lao lực như vậy sao? Trên lầu, phòng ngủ chính. Diệp Oản Oản cuối cùng cũng đem tất cả các tài liệu nhìn qua một lần, nhiều số liệu cùng tài liệu phức tạp như vậy, nếu như không phải là trí nhớ của cô tốt, quả thật là muốn nổi điên luôn rồi. Lúc này, bên tai cô truyền tới thanh âm khàn khàn của Tư Dạ Hàn, đẹp mắt không? Diệp Oản Oản nhất thời nghiêng đầu hướng về Tư Dạ Hàn đang nằm bên người cô mới vừa tỉnh ngủ nhìn một cái rồi nói anh cho là thế nào đây? Thật sự em không hiểu tại sao anh lại có thể nhìn những loại giấy tờ như thế này hàng ngày đến mức quên ăn quên ngủ như vậy chứ. Em mới chỉ nhìn một ngày mà cũng sắp nhìn đến ói rồi. Anh mau tới đây cho em nhìn một chút để làm sạch mắt mình coi nào. Tư Dạ Hàn khẽ cười một tiếng, nụ cười giống như cánh hoa theo cặp con ngươi thâm thúy kia hiện ra. Nhìn thấy nụ cười của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản nhất thời trợn tròn cả mắt. Đệt, anh lại phạm quy nữa rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy đại ma đầu nhà cô cười như vậy, vô cùng ôn nhu. Cái này, mang lại hiệu quả tẩy mắt quá lợi hại rồi. Nhìn nụ cười khó có được của anh, Diệp Oản Oản thoáng thở phào nhẹ nhõm hỏi, bây giờ tinh thần của anh đã tốt hơn rồi sao? Tư Dạ Hàn đáp, ừm. Diệp Oản Oản nghiêng thân qua ngay tại trên mặt của Tư Dạ Hàn đặt xuống một nụ hôn, hí mắt cười một tiếng, bây giờ thì em tốt hơn rồi, quá trình sạc năng lượng hoàn tất. Anh trước tiên tới dùng cơm đi, ăn xong em sẽ bắt đầu báo cáo công việc cho anh nghe. Sau khi rời giường Tư Dạ Hàn đi rửa mặt,
Diệp Oản Oản để cho phòng bếp đem cơm sáng bưng tới, dùng qua cơm sáng sau đó, cô liền bắt đầu giúp anh xử lý công việc trong công ty. Bên trong thư phòng, Tư Dạ Hàn lẳng lặng dựa vào ghế salon, Oản Oản ngồi đối diện với anh, sau cơn mưa hương thơm của cỏ cây thoang thoảng xuyên thấu qua cửa sổ phiêu tán đi vào, cùng với âm thanh mềm mại của cô quấn quanh ở cùng nhau. Rõ ràng chuyện Diệp Oản Oản đang đọc cho Tư Dạ Hàn nghe là chuyện cực kỳ khó giải quyết, làm lòng người thích tụ bực tức không thể có cảm giác thoải mái được, thế nhưng tâm tình của Tư Dạ Hàn lúc này lại không có một chút nào bị đè nén, ngược lại anh chỉ hy vọng cô cứ tiếp tục như vậy đọc tiếp mà thôi. Đảo mắt thời gian một ngày liền đã gần hết, Tư Dạ Hàn vừa nghỉ ngơi vừa làm việc, trong khoảng thời gian đó tất cả tài liệu đều đã được xử lý xong hết. Buổi tối, Diệp Oản Oản sau khi tắm xong ngồi xuống ở trước bàn trang điểm. Nhìn thấy chính mình trong gương, thân sắc của Diệp Oản Oản có chút chần chờ. Lấy năng lực của cô thì bây giờ điều có thể làm cũng không nhiều lắm, cùng lắm là giúp Tư Dạ Hàn làm một cái báo cáo tổng kết, giúp anh gửi email các loại, nhưng quyết sách cuối cùng vẫn là do anh đưa ra. Diệp Oản Oản theo trong gương liếc Tư Dạ Hàn đang ngồi sau lưng mình trên ghế salon một cái, không nhịn được mở miệng nói, cái đó, Tư Dạ Hàn, em đột nhiên phát hiện cuối cùng người phí đầu óc vẫn là anh a. Em cũng chỉ là sửa sang lại tài liệu cùng đọc những cái đó cho anh nghe mà thôi, rốt cuộc có hữu dụng hay không a? Ngoặc kép, sắc mặt của Tư Dạ Hàn mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần lại không tệ, nghe vậy thả chén thuốc trên tay xuống, nhìn cô một cái, thản nhiên mà mở miệng đáp lại, dựa theo logic mà nói tác dụng không lớn lắm. Diệp Oản Oản nghe một chút, nhất thời ỉu xìu không còn chút sức sống nào cả, ồ, vậy em đây há chẳng phải là làm không công sao? Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm trả lời một câu, anh cũng không có nói như vậy, chuyện này không thể tuân theo suy luận bình thường mà xem xét được. Diệp Oản Oản không hiểu nghiêng đầu qua, à, vậy là có ý gì anh? Tư Dạ Hàn, ý trên mặt chữ. Diệp Oản Oản, cho nên, anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Cô vẫn chưa hiểu à? Tư Dạ Hàn, chính mình ngộ ra đi. Diệp Oản Oản, chính mình ngộ ra là cái quỷ gì à? Diệp Oản Oản vắt hết óc suy nghĩ vòng vo một hồi. Một hồi lâu sau, rốt cuộc cũng minh bạch được ý mà Tư Dạ Hàn muốn nói, sầm mặt lại nhìn dung nhan trong trẻo lạnh lùng thịnh thế của anh mà nói, anh nói thẳng đi không được sao? Bởi vì em đọc tài liệu và cùng với anh xử lý công việc người thêm thế nữa em còn là người hôn nhẹ anh, cho nên anh cảm thấy tâm tình vui thích, thể xác và tinh thần thoải mái, hiệu quả nổi bật, không được hay sao? Tại sao phải nói ngắn gọn như vậy chứ? Làm sao lại nói lời khó hiểu muốn người chậm tiêu như em hiểu chứ, nếu anh nói một lời tỏ tình chẳng lẽ lại làm anh lao lực sao? Diệp Oản Oản tỏ vẻ rất là ghét bỏ nói cho Tư Dạ Hàn nghe. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 501, em dạy anh đi. Điều ẩn giấu sau lời nói này của Tư Dạ Hàn cũng là nhờ cô có tính ngộ giác cao nên mới tự mình hiểu ra được. Tư Dạ Hàn nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ trên khuôn mặt nhỏ bé của Diệp Oản Oản, liền mở miệng nói, em dạy anh đi. Diệp Oản Oản không nói gì mà tỏ vẻ, em cảm thấy. Phỏng chừng không dạy nổi, tư chất của anh quá kém nha. Diệp Oản Oản đương nhiên không dám nói thật, nghiêm trang mở miệng nói, ừ, em cảm thấy anh không cần học, anh chỉ dựa vào gương mặt của mình thôi là đã đủ rồi. Tư Dạ Hàn nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại, rõ ràng lời cô muốn nói không phải là câu này. Diệp Oản Oản nói xong liền đứng dậy chạy bạch bạch tới ngồi vào bên cạnh Tư Dạ Hàn, ngước đầu nhìn anh đáp, hay là anh dạy em đi. Dạy em xử lý những chuyện này, chờ em học được những chuyện này, em sẽ có thể giúp anh chia sẻ gánh nặng, có được hay không? Nghe như vậy, thần sắc của Tư Dạ Hàn trở nên nghiêm túc thêm một chút nói, em phải học sao? Ngoặc kép, Diệp Oản Oản hơi hơi cau mày, thật ra thì cô cũng không xác định điều này lắm. Đại khái là nhìn thấu được sự do dự của Diệp Oản Oản. Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, chờ em nghĩ xong thì cho anh đáp án. Diệp Oản Oản mở miệng nói, không cần suy nghĩ thêm đâu, em đã quyết định rồi. Cô biết cái quyết định này có ý nghĩa như thế nào, nhưng, ngay từ lúc cô lựa chọn đi nước B cũng như thời điểm nhúng tay vào mọi chuyện ở đó, rất nhiều chuyện cũng đã không còn do cô có thể quyết định nữa rồi. Diệp Oản Oản đang thất thần, tiếng chuông điện thoại di động bỗng reo lên, là điện thoại của Giang Yên Nhiên. Nhìn thấy điện thoại của Giang Yên Nhiên, Diệp Oản Oản mới đột nhiên nhớ tới, thời gian thoáng một cái đã qua, kỳ nghỉ hè cũng sắp kết thúc rồi. Vì trong thời gian nghỉ hè này cô thật sự quá bận rộn cho nên không có thời gian cùng mấy người Giang Yên Nhiên liên lạc. Giang Yên Nhiên là một mầm non rất tốt,
mặc dù trước kia cô ấy đã đáp ứng nếu như tiến vào giới giải trí thì sẽ chọn cô làm người đại diện cho mình, bất quá trong khoảng thời gian sống chung này, Giang Yên Nhiên đối với cô mà nói không chỉ là bạn đồng hành hợp tác trong tương lai, còn hơn thế nữa đó chính là bằng hữu thân thuộc của cô. Đến lúc đó Yên Nhiên lựa chọn như thế nào, cô cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Là điện thoại của Yên Nhiên. Diệp Oản Oản nói với Tư Dạ Hàn một tiếng, sau đó đưa tay nhận máy, alo, Yên Nhiên. Oản Oản, tớ đang muốn gọi cho cậu đây, tớ muốn rủ cậu qua mấy ngày nữa cùng tớ đi đến trường học báo danh nha. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Được, đến lúc đó cùng nhau đi nhé. Diệp Oản Oản đang muốn nói tiếp, lại nhạy cảm phát hiện ra âm thanh của Giang Yên Nhiên tựa hồ có hơi không đúng lắm, sao âm thanh của cậu lại uể oải như vậy? Tớ, Giang Yên Nhiên muốn nói lại thôi. Mơ hồ nghe được bên phía Giang Yên Nhiên có tiếng huyên náo cùng tiếng nhạc, Diệp Oản Oản cau mày hỏi cậu đang ở đâu? Tại sao lại ồn ào như thế? Giang Yên Nhiên không trả lời, yên lặng một lát sau, chậm rãi mở miệng, Oản Oản, tớ khả năng phải chia tay. Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời sững sốt hỏi lại, cậu nói cái gì cơ? Làm sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy được? Thấy Diệp Oản Oản đột nhiên đổi sắc mặt, Tư Dạ Hàn ghé mắt hướng về phía cô nhìn một cái. Tại sao đột nhiên lại muốn chia tay với Sở Phong? Chuyện đó là thế nào vậy? Diệp Oản Oản vội vàng hỏi. Điện thoại di động đầu kia yên lặng rất lâu, rồi âm thanh của Giang Yên Nhiên mới vang lên, khoảng thời gian này, hắn cùng tớ lui tới nhưng cũng đồng thời, cùng một cô gái khác ở chung một chỗ. Cậu nói cái gì? Cái này làm sao có thể? Diệp Oản Oản đầy kinh ngạc, giống như đang nghe được câu nói mơ giữa ban ngày. Coi như là cho tên tiểu tử Sở Phong kia mượn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám làm ra loại sự tình này. Yên Nhiên, có phải là cậu nghĩ sai rồi hay không? Diệp Oản Oản vội hỏi. Giang Yên Nhiên cười khổ một tiếng, nghĩ sai rồi sao? Tớ sớm đã phát hiện ra hắn có cái gì đó không đúng, tuy nhiên lại không có suy nghĩ nhiều, mãi đến ngày ấy, tớ tận mắt thấy hắn đang cùng cô gái kia đi shopping, tớ đứng ở ngoài cửa tiệm, gọi một cú điện thoại cho hắn lại nói láo là đang ở nhà. Chương 502, đụng nữa một lần cho tôi nhìn xem một chút. Lần này, Diệp Oản Oản không lên tiếng phản đối nữa. Nếu như không phải là có chuyện mờ ám, tại sao phải nói láo? Cô luôn cảm thấy chuyện này nhất định là hiểu lầm ở chỗ nào đó, đều là do hình ảnh ở kiếp trước mang đến thôi, lúc đó Sở Phong đối với Giang Yên Nhiên si tình như thế nào cô đều biết, làm sao hắn lại có thể làm ra loại chuyện bại hoại như thế này được chứ? Đầu kia điện thoại di động tiếng nhạc càng thêm đinh tai nhức óc, chân mày Diệp Oản Oản nhíu chặt nói cậu bây giờ đang ở đâu? Quầy rượu Phi Sắc Casino, Giang Yên Nhiên âm thanh mang theo men say đáp. Nghe được lời Giang Yên Nhiên nói cô ấy đang ở tại Phi Sắc Casino, sắc mặt của Diệp Oản Oản càng thêm khó coi, Phi Sắc Casino là nơi nổi danh hỗn loạn, với trạng thái này của Giang Yên Nhiên mà ở bên đó quá là nguy hiểm rồi. Biết rồi, tớ lập tức tới ngay đây. Diệp Oản Oản nói xong liền cúp điện thoại. Không đợi cô nói chuyện, bên tai liền truyền tới âm thanh của Tư Dạ Hàn, để cho Hứa Dịch đưa em đi đi. Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Hôn trên gò má của Tư Dạ Hàn một cái, em đi xem chuyện gì đang xảy ra, rất nhanh liền trở lại. Không biết từ lúc nào, giữa cô cùng Tư Dạ Hàn lại có thể tán gẫu nói chuyện thoải mái như bấy giờ, anh thấy cô có bạn, cùng bạn bè liên lạc, cũng sẽ không phản ứng hay khó chịu với cô nữa, còn cô chuyện đầu tiên khi nhận điện thoại từ bạn mình cũng không phải là nhìn sắc mặt của anh, sợ hãi anh sẽ tức giận nữa rồi. Mà hết thảy những thay đổi này cũng chỉ mới phát sinh trong khoảng thời gian mấy tháng ngắn ngủi này thôi. Diệp Oản Oản vội vã chạy xuống lầu. Vừa mới xuống lầu, đúng lúc thấy Hứa Dịch đang ở trong phòng khách cùng người giúp việc nói chuyện. Diệp Oản Oản đang muốn gọi tên hắn, Hứa Dịch lại nhìn thấy cô liền bắt đầu tránh đi, lập tức vội vã đi tới phòng bếp. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, ánh mắt tỏ vẻ không hiểu mà đem Hứa Dịch gọi lại, trợ lý Hứa. Sống lưng Hứa Dịch cứng đờ, không có cách nào chỉ có thể chậm rãi xoay người, cúi thấp đầu, che chắn vết thương trên mặt mình ngăn cho việc Oản Oản dò xét. Oản Oản tiểu thư, cô có gì cần phân phó cho tôi sao? Mặt của anh làm sao vậy? Diệp Oản Oản trầm giọng hỏi. Không có việc gì, vừa rồi không cẩn thận nên đụng vào cửa thôi, Hứa Dịch trả lời. Diệp Oản Oản hai tay ôm ngực, cười một tiếng, đụng vào cửa có thể va thành hình dạng như vậy, không bằng, anh đụng lại một lần nữa cho tôi nhìn xem một chút có được không? Giờ phút này nửa gương mặt của Hứa Dịch đều sưng vù cả lên, ánh mắt tím bầm một mảnh, hiện đầy tia máu. Mí mắt đã chống đỡ đến mức không mở ra nổi rồi.
Khụ, cái này, Hứa Dịch nhất thời không nói nên lời. Là Lưu Ảnh là sao? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi chuyện. Hứa Dịch vội vàng nói, thực sự không có việc gì đâu Oản Oản tiểu thư, cô tìm tôi có chuyện gì không? Hứa Dịch cố gắng nói lảng sang chuyện khác. Diệp Oản Oản trầm sắc mặt lại đáp, không sao, anh kêu Lưu Ảnh đến đây, để cho hắn lái xe đưa tôi đến một nơi. Hứa Dịch lập tức nói, cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi. Thương thế của anh đã thành ra như vậy rồi, làm sao có thể lái xe được? Anh đi gọi Lưu Ảnh tới đây đi. Giọng nói của Diệp Oản Oản lộ ra một tia lửa giận. Thấy Diệp Oản Oản nổi cơn tức giận, Hứa Dịch không có cách nào chỉ có thể tranh thủ thời gian để cho người đi gọi Lưu Ảnh tới. Không biết tại sao, trước mặt hắn rõ ràng đang là một cô gái nhỏ nũng nịu hiền lành, nhưng thời điểm mỗi lần cô phẫn nộ đều khiến cho người đối diện mình cảm thấy không rét mà run. Đó cũng giống như loại khí tức ở trên người ông chủ nào đó phát ra, làm cho người khác cũng dễ dàng liên tưởng đến. Rất nhanh, Lưu Ảnh được gọi đến, vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản liền nghiêm mặt nói, có chuyện sao? Diệp Oản Oản lạnh mặt liếc hắn một cái rồi nói, chuẩn bị xe, đưa tôi đi đến quầy rượu Phi Sắc Cardinal. Cái gì cơ? Nghe thấy Diệp Oản Oản dùng giọng nói như ra lệnh đối với mình, sắc mặt của Lưu Ảnh tái mét. Không kịp cho Lưu Ảnh biểu hiện vẻ giận dữ trên mặt, Diệp Oản Oản đã đứng lên, không cho đối phương đường cự tuyệt, liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động nói, tôi không có nhiều thời gian đâu, anh nhanh đi chuẩn bị đi. Cô, Lưu Ảnh gắt gao siết chặt quả đấm, đầu tiên là nhìn Hứa Dịch bên cạnh mình một cái, rồi cuối cùng vẫn cắn răng đi chuẩn bị theo yêu cầu của Oản Oản. Chương 503, tìm đàn ông hay là phụ nữ? Diệp Oản Oản dựa trên ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, Lưu Ảnh trầm mặt ngồi ghế kế bên tài xế. Người đang lái xe là thủ hạ của Lưu Ảnh Tống Tĩnh. Ngồi ở ghế phía trước, Tống Tĩnh xuyên qua kính chiếu hậu hướng về phía sau nhìn một cái, ngay sau đó thấp giọng mở miệng nói, ai, đội trưởng, anh cũng đừng tức giận nữa, vì boss của chúng ta thích cô ấy, chúng ta có thể có biện pháp gì để phản đối được đây? Ngoặc kép, im miệng, tâm tình giờ khắc này của Lưu Ảnh rõ ràng không tốt. Hắn lại có thể luân lạc tới mức phải đi hộ tống cô gái này, điều này đối với hắn mà nói quả thực là quá khuất nhục mà. Ồ, Tống Tĩnh không nói nên lời. Xe đi được hồi lâu, Tống Tĩnh lại không chịu nổi sự cô đơn yên lặng trong xe liền mở miệng nói, thật ra thì đội trưởng, mặc dù tôi cũng cảm thấy nữ thần Nhược Hy là người có tư cách nhất làm bà chủ của chúng ta, nhưng bất quá, Diệp Oản Oản tiểu thư thật ra thì cũng không phải là người bết bát tồi tệ như chúng ta tưởng tượng mà. Bàn về tướng mạo thì chúng ta không cần nói đến nữa nha, cô ấy chỉ mới là một thiếu nữ mới lớn mà thôi, điệu đà một chút cũng không phải là chuyện rất bình thường sao. Và lại, từ lần đi đến nước B, mặc dù là do nội tuyến bày ra phương pháp trốn thoát cho cô ấy, nhưng cô ấy lại có thể diễn giống y như thật, cũng là một loại bản lĩnh a. Khi đó ngay cả người của chúng ta cũng đều bị cô ấy lừa gạt đó. Bất luận như thế nào, thì dù sao lần đó cũng là Diệp Oản Oản ra tay cứu mình, Tống Tĩnh vẫn rất cảm kích. Lúc đó nếu không phải là cô ấy đột nhiên lên tiếng nói ra nhược điểm của Ripper Eugene, hắn nhất định đã chết rồi đâu còn có thể ngồi đây như thế này được nữa. Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng, không chút nào hạ thấp giọng, cố ý dùng âm thanh mà Diệp Oản Oản có thể nghe được mở miệng nói, a, diễn xuất được. Vậy sao không đi làm diễn viên đi? Ở chỗ ngồi phía sau, Diệp Oản Oản đang suy nghĩ đến chuyện của Giang Yên Nhiên và Sở Phong, nên lúc nghe được lời nói châm chọc của Lưu Ảnh cũng không thèm để ý tới. Nửa giờ sau, xe rốt cuộc cũng dừng lại trước cửa quán rượu Phi Sắc Cardinal. Diệp Oản Oản ngay lập tức đẩy cửa xuống xe. Bước nhanh đi tới bên trong quầy rượu. Diệp tiểu thư trễ như vậy đi đến quầy rượu làm cái gì vậy? Muốn tìm đàn ông hay là phụ nữ đây? Tống Tĩnh vừa lẩm bẩm rồi dừng xe lại. Lưu Ảnh hai tay ôm ngực, thần sắc không hề quan tâm đến điều mà Tống Tĩnh nói. Bên trong quầy rượu, ánh đèn đen huyễn thần mê, tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Diệp Oản Oản đẩy đám người ra chen lấn vào đó, thật vất vả mời tìm được Giang Yên Nhiên. Yên Nhiên! Rốt cuộc cũng đã tìm được người, Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm. Giang Yên Nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, chậm rãi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn người mới tới. Nhìn thấy người, trong nháy mắt, Yêu Nhiên liền đỏ cả vành mắt, mỉm cười nói, Oản Oản, cậu đã đến rồi. Nhìn thấy bộ dạng Yên Nhiên miễn cưỡng cười vui, chân mày của Diệp Oản Oản nhíu chặt, trực tiếp đi thẳng về phía Yên Nhiên. Diệp Oản Oản cũng không nói gì, nhẹ nhàng ôm lấy cô, vỗ một cái sau lưng của cô. Giang Yên Nhiên đang cố kìm nén nhưng trong phút chốc, nước mắt nhất thời liền lăn xuống, thân thể rung động nhẹ nhẹ. Lúc này,
Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh cũng đi theo, tại một dãy ghế cách đó không xa ngồi xuống. Căn bản là tìm phụ nữ a, khó trách Tống Tĩnh lẩm bẩm. Chờ tâm tình của Giang Yên Nhiên hòa hoãn một chút sau đó, Diệp Oản Oản hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Giang Yên Nhiên đỡ cái chán đáp, chính là như tớ nói đó. Diệp Oản Oản, cậu xác định cô gái kia không phải là thân thích của Sở Phong như em gái họ các loại sao? Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái, xác định rồi, không phải. Có hình của cô gái kia không? Diệp Oản Oản thử thăm dò hỏi thăm. Giang Yên Nhiên cầm điện thoại di động lên nói, ngày đó, thời điểm khi nhìn thấy bọn họ, tớ có chụp trộm một tấm. Nói xong liền mở điện thoại di động ra, trong album ảnh hiện lên một tấm hình. Diệp Oản Oản vội cầm qua điện thoại di động của Giang Yên Nhiên lên nhìn xem, chỉ thấy, trong hình bối cảnh là ở trung tâm thương mại. Một cô gái tuổi còn trẻ đang đi dạo phố, Sở Phong xách theo bao lớn bao nhỏ theo ở phía sau. Chương 504, cắt đứt cái chân thứ ba. Nhìn trong hình, hai người đó quả thật rất mập mờ. Nhưng Diệp Oản Oản chú ý đến cảm giác mà cô gái này đem lại cho mình lại có chút quen mắt. Diệp Oản Oản phóng đại hình ảnh nhìn lại một lần nữa, kết quả, càng xem càng cảm giác như mình đã gặp qua cô gái này ở nơi nào đó rồi, hơn nữa thời gian chỉ là mới gần đây mà thôi. Kỳ quái, rốt cuộc là người nào nha? Diệp Oản Oản trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói, nhìn trong hình, cô gái này ít nhất cũng hơn 20 tuổi rồi, tớ khẳng định lớn tuổi hơn so với Sở Phong, hơn nữa nhìn qua cũng không giống là loại hình mà Sở Phong yêu thích. Ai biết được, sắc mặt của Giang Yên Nhiên trắng bệch mà lẩm bẩm, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Trải qua chuyện của Tống Tử Hàng, Giang Yên Nhiên vốn đã chịu tổn thương vô cùng nặng nề, nếu chuyện với Sở Phong cũng tương tự như vậy nữa thì. Hơn nữa Sở Phong cùng Giang Yên Nhiên còn là do chính cô một tay kết hợp. Đáng chết! Tiểu tử Sở Phong này, thiệt là mất công cho cô giúp đỡ hắn như vậy, nếu hắn thực có can đảm vượt quá giới hạn, cô sẽ đem cái chân thứ ba của hắn cắt đứt hết. Giang Yên Nhiên đem ly rượu của mình đến trước mặt Diệp Oản Oản rót đầy rồi nói, theo tớ uống một ly đi. Diệp Oản Oản liền cau mày đáp, Yên Nhiên, đừng uống nữa. Sự tình nên biết rõ trước đã, trước tiên chúng ta không nên tùy tiện có kết luận bậy bạ, quay đầu tìm thời gian phù hợp hẹn hắn ra ngoài, công khai nói chuyện một chút. Giang Yên Nhiên nhắm mắt một cái đáp, nhưng là, Oản Oản, tớ không muốn nói. Diệp Oản Oản than nhẹ một tiếng. Biết Giang Yên Nhiên không phải là không muốn mà là không dám. Ô ô ô, trong quán rượu đinh tai nhức óc vang lên tiếng hét như quỷ khóc sói tru. Trên trung tâm võ đài, có vũ nữ đang nhảy thoát y tiêu chuẩn lớn vô cùng, khó coi. Cách đó không xa, Tống Tĩnh nhìn đến mức không thể chớp mắt nổi, không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến lại còn có thể có được loại phúc lợi tốt như vậy. Sắc mặt của Lưu Ảnh một mảnh đen trầm, nhìn lấy Diệp Oản Oản đang nói chuyện với Giang Yên Nhiên sắc mặt càng kém hơn gấp bội phần. Một cô gái, tối rồi lại chạy tới chỗ như vậy, quả thật là bại hoại mà. Trong quán rượu thối nát hỗn loạn như vậy nhưng Diệp Oản Oản lại mặc áo sơ mi trắng, quần jean, lộ ra vẻ phi thường hoàn toàn xa lạ. Rõ ràng cô chỉ trang điểm bình thường đến cực hạn, trên mặt cũng không bôi phấn quá nhiều, đôi mắt của cô sáng lên liếc nhìn xung quanh, da thịt như tuyết, giống như một nguồn sáng to lớn, thời khắc vừa bước vào quầy rượu liền đưa tới không ít ánh mắt tò mò cùng ham muốn đen tối. Giờ phút này, trên lầu VIP bên trên ghế dài. Mẹ nó, Trần Thiếu, có cực phẩm A, có người mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm dưới lầu một cái. Bên người đang bưng ly rượu, dáng điệu tự phụ một cước đạp tới, làm ồn gì vậy? Cái gì cực phẩm cơ? Bên kia A. Trần Thiếu hướng về phương hướng của Giang Yên Nhiên nhìn lại, vẻ mặt khinh thường nói, không phải chỉ là một cô gái lạc đàn đang mua rượu giải sầu sao? Chả lẽ trước giờ cậu chưa từng thấy qua cô gái như vậy hay sao? Cô bé kia dung mạo cũng không tồi, bất quá hắn đã sớm nếm qua vô số mỹ nhân ở đế đô rồi, nên đã sớm nhìn không thuận mắt. Thuộc hạ của hắn ở bên cạnh vội vàng nói, không đúng. Không phải là cô ta, là người bên cạnh người mặc quần áo đỏ đó, mặc áo sơ mi trắng đó cơ. Bên cạnh cô gái kia, Trần Thiếu lại di động ánh mắt một chút, ngay sau đó thấy được cô gái đối diện với cô gái mặc áo đỏ. Thấy rõ cô gái kia, động tác uống rượu của Trần Thiếu kia trong nháy mắt cứng đờ, con người nhất thời cũng không cử động được, ánh mắt chỉ tập trung nhìn vào cô gái mặc đồ trắng đó mà thôi. Mẹ nó, quả nhiên là cực phẩm mà. Không nghĩ tới phi sắc Cardino còn có thể gặp được mặt hàng khó gặp như vậy. Ở dưới lầu, Diệp Oản Oản đang cố gắng đem Giang Yên Nhiên đỡ dậy, Yên Nhiên,
ngoan ngoãn chút đi, đừng uống nữa, hiện tại đã quá muộn rồi, chúng ta về nhà trước đã, ngày khác tớ đi cùng với cậu tìm Sở Phong. Giang Yên Nhiên vào lúc này đã hoàn toàn uống say rồi, Diệp Oản Oản phí hết khí lực nửa ngày mới đỡ cô ấy dậy được. Chương 505, không đủ tư cách. Diệp Oản Oản cẩn thận đỡ Giang Yên Nhiên dậy, chen qua đám người rồi hướng về phía quầy rượu đi ra ngoài. Cô gái kia cô xác định mình đã từng gặp qua ở đâu đó trong quá khứ rồi, chẳng qua là trong lúc nhất thời không nhớ nổi mà thôi, chờ sau khi trở về cô sẽ từ từ nghĩ kỹ lại chắc chắn sẽ nhớ ra thôi. Diệp Oản Oản đang một bên đỡ Giang Yên Nhiên, một bên ngưng thần suy nghĩ, thời điểm đi ngang qua quầy ba, phía trước đột nhiên bị mấy người chặn lại. Diệp Oản Oản cũng không chú ý lắm, trực tiếp tránh ra đi về hướng khác. Nhưng vừa mới đổi hướng, bên kia cũng bị chặn lại. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Diệp Oản Oản đương nhiên biết có chỗ không đúng, mấy người này đứng trước mặt cô rõ ràng là đang cố ý ngây khó dễ cho cô mà. Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, hướng về phía mấy người đang chặn đường các cô. Cầm đầu là một tên công tử nhà giàu mặc đồ Armani cao cấp, trên gương mặt là vẻ chơi bời quá độ, say khướt, hai con ngươi đục ngầu vô thần, đang dùng ánh mắt quan sát con mồi, tùy ý nhìn cô từ trên xuống dưới. Đi theo phía sau tên thiếu gia đó là mấy tên bảo vệ cao lớn mặc đồ đen, nhìn thân hình và khí chất, không giống như là bảo vệ phổ thông bình thường, giống như là hộ vệ trong nhà thế gia quý tộc đã từng được trải qua việc huấn luyện nghiêm chỉnh. Chậc chậc, đẹp thật sự rất đẹp. Tên thiếu gia đó mắt đầy kinh diễm, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản giống như một con rắn độc đang lè lưỡi chảy rãi, liếm láp trên da thịt, khiến cho người khác buồn nôn. Người đàn ông bên cạnh vị công tử kia tướng mạo thô bỉ, xấu xí, mặc áo trong màu đen, nhuộm một đầu tóc màu vàng, nghe vậy đắc ý xoa xoa tay nói, tôi đã nói là không tệ mà. Thiếu gia, tôi làm sao có thể sẽ lừa gạt anh được chứ? Tóc vàng nói xong, vẻ mặt ngạo mạn mà nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, mỹ nữ, Trần Thiếu chúng ta muốn mời cô sang uống một ly. Xin mời. Diệp Oản Oản vẻ mặt không đổi mắt quét qua những người này một lượt, xin lỗi, tôi không có hứng thú. Thấy cô lại dám cự tuyệt lời mời của mình, tóc vàng ngây người, cô có biết thiếu gia nhà tôi là ai hay không? Quán bar này là địa bàn của thiếu gia nhà hắn, người tới nơi này, không ai dám cự tuyệt Trần Thiếu, trừ phi mắt mù không biết bọn hắn là ai. Trên mặt của Diệp Oản Oản vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, tôi hẳn là nên biết sao. Diệp Oản Oản giọng nói hờ hững, nhất thời đem tên tóc vàng chọc giận, thiếu gia nhà tôi là thiếu gia của công ty quốc tế Hâm Đạt, đây chính là quầy rượu phi sắc của ông chủ nhà tôi. Cho nên, cô đừng cho là chúng tôi cho cô mặt mũi liền không biết xấu hổ mà từ chối lời mời của chúng tôi. Cách đó không xa, Tống Tĩnh đã phát hiện ra tình huống trước mặt có điều gì đó không đúng. Vội mở miệng nói, đội trưởng, Diệp tiểu thư bị người khác gây phiền toái. Trêu hoa ghẹo nguyệt, Lưu Ảnh cười lạnh một tiếng. Khụ, đội trưởng, chúng ta vẫn là nhanh đi qua thôi, nếu không sẽ lớn chuyện. Tống Tĩnh mặt lộ vẻ nóng nảy. Ánh mắt Lưu Ảnh khẽ nhúc nhích, liếc Tống Tĩnh một cái, gấp cái gì kia chứ, cô ấy có bản lĩnh như vậy, là chủ mẫu đương thời tương lai của Tư gia, chút chuyện nhỏ này còn cần cậu cuống cuồng lên lo lắng hộ hay sao? Thân sắc của Tống Tĩnh ngượng ngùng sờ mũi một cái, khổ sở nói, nhưng mà người ta chẳng qua cũng chỉ là một cô gái, cái tên dâm tặc Trần Sĩ Kiệt của Trần gia đó đến gây phiền toái, ỷ vào thế lực của cha hắn mà hoành hành ngang ngược, nổi danh ác ôn, chơi đùa chết không biết bao nhiêu cô gái, Diệp tiểu thư bị thứ người như vậy dây dưa tới sợ là sẽ bị thua thiệt. Ánh mắt của Lưu Ảnh đầy tia lạnh giá đáp, thì ra cậu cũng biết vậy sao? Tôi cho cậu biết, không có ông chủ, không có Tư gia. Cô gái này chẳng là cái thá gì cả, cô ta làm tình nhân thì có thể, làm chủ mẫu đương thời, không đủ tư cách đâu. Nhìn vẻ mặt âm trầm của Lưu Ảnh, Tống Tĩnh trầm mặc, cũng không dám phản bác. Nhìn theo góc độ nào đó, đội trưởng của hắn nói quả thật không sai, cô gái như Diệp Oản Oản nếu muốn làm chủ mẫu đương thời, đúng là không đủ tư cách. Chương 506, bắt lấy cô ta. Vẻ mặt Tống Tĩnh bất đắc dĩ không phản bác nữa. Trong đầu nghĩ mặc dù như thế, nhưng dù sao Diệp tiểu thư cũng chỉ là một cô gái yếu đuối trói gà không chặt mà thôi, cho nên cô ấy mới mang theo chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, vì vậy hắn thật sự không thể để cô ấy trong tình huống này còn có thể tự mình thoát ra ngoài được. Ngay tại lúc Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh đứng ở một bên yên lặng theo dõi diễn biến, Diệp Oản Oản đã bị một đám người vây quanh. Trong quán rượu, những người khác nhìn thấy tình huống này nhưng tất cả đều không có một người nào dám nhúng tay vào cả. Tất cả đều tránh thật xa như sợ nếu mình đứng gần cũng sẽ bị vạ lây. Đây chính là địa bàn của Trần Sĩ Kiệt,
đương nhiên không ai dám quản. Tóc vàng kiêu căng phách lối, cô gái, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngoan ngoãn đi theo Bồi Trần thiếu của chúng tôi chơi đùa mấy ngày. Nếu không, A Quý, đối với mỹ nữ đừng có thô lỗ như vậy. Mắt của Trần Sĩ Kiệt không chấp một cái mà nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thèm khát nhỏ dãi. Ánh mắt quét qua bên người Diệp Oản Oản, thấy Giang Yên Nhiên, ánh mắt của Trần Sĩ Kiệt lại phát sáng thêm vài phần, mới vừa rồi khoảng cách khá xa nên hắn còn cảm thấy cô gái bên cạnh không có gì, vào lúc này đến gần nhìn lại, hắn thấy cô gái mặc quần áo đỏ này cũng thật mặn mà. Nếu có thể cùng hai người này cùng nhau, chậc chậc, tối nay hắn thật là quá may mắn, trong tay Trần Sĩ Kiệt bưng ly vodka, loạng trà loạng choạng mà nhích tới gần, vị tiểu mỹ nhân này cũng không tệ, không bằng cả hai cùng nhau theo bổn thiếu gia tôi chơi đùa, vui vẻ. Thuộc hạ của Trần Thiếu ở chung quanh nghe xong nhất thời tất cả đều cười lớn. Ha 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 ha. Trần Thiếu tối nay diễm phúc không nhỏ a. Còn không mau cảm ơn Trần Thiếu, hai người cùng được Trần Thiếu để ý, để cho hai chị em các cô đều có cơ hội leo lên giường Trần Thiếu. Nghe mấy tên đó nói những từ ô uế, ánh mắt của Diệp Oản Oản lạnh xuống, che chở Giang Yên Nhiên lui về phía sau nửa bước. Không muốn cùng những người này dây dưa, cô hướng về sau lưng nhìn một cái. Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh đang ở phụ cận. Kết quả, khi cô quay đầu nhìn tới chỗ của bọn Lưu Ảnh, lại đối mặt với ánh mắt khinh bỉ giễu cợt của Lưu Ảnh, mà Tống Tĩnh ở bên cạnh hắn rõ ràng thấy được cô, lại cố ý tránh ánh mắt của cô, cúi thấp đầu không dám nói lời nào. Hai người bọn họ rõ ràng đã biết tình huống của cô bên này, lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, hoàn toàn không có ý định ra tay. Không cần đoán cũng biết, đây là do Lưu Ảnh cố ý làm ra mà. Diệp Oản Oản thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một vệt lạnh ý. À, cô thật đúng là đánh giá thấp khả năng lôi kéo lòng người của Tần Nhược Hy rồi. Không nghe được lời Trần Thiếu sao, còn không nhanh đem cả hai người này mang đi. Trần Thiếu tối nay muốn hưởng dụng, nhanh một chút. Vâng. Sau khi nghe được mệnh lệnh, hai tên to lớn trong số người đó nhất thời chen nhau đi lên, bàn tay cường tráng hướng về phía Diệp Oản Oản cùng Giang Yên Nhiên bắt lại. Ngay sau đó Trần Sĩ Kiệt ung dung hướng về Diệp Oản Oản đi tới. Ánh mắt của Diệp Oản Oản híp lại, lúc Trần Sĩ Kiệt đến gần, trong nháy mắt, một cước đá thẳng vào bụng của hắn, đồng thời lại lấy cùi chỏ của mình đánh vào tên đang lôi kéo Giang Yên Nhiên. Không ngờ tới cô gái trước mắt mình lại biết võ, Trần Sĩ Kiệt che chỗ bụng vừa bị đạp một cước, đáy mắt say khướt xẹt qua một tia u ám, ôi chao, đủ cá tính a. Không tệ, tôi thích. Thấy Diệp Oản Oản là đối tượng khó đối phó, lại còn dám đánh cả Trần Sĩ Kiệt, nhất thời lại có thêm hai người nữa nhào tới. Diệp Oản Oản một bên che chở Giang Yên Nhiên, còn phải ứng phó bốn gã đàn ông, bắt đầu có chút kiệt sức. Mặc dù sức lĩnh ngộ của cô đối với nhiều chiêu thức võ công cực nhanh nhưng lại rất ghét phải học những thứ chém chém giết giết này. Năm đó, thời điểm cha tìm sư phụ dạy cho cô đều lười biếng tiếp thu, hoàn toàn chỉ học trên lý luận suông mà thôi, ý là có học mà không có thực hành nha. Đối phó người bình thường còn có thể, nhưng những người này, rõ ràng là hộ vệ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh. Thân thủ tất cả mọi người này đều không kém, có thể lấy một địch 10, huống chi là đối phó với một cô gái như cô. Chương 507, uống rượu. Lúc đầu Diệp Oản Oản còn có thể ứng phó, chỉ chốc lát sau liền rơi xuống thế hạ phong. Trần Sĩ Kiệt cùng một đám thủ hạ cười hì hì đứng ở cách đó không xa nhìn cảnh Diệp Oản Oản phản kháng. Một lúc sau, Trần Sĩ Kiệt liền mất đi tính nhẫn nại, con người trở nên âm độc, ha ha, tính tình còn rất mạnh mẽ. Không muốn cùng bổn thiếu gia đi phải không? Nếu không đi, vậy thì, bổn thiếu gia ở nơi này làm cô. Trước giờ Trần Sĩ Kiệt chơi đùa không có chút kiêng kỵ nào, không ít lần ở nơi công cộng làm ra loại chuyện này, thậm chí tụ hội tập thể, ở trước mặt tất cả mọi người cùng phụ nữ làm loại chuyện này, hắn thực sự làm được, hơn nữa còn lấy thế làm niềm vui. Theo lời nói của Trần Sĩ Kiệt, đám thủ hạ xung quanh lại được một trận hò hét ồn ào. Những người khác trong quán rượu phần lớn cũng đang xem náo nhiệt, cũng không chê lớn chuyện liền đi theo ồn ào lên, những ánh mắt trong đám người tràn đầy sự thô bỉ, từng người một gương mặt say khướt tràn đầy dục vọng, háo hức mong đợi cuộc thịnh yến này. Thỉnh thoảng có người nhìn không chịu được cảnh tượng này nhưng cũng không dám nói nhiều, một người hai người tất cả đều lẩn tránh cách xa đám người này. Đám chó kia là cao thủ được Trần Sĩ Kiệt trả lương cao nuôi dưỡng, ai dám đi lên tự tìm phiền phức vào người mình kia chứ? Trần Sĩ Kiệt ưu nhã cầm ly rượu lên, cười lạnh hướng về phía trước nói, bắt cô ta lại cho tôi. Nhất thời mấy tên hộ vệ còn lại bên cạnh cũng đều như lang như hổ nhào tới.
Giang Yên Nhiên say rượu vẫn còn đang ngủ mê man bị hai tên thân hình to lớn ném tới một bên, mấy người còn lại tiến lên muốn chế trụ Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản không thể động đậy, nhìn chằm chằm đám người kia, ánh mắt từng chút trở nên lạnh lẽo. Đáy mắt kinh người đầy lãnh ý khiến cho Trần Sĩ Kiệt không khỏi dùng mình, nhưng rất nhanh liền bị dục niệm áp xuống, cười tà nhích tới gần, giơ tay lên ra lệnh nói, đem rượu tới đây cho tôi. Loại phụ nữ này tôi thấy cũng nhiều rồi. Mặt ngoài nhìn thì thanh thuần, nhưng chỉ cần mấy ly rượu xuống bụng liền lộ nguyên hình. So với người khác thì còn lẳng lơ hơn nha. Vâng. Tóc vàng lập tức xung phong nhận việc mà chạy đi, trực tiếp cầm lên một chai vodka bắt đầu chút vào miệng cô. Khục, khục. Rượu mạnh đột nhiên bị đổ vào miệng, chỗ cổ họng của Diệp Oản Oản nhất thời giống như bị lửa thiêu. Ha 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 ha, uống nhiều một chút. Trần Sĩ Kiệt kêu người không ngừng cho Diệp Oản Oản uống rượu. Rất nhanh một chai vodka đã thấy đáy. Trần Sĩ Kiệt tâm tình rất tốt thưởng thức rất lâu, sau đó, loảng xoảng, một tiếng. Trần Sĩ Kiệt ném ly rượu trong tay ra, từng bước hướng về phía Diệp Oản Oản đi tới, chuẩn bị thưởng thức bữa thịnh yến này. Cách đó không xa, Tống Tĩnh thấy một màn như vậy rốt cuộc không nhịn được nói, đội trưởng, thực sự mặc kệ cô ấy sao? Nhưng mà, Lưu Ảnh lại vẫn đứng tại chỗ, không có ý định can thiệp. Hắn đương nhiên sẽ không để mặc. Nhưng người phụ nữ này, cũng nên cho cô ta một chút giáo huấn. Mắt thấy cô một mình phải đối mặt nhiều người như vậy, Lưu Ảnh còn không có hạ lệnh ra tay, Tống Tĩnh càng thêm gấp gáp. Tiếp tục như vậy sẽ không được mất, bất kể như thế nào thì Diệp Oản Oản cũng là người phụ nữ của ông chủ, bọn họ nhận lệnh tới bảo vệ, làm sao có thể lơ là nhiệm vụ như thế này được. Quả thực không được, hắn chỉ có thể tự mình tiến lên mà thôi, một chai rượu mạnh nhanh chóng rót hết vào bụng. Cả người Diệp Oản Oản giống như ở bên trong một trận lửa lớn, bị thiêu đốt, toàn thân đều bắt đầu nóng lên, đến linh hồn cũng phảng phất như đang cháy, từng chút hóa thành cho bụi. Xung quanh tiếng nhạc đinh tai nhức óc, đám người điên cuồng cười to, khuôn mặt Trần Sĩ Kiệt càng ngày càng đến gần, vẻ mặt tràn đầy sắc dục. Trời đất ở trước mắt như quay cuồng, đầu sắp nổ tung, Diệp Oản Oản nằm trên đất, cả người đều bởi vì đau đớn mà trở nên co rúm. Chương 508, giá trị vũ lực thức tỉnh. Tựa hồ là tác dụng của rượu mạnh chậm rãi ngấm vào, Diệp Oản Oản mê man, nằm trên đất dần ngừng phản kháng. Chậc chậc, thật đúng là hàng hiếm. Quần áo của Oản Oản bị rượu có màu vàng nhạt thấm ướt, hiện lên như ánh sáng bạch ngọc lộng lẫy, khiến cho người ta trầm mê, bộ dạng co rút thống khổ ngược lại càng khiến người khác ham muốn hơn. Đẹp quá đẹp, Trần Sĩ Kiệt kích động không thôi, đưa tay ra, bất quá. Bữa tiệc lớn lúc nào cũng diễn ra ở khúc cuối cùng a. Trước tiên dùng chút ít đồ khai vị cũng tốt rồi. Trần Sĩ Kiệt hướng về hướng của Giang Yên Nhiên đi tới. Ồ ồ ồ. Cùng lúc đó, cả cái quầy rượu bầu không khí trở nên nóng vô cùng, tất cả mọi người đều đang điên cuồng gào thét. Cơ hồ tất cả đàn ông đều nuốt nước miếng, không chớp mắt hướng về hai cô gái nhìn lại. Một người mặn mà tươi non, một người tuyệt sắc kinh diễm, tối nay Trần Sĩ Kiệt thật là may mắn. Ngay lúc Trần Sĩ Kiệt tay vừa chạm vào thân thể Giang Yên Nhiên, trong nháy mắt, một cánh tay tinh tế đột nhiên giơ lên, một tay đem cổ tay của Trần Sĩ Kiệt bóp lại. Yo, cô nàng kia tỉnh rồi kìa. Thấy Diệp Oản Oản ở thời điểm này vẫn còn phản kháng, biểu tình của Trần Sĩ Kiệt càng thêm kích động, da mặt bởi vì hưng phấn mà có rút một cách bệnh hoạn, đừng có gấp a. Lập tức sẽ đến lượt em. Trần Sĩ Kiệt vừa nói vừa cố gắng rút tay của mình về. Nhưng vừa mới động, lại đột nhiên phát hiện cánh tay của mình bị bóp lại không thể động đậy được. Hắn tiếp tục dùng lực rút một cái, kết quả lại như cũ vẫn không nhúc nhích được. Chuyện gì đang xảy ra vậy, khí lực của người phụ nữ này làm sao lớn như vậy? Thật giống như một cái móng nhọn bằng sắt cứng rắn đem hắn vững vàng giam lại. Nhiều lần đều không thể rút tay ra, Trần Sĩ Kiệt hơi đổi sắc mặt. Người phụ nữ này, hỗn đản, còn đứng ngốc ở đó làm gì, không biết tới giúp tôi hay sao? Trần Sĩ Kiệt thở hổn hển nhìn thuộc hạ giống to. Thuộc hạ lại trố mắt nhìn nhau, giúp hắn cái gì a? Cô gái trước mặt thiếu gia của mình vẫn một mực nắm tay của Trần Sĩ Kiệt rút tới rút lui cũng không rút ra được, bọn họ còn tưởng rằng đang chơi trò tình thú gì đấy cơ, không ngờ. Đáng chết! Ngay lúc Trần Sĩ Kiệt cảm thấy cổ tay càng ngày càng đau, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, cô gái nằm dưới đất không có dấu hiệu nào chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi mắt bên trong phảng phất bóng tối vĩnh cửu cùng băng tuyết vô tận, không có một tí tình cảm thuộc về con người. Làm người ta rợn cả tóc gáy. Cô chống lại tầm mắt của Oản Oản,
Trái tim của Trần Sĩ Kiệt đột nhiên chậm lại một nhịp, phảng phất như cảm thấy sự lạnh lùng che ngập bầu trời, thân thể bốn phía giống như đều vô cùng lạnh giá, nguy hiểm làm hắn trợn to hai mắt. Một giây kế tiếp, Trần Sĩ Kiệt còn chưa phản ứng kịp liền, rác, một tiếng, âm thanh xương gãy lìa khiến cho người rợn cả tóc gáy vang lên. A, tay của tôi, a. Bên này tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế của Trần Sĩ Kiệt, cả người tựa như diều đứt dây bay ra ngoài, nặng nề mà đụng vào một hàng rượu trong tủ, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Sau lưng, chai rượu rớt xuống, bể đầy đất, theo đó, những mảnh vụn văng vào trong miệng, Trần Sĩ Kiệt, oa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, ngất nằm trên đất, không nhúc nhích, không biết còn sống hay đã chết. Một màn này chỉ phát sinh trong mấy giây ngắn ngủn, trong quán rượu huyên náo, đám người giống như bị mất tiếng, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn chằm chằm cô gái nằm dưới đất, tất cả theo bản năng mà lui về phía sau, giống như đang nhìn thấy quái vật. Sao, chuyện gì xảy ra, vừa mới xảy ra cái gì? Dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, Diệp Oản Oản lúc này mang một loại dáng vẻ ưu nhã, lười biếng xoay xoay cổ tay tinh tế trắng nõn của mình, sau đó, chậm rãi đứng lên. Chương 509, tất cả đều lên cho tôi. Chân của Tống Tĩnh vốn đã bước ra một bên rồi, kết quả liền nhìn thấy cảnh Trần Sĩ Kiệt ở ngay trước mắt hắn thoáng cái bay ra ngoài. Theo góc độ này của hắn, có thể thấy rõ ràng, cổ tay của Trần Sĩ Kiệt ở trong tay Diệp Oản Oản, bị cô dùng một lực quỷ dị bẻ cong một cái, chính xác bẻ gãy tay nha. Là bị vặn gãy đấy. Không chỉ Tống Tĩnh, biểu tình lãnh đạm trên mặt của Lưu Ảnh cũng cứng ngắt. Đây là, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tĩnh mịch trong chốc lát, đám thủ hạ của Trần Sĩ Kiệt cũng hồi hồn lại. Gặp quỷ, mới vừa rồi cô gái kia rốt cuộc là ra tay như thế nào vậy? Trần Thiếu là một người đàn ông làm sao lại bị một cô gái nhìn yếu đuối như thế đánh bay ra ngoài được chứ? Tóc vàng không kịp suy nghĩ nhiều, kinh hoàng chạy tới kiểm tra tình trạng của Trần Sĩ Kiệt. Trần Thiếu anh tỉnh lại đi. Trần Sĩ Kiệt chậm rãi tỉnh lại, nhưng cả người đều mơ màng, nơi ngực cùng cổ tay truyền đến cơn đau đớn khiến hắn lại bắt đầu kêu rên, a, tay của tôi. Tóc vàng nhìn chằm chằm hướng của Diệp Oản Oản, giận tím mặt chết tiệt. Lại dám đánh Trần Thiếu, mày nhất định phải chết, tiến lên, tất cả đều lên cho tôi. Trần Sĩ Kiệt cũng hô to, bắt cô ta cho tôi. Tôi muốn mạng của cô ta. Thấy thiếu gia nhà mình lại bị một người phụ nữ đánh đến mức bị trọng thương như vậy, đám bảo vệ bên cạnh Trần Sĩ Kiệt tất cả đều vọt lên, từng người như hung thần ác sát hướng về phía thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của Diệp Oản Oản cách đó không xa vọt tới. Thân sắc của cô lười biếng đứng yên tại chỗ, nhìn đám người đang tiến tới muốn tấn công mình, cũng không thèm nhúc nhích một cái, trong con ngươi nhuộm men say tràn đầy chán chết. Mãi đến khi mấy người hộ vệ trước mắt sắp vào tới, cô mới thoáng di chuyển, nhẹ nhàng giật mũi chân. Ba bước, hai bước, một bước, phanh, một tiếng ầm ầm vang lên, thân thể của cô lấy mũi chân làm trung tâm, nghiêng 180 độ giơ chân đá, người hộ vệ cách cô gần nhất hoàn toàn còn không kịp ra tay chống đỡ cũng đã bị một cước đạp bay đi. A, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt ngất đi. Phịch, chuyện này, cô gái này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng mới vừa rồi còn không có chút lực phản kháng nào, làm sao đột nhiên? Tóc vàng sững sờ, theo bản năng mà lui về phía sau một bước, lắp ba lắp bắp mở miệng nói, sợ cái gì? Trên, lên A, tất cả mọi người cùng tiến lên cho tôi. Nhất thời tất cả mọi người đều không dám tiếp tục xem thường, cùng nhau đi lên, điên cuồng công kích. Diệp Oản Oản bắt lại một người trong đó, ném đi như bao cát, trực tiếp đập vào người của một tên khác, ngay sau đó lại bỗng xoay nhẹ người một cái, một cước đạp bay người bên phải. Ở bên kia Trần Sĩ Kiệt thấy một nhóm hộ vệ ít nhất có mười mấy người, bọn họ lại đều là người đã được trải qua việc huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng kết quả thậm chí ngay cả sức đánh trả cũng không có, trong chốc lát một, hai, ba tên liên tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong đó một tên hộ vệ thân hình cao lớn đầu chọc, con người chợt lóe, chân di chuyển một cái, hướng về phía sau lưng của Diệp Oản Oản nhào qua. Mắt thấy Oản Oản không có chút phát hiện nào, trên mặt đầu chọc đầy vẻ vui mừng. Đắc thủ. Kết quả, ngay lúc đầu chọc ra tay, trong nháy mắt, quét, một cái, cô như có mắt sau lưng, ngón tay trắng nõn mềm mại đột nhiên như biến thành cây đao chắc chắn, mang theo cuồng phong, đột nhiên hướng về nơi yếu ớt nhất của hắn là cần cổ mà đánh tới. Cổ họng giống như bị một cái bàn tay to lớn bóp lại. Trong lồng ngực không khí nhanh chóng bị rút đi, cả khuôn mặt của đầu chọc phồng thành màu gan heo.
Tần Lâm cảm giác được mùi vị tử vong chung quanh mình khiến trong con ngươi của hắn tràn đầy kinh hoàng. Dần dần, vẻ mặt tất cả mọi người nhìn cô như đang gặp quỷ. Trên mặt của Oản Oản từ đầu đến cuối đều mang theo vẻ lười biếng thích ý, rõ ràng vẫn là cùng một gương mặt, cùng một người, tuy nhiên lại như hoàn toàn biến thành một người khác, giống như một mũi dao sắc bén lạnh lùng, xung quanh người đều tản ra sát khí cực kỳ kinh người. Chương 510, đủ kích thích sao? Chạy, chạy mau! Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người chính là phải nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này, nhưng mà, cô gái này tốc độ thật sự là quá nhanh, tất cả mọi người đều chưa kịp cất bước đã kêu thảm ngã xuống. A, tha mạng, đừng giết tôi. Chân mày của Diệp Oản Oản nhướng lên, một bên chân mày hơi cau lại, quét mắt nhìn đám người nằm đầy dưới đất giống như nhìn mấy con kiến hôi, vẻ mặt dường như rất là thất vọng, âm thanh theo môi anh đào chút xuống, hừm, chán ngắt. Một người có thể đánh cũng không có, bất quá ngắn ngủi chỉ mới mấy phút mà thôi, hành động của cô gái trước mặt bọn hắn chẳng qua giống như mấy con ruồi bị một cái phất tay nhẹ nhàng nhưng lại làm cho mười mấy tên hộ vệ cao to lực lưỡng đều phải ôm lấy cánh tay cẳng chân của mình, kêu gào thảm thiết nằm la liệt đầy đất, những người khác cũng bị dọa đến nổi thét chói tai, hiện trường loạn thành một đoàn. Trong một mảnh hỗn loạn, Diệp Oản Oản từng bước một hướng về phía Trần Sĩ Kiệt đi tới. Ngăn cô ta! Ngăn cô ta lại, Trần Sĩ Kiệt hoảng sợ giống to. Nhưng mà, những người hộ vệ kia thấy cô đi tới, tất cả đều chen lấn bỏ đi, không có một người dám tiến lên bảo vệ thiếu gia nhà mình. Thân thể tên tóc vàng run rẩy đứng ở chỗ cách xa nơi Trần Thiếu mấy bước, mồ hôi lạnh xuất ra nhễ nhại. Tiếp đó, trong con ngươi của hắn thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo, ngón tay lặng yên không một tiếng động mò tới sau thắt lưng của mình, móc ra một khẩu súng. Tiện nhân! Tao muốn nhìn xem mày có còn dám phách lối nữa hay không? Ngoan ngoãn chịu trói cho tao. Ha ha, ha 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 ha. Diệp Oản Oản thấy vậy, hơi nhíu mày. Ngay lúc tên tóc vàng vẫn còn đang cười phách lối, đột nhiên phát hiện cô đã biến mất. Sao, chuyện gì xảy ra? Người đâu rồi? Thần sắc của tóc vàng thoáng cái mơ màng. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng truyền tới một cổ lãnh ý làm người ta kinh người. Súng cũng không phải là chơi như vậy nha, bên tai truyền tới âm thanh tựa như u linh của Oản Oản. Mày. Tóc vàng sợ đến hồn phi phách tán, theo bản năng liền muốn bóp cò. Kết quả ngón tay vừa động, liền phát hiện khẩu súng vốn trên tay hắn đã biến mất không thấy nữa, một giây kế tiếp chính là không có dấu hiệu nào, phanh, một tiếng, trên mu bàn tay tóc vàng hiện ra một đóa hoa máu. A, à, tiếng gào thét của tóc vàng cơ hồ muốn chọc thủng nóc nhà. Cô đem cây súng kia tiện tay để ở ngón giữa quay mấy vòng, ánh mắt dường như rất là ghét bỏ. Loại này đồ chơi, cũng không cảm thấy ngại mà đem lấy ra sao. Trời à, giết người. Tiếng nhạc không biết lúc nào đã ngừng, sau khi nghe được âm thanh của tiếng súng vang lên, tất cả mọi người có mặt trong quán bar đều thét lên chạy tứ tán bốn phía, cả quầy rượu loạn thành một đoàn. Diệp Oản Oản nhìn cũng không thèm nhìn những người đó một cái, bước chân thản nhiên. Đi thẳng đến chiếc ghế dài xa hoa. Cô ngồi trên hàng ghế dài mềm mại một cách thoải mái, một cánh tay đặt trên tay vịn, một tay khác cầm lên một chai rượu vang vừa mới mở, tự rót cho mình một ly, cổ nâng lên đường cong yêu mỹ, uống một hơi cạn sạch. Giờ phút này, Trần Sĩ Kiệt đang nằm ở bên chân của cô, trơ mắt nhìn một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, một mình một người hạ hết tất cả thuộc hạ của hắn, đến mắt cũng không nháy mà nổ súng bắn xuyên qua tay tên tóc vàng, sợ đến mức sau lưng đều ướt mồ hôi. Một tiếng, Trần Sĩ Kiệt hoảng sợ nuốt nước miếng, từng chút một cố gắng hướng bên cạnh lết qua. Mới vừa nhích ra không tới một bước, trên tay liền truyền tới một trận đau đớn tê tâm liệt phế. A, à, Trần Sĩ Kiệt đau đến lăn lộn trên mặt đất. Khóe môi của Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên thành một nụ cười thản nhiên, một chân tùy ý dẫm ở trên cành tay đã gãy lìa xương của hắn, thoáng cúi người đến gần chút, đôi môi kiểu diễm còn vươn mùi rượu. Như một đóa hoa hồng nhuộm máu tươi, âm thanh khàn khàn vang lên ở bên tai của hắn. Như thế nào hiện tại đủ kích thích, đủ phóng túng không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 511, ngượng ngùng, phóng túng quá mức. Thế nào, hiện tại đủ kích thích, đủ phóng túng chưa? Giọng nói của Diệp Oản Oản phong đạm vân khinh, phảng phất như đang hỏi, hôm nay khí trời như thế nào? Lại để cho người ta cảm thấy đó là âm thanh của tử vong từ trong địa ngục truyền tới. Tống Tĩnh vốn muốn xông tới cứu Diệp Oản Oản, giờ phút này chân của hắn giống như bị đóng băng trên sàn nhà,
con ngươi trừng lớn đến mức cũng sắp từ trong hốc mắt rớt ra ngoài. Thật tốt, thật là đẹp trai, cái động tác đánh người lưu loát đến cực hạn này, chiêu thức đánh nhau như nước chảy mây trôi, quả thật là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Nhưng, đây rốt cuộc là tình huống gì a? Một cô gái nũng nịu nhìn như một tiểu yêu tinh làm sao đột nhiên lại giống như cha của sát thần như vậy được thế? Mặt hắn đầy vẻ hồ nghi mà hướng về phía đội trưởng đang đứng bên cạnh mình nhìn lại, lại nhìn thấy biểu tình của đối phương so với hắn còn kinh ngạc hơn, rõ ràng cũng hoàn toàn kinh sợ. Đau đớn cùng kinh hoàng đủ để cho Trần Sĩ Kiệt ôm lấy cánh tay của mình điên cuồng kêu to lên, a, đủ, đủ rồi, đủ rồi. Diệp Oản Oản ghét bỏ ném súng trong tay xuống, bất đắc dĩ cầm lên chai rượu, loảng xoảng lang, một tiếng đập bể chai rượu, mảnh vụn sắc bén để tại nơi tim của hắn ta, lấy âm thanh vô cùng nhẹ nhàng mở miệng nói, vậy, muốn, kích thích hơn một chút không? Mảnh chai bể cách một tầng áo sơ mi mỏng manh rất gần vị trí trái tim của Trần Thiếu, ở trên da thịt mà nguy hiểm hoạt động. Trần Sĩ Kiệt mồ hôi lạnh nhễ nhại, thân thể run như bị bệnh, không, không cần, bà cô của tôi ơi, cô tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi, tôi sai lầm rồi, tôi thực sự biết lỗi rồi, tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Hắn tưởng rằng lần này tìm được một cực phẩm, ai biết lại trêu chọc phải một nữ ma đầu, vào lúc này ruột gan của Trần Sĩ Kiệt cũng sắp đứt hết rồi. Hắn một bên cầu xin tha thứ, một bên con ngươi quay tròn chuyển hướng nhìn tóc vàng và một đám thủ hạ nhờ giúp đỡ. Nhưng những người đó một người so với một người đều lẩn tránh xa hơn, hận không thể đem mình co rút biến thành người vô hình. Biết lỗi rồi sao? Diệp Oản Oản nhíu mày hỏi. Trần Sĩ Kiệt vội vàng liên tục mở miệng đáp, dạ, dạ, dạ. Đã biết, rồi. 1000 lần biết, 10000 lần biết. Đã như vậy coi như xong. Giọng nói của cô một bộ từ bi đáp lại. Trần Sĩ Kiệt nghe vậy chợt thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếng nói của cô vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Trần Sĩ Kiệt lại phát ra một tiếng gào thét càng thêm thê thảm bi thương hớn, a a a a. Mảnh vỡ chai rượu ở dưới ánh mắt hoảng sợ của tất cả mọi người trong nháy mắt cắm vào nơi tim của hắn. A, ngượng ngùng, phóng túng quá mức rồi, tay chân quá. Nhìn cô gái mới vừa đánh thắng một đám người lực lưỡng kia nhưng giờ lại giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm yếu vừa rút khăn giấy bên cạnh ra chậm rãi lau chùi dòng máu rơi tung tóe trên mu bàn tay, đáy mắt lười biếng không có một tí nhiệt độ nào. Trần Sĩ Kiệt nằm trên đất, đã hoàn toàn là hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Ở đây chỉ có Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh nhìn ra, chai rượu cắm vào tim Trần Sĩ Kiệt ở vị trí tương đối tinh vi, vừa vặn tránh được chỗ mạch máu chí mạng, nếu lại di chuyển một chút, mạng của Trần Sĩ Kiệt liền không còn. Trong quán rượu lại một đợt hỗn loạn nữa, tiếng thét chói tai. Tóc vàng mới vừa rồi kêu căng phách lối, mấy tên hộ vệ nằm một chỗ, đám người xung quanh tất cả đều lẩn tránh co rút ở trong góc như gặp phải quái vật. Cũng không dám thở mạnh một tiếng, sợ làm cho cô gái đó chú ý đến mình. Tiếng thét chói tai xung quanh làm người ta tâm phiền ý loạn. Diệp Oản Oản chậm rãi đưa tay ra, xoa xoa huyệt thái dương cơ hồ muốn nổ tung của mình, trận phát tiết vừa rồi chẳng qua chỉ giảm đi xúc động ngắn ngủi trong cơ thể của cô mà thôi. Bất quá chỉ chốc lát, một ngọn lửa mãnh liệt trong lồng ngực liền theo mùi mồ hôi cùng máu tanh dính trên đất lại bắt đầu điên cuồng bốc cháy. Đau đớn cơ hồ khiến cô choáng váng. Hết thảy mọi thứ ở trước mắt cô chậm rãi bắt đầu xoay tròn. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản lay động vuốt vuốt trán, ánh mắt chậm rãi quét qua bốn phía, sau đó, bỗng nhiên nhìn sang một hướng khác. Tống Tĩnh vốn đang ở trong trạng thái kinh ngạc, chợt bị một đạo ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo phong tỏa, trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, đại não như chạm điện, ực một tiếng nuốt nước miếng, bắp chân nhỏ không có tiền đồ run lên. Chương 512, một phương diện ngược đãi. Rượu mạnh có tác dụng chậm, càng ngày càng mạnh, đại não của Diệp Oản Oản một mảnh mơ hồ, tất cả mọi người đều mơ hồ, lý trí hóa thành cho bụi, chỉ còn lại bản năng cùng phán đoán của cơ thể. Thân thể cô như lửa nóng ầm ầm búng cháy, giải thoát không xiềng cuối cùng, đốt cháy hoàn toàn một tia thanh tỉnh còn sót lại. Diệp Oản Oản đứng ngơ ngác tại chỗ, sắc mặt đột nhiên trống rỗng. Tại chỗ sâu nhất trong đầu, hình ảnh giống như tràn ngập phong bạo cuồng chiều. Dòng máu che ngập bầu trời tiêm nhiễm cả thế giới của cô, bên tai tiếng sát phạt nổi lên bốn phía, lạnh giá khiến linh hồn cô đều run rẩy, sát khí kinh người như một cái lưới lớn càng thu càng chặt, vững vàng từng chút đưa cô ép đến mức tận cùng, mãi đến không thể lui được nữa. Giết, giết bọn họ, giết chết tất cả bọn họ. Nếu như nói Diệp Oản Oản mới vừa đánh người chẳng qua là nữ ma đầu, mà giờ khắc này sắc mặt Diệp Oản Oản trống rỗng, không nhúc nhích đứng yên ở tại chỗ, lại giống như sát thần giáng thế.
Cô rõ ràng chẳng qua là đứng ở nơi đó chẳng hề làm gì cả, vẻ mặt cũng ngơ ngác, thế nhưng ánh mắt lại để cho Tống Tĩnh không hiểu sao lại cảm nhận được một trận rợn cả tóc gáy. Ngay tại thời điểm Tống Tĩnh bị ánh mắt kia nhìn chăm chú đến mức trong lòng bồn chồn, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng của trách gần như hoảng sự của Lưu Ảnh, Tống Tĩnh. Đi! Cái gì? Tống Tĩnh không hiểu. Nhưng mà, không kịp, đã không còn kịp rồi. Diệp Oản Oản giống như một lưỡi dao sắc bén mang theo lệ quỷ lấy từ địa ngục, điên cuồng hướng về bọn hắn đánh tới. Không giống với sự đùa bỡn chán chết như mới vừa đối với những người đó, mà là sát ý điên cuồng phải hoàn toàn đưa người vào chỗ chết. Giống như linh hồn bị hút khô, mất khống chế, nổ tung, chỉ biết giết hại người, sát ý nguy hiểm ùn ùn kéo đến dọa Tống Tĩnh sợ đến hồn phi phách tán, chẳng qua chỉ trong nháy mắt thất thần, ngực liền nhận một chưởng thật mạnh. Thân thể của Tống Tĩnh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, đụng vào vách tường cẩm thạch lạnh giá cứng rắn, phanh, một tiếng, sau đó tựa vào vách tường rơi xuống, giống như bùn nát tê liệt trên mặt đất. Nôn, Tống Tĩnh nghẹo đầu, liên tục phun ra một vũng máu tươi lớn, xương sườn của hắn gãy lìa. Chỉ một chiêu, liền. Sắc mặt của Tống Tĩnh trắng bệch, cuống quýt hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy Diệp Oản Oản đã cùng Lưu Ảnh chiến đấu với nhau. Phốc, Tống Tĩnh trợn mắt nhìn Lưu Ảnh bị một cước đá vào bụng, mới vừa phun ra nửa ngụm máu, còn chưa kịp tỉnh táo lại, cô đã công kích theo sát tới, chiêu thức biến hóa, một chưởng vỗ lên vai phải Lưu Ảnh. A, à, Lưu Ảnh liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, thân thể bị lực đạo to lớn hất văng ra, sau lưng nặng nề mà đụng phải bàn rượu, một bàn ly rượu rầm rầm vỡ vụn đầy đất. Không đợi Lưu Ảnh phản ứng lại, cô giống như la sát lấy mạng, lại một cước hướng về ngực của Lưu Ảnh dẫm xuống. Tống Tĩnh che lấy lồng ngực đau nhức, hắn biết rõ một kích mới vừa rồi của Diệp Oản Oản có bao nhiêu đáng sợ, Lưu Ảnh đã trúng một chiêu, nếu như lại bị dẫm một cước nữa, tuyệt đối chết chắc. Đội trưởng, Tống Tĩnh hoảng sợ con ngươi trợn to, gắng gượng thân thể đau nhức vào tới. Ánh mắt Diệp Oản Oản khóa chặt trên người Lưu Ảnh, nhìn cũng không có nhìn hắn, lại một cước đem Tống Tĩnh đạp bay ra ngoài. Tống Tĩnh nằm trên đất, cảm giác mình như muốn chết. Đáng chết, khục khục, Lưu Ảnh ho mãnh liệt, nhìn chằm chằm cô gái đang ở trên cao nhìn xuống nhìn mình, từng bước một hướng về phía hắn đi tới, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Chuyện này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô gái này sao lại? Chương 513, hoàn toàn mất khống chế. Lưu Ảnh gầm nhẹ một tiếng, dùng sức bò dậy, cùng lúc đó, Tống Tĩnh cũng không dám buông lỏng chút nào, hai người cùng nhau tấn công. Mặc dù bọn họ không biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn họ biết rõ, nếu như vào lúc này lùi bước, lấy sức mạnh đáng sợ trước mắt của Diệp Oản Oản, một giây kế tiếp bọn họ liền sẽ mất mạng, nếu đánh một trận có lẽ sẽ chết chậm hơn một chút. Trong quầy rượu, người chạy đã chạy, tránh lo tránh, còn lại liền không dám nhúc nhích, đứng yên tại chỗ, bọn họ đều đã bị dọa sợ đến choáng váng, ngơ ngác nhìn cô gái tự mình bày ra thế trận hoàn toàn làm chủ ngược đãi người khác của mình. Hai người đàn ông cơ hồ là cả người nhuộm đầy máu, nhất là người thoạt nhìn lợi hại hơn một chút Lưu Ảnh. Đúng lúc này, nơi cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân được huấn luyện nghiêm chỉnh. Thời điểm Thập Nhất cùng Hứa Dịch mang người chạy đến, chỉ thấy trong quán rượu tiếng thét chói tai vang lên bốn phía, hộ vệ nằm một chỗ. Tống Tĩnh thoi thóp nằm trên đất, Lưu Ảnh máu me khắp người bị một bóng người nhỏ bé một cước đạp bay ra ngoài, nằm trên đất, không nhúc nhích. Người nào lại có thể đem Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh đánh cho bị thương thành ra như vậy? Cái thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, mang theo sát ý cực hạn kinh người, lại tiếp tục hướng về Lưu Ảnh đã hoàn toàn mất đi sức phản kháng tức giận tấn công tới. Lưu Ảnh, thấy một màn như vậy, Thập Nhất đột nhiên thay đổi sắc mặt, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng lắc mình đi qua, gắng gượng cản lại sát chiêu của người kia. Các ám vệ khác sau lưng Thập Nhất thấy Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh đều đang bị đánh thành như vậy, nhất thời toàn bộ đều như gặp đại địch, cũng theo sát xông tới. Ngươi là người nào? Cánh tay của Thập Nhất cơ hồ đều bị dao động đến tê dần rồi, ánh mắt sắc bén hướng về bóng người nhỏ yếu kia nhìn lại rồi hỏi. Kết quả, một giây kế tiếp, thấy rõ mặt của cô gái kia, Thập Nhất cả người đều choáng tại chỗ, Oản, Oản Oản tiểu thư, sao lại thế? Không đợi Thập Nhất phản ứng lại, đầu vai truyền tới một trận đau đớn, hắn chỉ có thể vội vàng đối phó với sự công kích như mưa của đối phương. Cùng lúc đó, Hứa Dịch cách đó không xa cũng thấy rõ người đang cùng Thập Nhất đánh nhau là ai. Oản Oản tiểu thư, chuyện này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại là Oản Oản tiểu thư? Oản Oản tiểu thư, Hứa Dịch lo lắng hô to, nhưng đối phương giống như căn bản không nghe được tiếng của hắn,
ngược lại khí tức khát máu càng ngày càng nồng đậm. Ám vệ thập nhất mang tới nhìn thấy đối phương lại là Diệp Oản Oản, cơ hồ tất cả đều sợ trợn tròn mắt, một người hai người toàn bộ cũng không dám tiến lên, sợ thương tổn tới cô. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình quả thật là ngây thơ. Thập nhất, phanh, một tiếng nặng nề mà ngã ở bên chân Hứa Dịch, trước mắt một mảnh tối om. Thập nhất, cậu thế nào? Hứa Dịch vội vàng đem người đỡ lên. Thập nhất che chỗ xương sườn, CMN, chuyện này, rốt cuộc là tình huống gì? Tống Tĩnh cách mấy bước suy yếu mở miệng, không biết, Oản Oản tiểu thư đột nhiên trở thành như vậy, vừa mới bắt đầu chẳng qua là đánh mấy người Trần Sĩ Kiệt, đột nhiên ngay cả tôi cùng Lưu Ảnh cũng bắt đầu công kích. Ngay lúc ba người nói chuyện, trong nháy mắt, những ám vệ thập nhất mang tới kia cũng đã gần như không chịu được. Thập nhất cùng Hứa Dịch mắt thấy nhiều ám vệ như thế đều không thắng được cô, bóng người đầy sát ý từng bước hướng về bọn hắn đi tới. Quét, Diệp Oản Oản tiếp tục hướng về thập nhất đánh tới. Tựa hồ là ai thực lực càng cao, lại càng có thể kích thích cô. Bởi vì Lưu Ảnh đã không có cơ hội phản kháng, cho nên cổ sát ý trên người Diệp Oản Oản liền rời đi, lập tức xông vào trên người thập nhất. Chương 514, không được đánh nhau. Thập nhất cũng đã tuyệt vọng, hoảng sợ mà phát hiện ra điểm này. Hắn làm sao cũng không thể tin tưởng được, cô gái xinh đẹp dịu dàng như Diệp Tiểu Thư lại đột nhiên hóa thành sát thần, đáng sợ đến mức này. Đây cũng không phải giống như chuyến đi nước B như lần trước, tất cả đều là diễn. Biểu tình của tất cả mọi người đều một dạng mơ hồ, hoàn toàn không thể tin tưởng người trước mắt cùng người thường ngày yểu điệu, nũng nịu là cùng một người. Trước khi một kích chí mạng của Diệp Oản Oản rơi xuống, Hứa Dịch vội vàng vọt đến trước người thập nhất, Oản Oản tiểu thư. Không được. Diệp Oản Oản dừng chân lại, ánh mắt trống rỗng hướng về Hứa Dịch bình tĩnh nhìn một cái, tạm thời dừng lại công kích của mình. Hứa Dịch thoáng thở phào nhẹ nhõm, Oản. Nhưng mà, lời còn không nói ra khỏi miệng, đã bị một cước đạp bay ra ngoài. Hứa Dịch nặng nề mà ngã ở gần Lưu Ảnh cách đó không xa. Hứa Dịch, đáng chết. Mắt thấy ánh mắt của Diệp Oản Oản lạnh lẽo nhìn mình chăm chú, từng bước tới gần mình, thập nhất toàn thân lạnh giá, giống như ngâm trong hầm băng. Quét, cô không cần bất kỳ vũ khí nào, tay chân của cô, thân thể của cô chính là vũ khí sắc bén nhất. Bàn tay như lưỡi dao sắc bén đánh tới, thập nhất gắt gao cắn răng, chỉ có thể gắng gượng đứng lên, gắng gượng đỡ một chiêu, chặn lại một đòn đáng sợ kia. Hai người lần nữa dây dưa đánh vào một chỗ. Nghiêm túc mà nói, là một mình Diệp Oản Oản công kích thập nhất chỉ có thể phòng thủ tìm đường sống. Khí lực bạo phát lúc sắp chết không thể chống đỡ được bao lâu, thập nhất dần dần bắt đầu liên lục lộ ra sơ hở, không chịu đựng được, mà trên người cô gái sát ý lại càng ngày càng nặng. Một kích chí mạng trực tiếp thẳng hướng vị trí trái tim của hắn đánh tới. Thập nhất lay động mà đứng tại chỗ, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, Oản Oản tiểu thư. Cách đó không xa Hứa Dịch kinh hoàng thất thố mà hô to, thập nhất. Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh cũng sắc mặt cũng đại biến. Ngay lúc này, đột nhiên một tràng tiếng xé gió đâm nghiêng bên trong đánh tới, một cổ uy áp to lớn cùng sát ý trên người cô gái đụng vào nhau. Thời gian phảng phất trong nháy mắt này ngừng lại. Ngoài dự đoán cậu thập nhất cảm giác xương vỡ vụn cũng không có truyền tới. Hắn mồ hôi lạnh nhễ nhại, mở mắt, chỉ thấy một bóng người cao lớn thon dài chẳng biết xuất hiện lúc nào, đang đứng ngược sáng ở nơi đó, bàn tay vững vàng nắm lại cổ tay của Oản Oản, chặn lại một kích chí mạng kia. Toàn thân của Tư Dạ Hàn từ trên xuống dưới giống như mang theo băng tuyết nơi cực hàn, ánh mắt âm trầm quét mắt nhìn đám thuộc hạ nằm một chỗ, chợt nhìn chăm chú cô gái trước mắt, sắc mặt băng lạnh đến cực hạn. Cứu, cửu gia, nhất thời tất cả đám người Hứa Dịch đều hướng về Tư Dạ Hàn nhìn lại. Ánh mắt của Diệp Oản Oản hơi dừng lại, nhìn bàn tay đang bóp cổ tay mình, ngay sau đó thuận theo hơi lạnh bàn tay, nhìn về phía người đàn ông trước mắt, trong con người đen trầm trống rỗng, phản chiếu bóng dáng Tư Dạ Hàn. Cô dường như rất ghét cảm giác bị giam cầm như vậy, chân mày nhất thời nguy hiểm nhíu lại. Đám người Hứa Dịch thấy vậy tim đều nhảy đến cổ rồi, cửu gia. Ngài cẩn thận. Oản Oản tiểu thư cô ấy không đúng lắm. Tư Dạ Hàn nhìn chăm chú Oản Oản một thân sát khí trước mắt, đáy mắt như nổi lên sóng ngầm dữ dội, cơ hồ là dùng hết tất cả khí lực mới chế trụ được cơn tức giận muốn bùng nổ trong lồng ngực. Ở dưới ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm của cô, cổ tay đột nhiên dùng sức, một giây kế tiếp, liền đem thân thể mềm mại của cô đè ở trong ngực mình, từng chữ vô cùng lạnh giá gằn xuống. Anh có phải đã cảnh cáo em là không được đánh nhau hay không? Chương 515, người thay đổi không phải là tôi.
trơ mắt nhìn ông chủ nhà mình lại đem sát thần bùng nổ kia ôm vào trong ngực, Hứa Dịch quả thật là sợ đến hồn phi phách tán, cửu ra. Nguy hiểm a. Nhưng mà, chỉ thấy Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, trên gương mặt tràn đầy lửa giận lại càng thêm điên đảo chúng sinh, giống như từ địa ngục trở lại nhân gian, sát ý nơi đáy mắt từng chút rút đi như nước thủy triều. A cửu. Như là biết rõ mình rốt cuộc đã an toàn, Diệp Oản Oản thu lại tất cả khí tức đáng sợ quanh người, thân thể bởi vì ở trong trạng thái chiến đấu tiêu hao nghiêm trọng, mà bỗng nhiên mềm nhũn ra. Sắc mặt của Tư Dạ Hàn mặc dù vô cùng lạnh giá, nhưng động tác đem cô bế ngang lại nhẹ nhàng vô cùng. Hứa Dịch, đem cô gái kia đưa trở về, còn nữa, phong tỏa tất cả tin tức trong tối nay tại đây lại. Tư Dạ Hàn ném lại một câu, ngay sau đó ôm lấy Diệp Oản Oản sải bước rời đi. Nhìn Diệp Oản Oản như con mèo nhỏ không có chút lực sát thương nào bị ông chủ nhà mình dễ dàng ôm đi, mọi người sững sờ thật lâu, một lát sau, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, lộ ra biểu tình sống sót sau tai nạn. Bởi vì thần kinh khẩn trương quá độ, Thập Nhất trước mắt một trận choáng váng, thần sắc kinh ngạc, hắn được cứu rồi. Quả thật là quá đáng sợ. Coi như là trên người những lính đánh thuê đẳng cấp thế giới cùng cổ võ thế gia, hắn cũng chưa từng cảm thụ qua sát khí đáng sợ như vậy, thân thủ gần như yêu nghiệt. Mà theo thái độ của ông chủ của ngài ấy mặc dù tức giận nhưng trên mặt lại không có vẻ ngoài ý muốn. Ông chủ đã sớm biết Oản Oản tiểu thư có thân thủ như vậy sao? Lúc trước, thời điểm Diệp Oản Oản giả trang thành hắc quả phụ hắn cũng đã cảm thấy cô không đơn giản, trong đại hội gia tộc, cô tay không chặn hộ vệ hành hình đối với Hứa Dịch, cũng để cho hắn suy đoán cô phỏng chừng có chút thân thủ. Mãi đến tối nay, thực lực chân chính của cô hoàn toàn lộ ra. Hứa Dịch đang ngã thất điên bát đảo lại nghe được Tư Dạ Hàn dặn dò, vội vàng bò dậy đáp một tiếng, vâng. Mới vừa rồi Diệp Oản Oản đánh hắn bay ra ngoài, một chiêu kia mặc dù nhìn như ác liệt, nhưng hắn chỉ cảm thấy nơi ngực có chút đau đau, so sánh cùng thương thế của bọn Lưu Ảnh, Thập Nhất còn muốn tốt hơn nhiều. Hứa Dịch kinh ngạc nhìn bóng lưng ông chủ nhà mình ở trước mặt ôm lấy Oản Oản biến mất ở cánh cửa. Trong đầu không hiểu sao liền nhớ tới lời nói ban đầu mà Tư Dạ Hàn có nói qua với Lưu Ảnh. Ông chủ nói, người phụ nữ ngài yêu thích, tuyệt thế vô song. Hứa Dịch theo trong suy tư của mình phục hồi tinh thần, vội vàng sắp xếp người đem Giang Yên Nhiên đưa trở về, sau đó phong tỏa tất cả tin tức tối nay. Về phần Trần Sĩ Kiệt, sau tối nay, Trần gia chỉ sợ là sẽ bị xóa tên ở đế đô mất thôi. Cửu gia, tóc vàng đang giúp ở trong góc mới vừa rồi chẳng qua là kinh ngạc. Vào lúc này đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, khuôn mặt không cách nào tin tưởng được. Tại sao có thể như vậy, kia lại là nữ nhân của Tư Dạ Hàn. Khó trách đáng sợ như vậy. Xong rồi, xong đời rồi. Hứa Dịch cũng không để ý tới những người đó, trực tiếp vượt qua bọn họ, đi tới trước mặt Lưu Ảnh đang hấp hối. Lúc đó, hắn nhận được tin tức là Oản Oản tiểu thư tại quầy rượu bị đoàn người Trần Sĩ Kiệt dây dưa kéo lại. Tối nay là Lưu Ảnh và Tống Tĩnh cùng nhau phụng bồi Oản Oản tiểu thư tới quầy rượu, làm sao sẽ xảy ra sơ sót lớn như vậy? Hắn hiểu rất rõ Lưu Ảnh rồi, không khó đoán được tình huống lúc đó. Hứa Dịch đứng tại chỗ, trên cao nhìn xuống Lưu Ảnh đang nằm dưới đất nhìn lại, Lưu Ảnh, còn nhớ lời thề ban đầu của hai ta không? Ngoặc kép, Lưu Ảnh động tác chậm chạp ngẩng đầu lên, thần sắc có chút hoảng hốt. Ánh mắt bình tĩnh của Hứa Dịch nhìn về phía hắn. Từng chữ mà mở miệng nói, Lưu Ảnh, người thay đổi không phải là tôi, mà là cậu. Quên mất mình là ai, quên mất chính mình trung thành với ai, cũng không phải là hắn. Quen biết một trận, hắn chỉ có thể nói đến đây là hết lời rồi. Nói xong câu này, Hứa Dịch liền không nói thêm lời nào, xoay người rời đi. Chương 516, cô rất đáng sợ sao? Đêm khuya, tại Cẩm Viên. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản đang nằm trên giường. Đáy mắt trầm tĩnh đầy bấp bênh. Trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại từng hình ảnh mới vừa rồi xảy ra ở quán rượu. Cô bị buộc tới tuyệt cảnh, chém giết không biết mệt mỏi. Chết lặng, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt. Thế nhưng, thời điểm nhìn thấy anh, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên an tâm, làm chỗ mềm mại nhất nơi trái tim anh giống như bị một cái lợi chảo sao bóp lại thật chặt, hít thở không thông rất đau đớn. Chuyện được đăng tải nhanh nhất tại website. Cùng lúc đó, tại một biệt thự nào đó ở đế đô. Thần sắc của Tư Hạ kinh ngạc ngồi nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính ở trước mặt mình. Trên màn hình, là một nhóm hình ảnh. Súng cùng hoa tươi. Bánh ngọt ô mai cùng bánh ngọt hạnh nhân. Khói bếp lượn lờ thôn trang cùng tinh thần đại hải sao.
Hình ảnh tự động ở trên màn ảnh một lần lại một lần không ngừng phát đi phát lại. Lúc này, âm thanh nhắc nhở đặc thù khi nhận tin nhắn từ điện thoại vang lên. Tư Hạ không vui mở hòm thư ra, cũng giống như quá khứ, không ôm chút hy vọng nào mà muốn kiểm tra tin tức. Trong thư có một đoạn video ngắn, trong video hình ảnh lung la lung lay, bên trong ánh sáng mờ tối cùng đám người hỗn loạn, tốc độ của cô gái trong đoạn video nhanh đến mức cơ hồ chỉ thấy một bóng người mờ nhạt. Cô gái đó ra từng chiêu một vô cùng ác liệt, mỗi một chiêu đều là sát chiêu, một cước bay lên đá vào ngực của Lưu Ảnh. Thấy rõ video, Tư Hạ quét mắt một cái rồi đứng lên, trong nháy mắt hắn liền đổi sắc mặt, đáy mắt màu xám cho nhạt bắn ra ánh sáng chói mắt, không cách nào tin nổi, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua khe hở cành lá, ánh sáng rực rỡ rọi vào trong căn phòng, sáng sớm, bóng cây trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc. Diệp Oản Oản an tĩnh nằm trên giường mềm mại trắng tinh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thiên chân vô tà, không nhiễm bụi trần, nhu nhược giống như đóa hoa được chăm sóc trong phòng kính, không chịu nổi bất kỳ gió thổi mưa rơi nào. Diệp Oản Oản bị cơn nhức đầu của mình làm cho tỉnh lại. Say rượu khiến cho đầu của cô thật giống như bị một cây búa bổ làm hai nửa, quả thật là đau đến mức không thể chịu đựng được. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Cô làm sao có thể trở lại Cẩm Viên vậy? Cô nhớ rõ ràng tối hôm qua. Tối hôm qua cô đi đến quầy rượu tìm Giang Yên Nhiên, sau đó thật giống như đụng phải một đám người muốn tìm cô gây phiền toái, tựa hồ bị những người đó ép uống không ít rượu, sau đó dường như không nhớ rõ chuyện gì nữa. Đúng rồi, Tư Dạ Hàn đâu? Diệp Oản Oản đột nhiên phát hiện bên cạnh mình không có người, vì vậy một bên vuốt huyệt thái dương đau nhức, một bên từ trên giường bò dậy. Mới vừa đứng dậy chuẩn bị xuống giường, kết quả thiếu chút nữa ngã quỵ người xuống đất. Đệt, tình huống gì đây a? Cả người cô giống như đã điên cuồng chạy vòng quanh đế đô cả một đêm, bắp thịt toàn thân cao thấp đều đau đớn không dứt, đôi chân này giống như không phải là của cô nữa, cánh tay hơi nhấc một cái cũng đau, khiến cô nhe răng trợn mắt. Gặp quỷ! Tối hôm qua cô rốt cuộc đã làm cái gì vậy? Làm sao lại giống như bị người ta đánh không ngừng thế này? Diệp Oản Oản bụng đầy hoài nghi, chỉ có thể lấy tay chống trên mép giường, chật vật từng chút một di chuyển ra ngoài phòng. Thật vất vả rốt cuộc cũng đi đến được cánh cửa, Diệp Oản Oản chậm rãi đưa tay đẩy cửa phòng ra. Lúc đẩy cửa phòng ra, ngoài cửa vừa vặn có hai tên hộ vệ đứng ở đó nói chuyện. Vì vậy, Diệp Oản Oản vội vàng hỏi hai người Tư Dạ Hàn ở đâu, cái đó, xin hỏi, Tư gia nhà các cậu. Kết quả, cô bên này mới vừa mở miệng nói ra, trong nháy mắt hai người hộ vệ kia khi nhìn thấy cô, liền giống như gặp được quái thú thời tiền sử, vẻ mặt kinh hoàng đến tột đỉnh, tóc cũng muốn dựng cả lên, gào, một tiếng, hai người liền chạy đến không thấy bóng. Ách, nhà các cậu, ông chủ ở đâu? Lời mà Diệp Oản Oản muốn nói hoàn toàn không có cơ hội nói ra, chỉ có thể cứng ngắc duy trì động tác đưa tay ra hỏi đứng ở nơi đó, khóe miệng co quắp một trận. Đây là ý gì, cô rất đáng sợ sao? Chương 517, ai thừa dịp tôi không chú ý đánh tôi. Này, đừng đi a. Diệp Oản Oản nhìn về hướng hai người vừa mới rời đi kêu lên một tiếng, nhưng vô cùng bất đắc dĩ, lúc này trong hành lang đã trống rỗng, không có một ai đáp lại lời cô mới nói, hai người kia sớm đã chạy không thấy bóng dáng đâu mất rồi. Nếu như cô không nhìn lầm, hai người kia ngay cả cầu thang cũng không có đi, mà là trực tiếp theo đường cửa sổ nhảy vào trong sân. Tại sao vậy? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Diệp Oản Oản mơ màng đứng tại chỗ đứng ngẩn ngơ rất lâu. Không còn cách nào, cô chỉ có thể chờ thân thể của mình hơi thích ứng một chút, sau đó mới tiếp tục đi xuống dưới lầu. Giờ phút này, trong phòng khách một mảnh tĩnh mịch. Mặt của Tư Dạ Hàn như phủ băng mà ngồi ở trên ghế salon, Hứa Dịch đứng yên ở bên cạnh sắc mặt ngưng trọng, Thập Nhất cùng những vẻ mặt của các ám vệ khác vô cùng nghiêm túc mà xếp thành hai nhóm, đứng ở chính giữa chính là Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh. Tống Tĩnh cúi thấp đầu đứng ở nơi đó, mặt đầy xấu hổ lên tiếng, thuộc hạ làm việc thất trách, không có bảo vệ tốt Diệp tiểu thư, cam nguyện tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Lưu Ảnh sắc mặt hơi trầm xuống mà mở miệng, không có quan hệ gì với Tống Tĩnh, là thuộc hạ ngăn cản hắn ra tay. Trên ghế salon, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn quét qua từng người, từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Yên lặng kinh người, không khí ngưng trệ làm người ta hít thở không thông. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nhẹ vô cùng. Tiếng bước chân cạch 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 đi xuống cầu thang. Diệp Oản Oản thật vất vả mới trèo được xuống lầu, sau đó khom người, đứng cách mọi người mấy bước,
thở hồng hộc, yếu ớt mà mở miệng nói cái đó, quấy dày một chút. Dầm dầm, chỉ trong chớp mắt, trong phòng khách, Hứa Dịch, Thập Nhất, Tống Tĩnh cùng một đám ám vệ toàn bộ đều lui về phía sau, chừa ra một khoảng trống lớn, chỉ còn lại Diệp Oản Oản một mình đứng ở nơi đó. Tất cả đều hoảng sợ không thôi mà nhìn chằm chằm cô, bọn họ đều tự giác tiến vào trạng thái cảnh giác, biểu tình của tất cả mọi người đều tựa như gặp đại địch. Ây, lại nữa. Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời tối sầm. Những người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy a? Tại sao một người hay hai người thấy cô đều có loại biểu tình này? Tống Tĩnh tự biết mức độ thù hận của mình đứng sau Lưu Ảnh, chật vật mà nuốt nước miếng, bắp chân nhỏ lại bắt đầu run lên, vết thương nơi ngực lại giống càng đau hơn. Sắc mặt của Lưu Ảnh cũng trở nên trắng bệch. Diệp Oản Oản không khỏi hướng về mấy người đồng loạt lui lại thật xa nhìn một cái. Tống Tĩnh sưng mặt sưng mũi, cánh tay băng bó được đeo trên cổ, nhìn mặt cô, biểu tình như một tiểu tức phụ. Thập Nhất sưng nửa bên mặt, trên chân đeo nẹp, Hứa Dịch trên trán quấn băng vải, Lưu Ảnh thảm hại hơn, toàn thân cao thấp bọc giống như xác ướp, cơ hồ trên người mọi người đều mang vết thương lớn nhỏ. Diệp Oản Oản chân mày nhíu chặt, ai? Mấy người đây là thế nào? Nói xong trầm ngâm mở miệng nói, chẳng lẽ là các người tối hôm qua vì cứu tôi trong tay mấy tên dê xồm đó, cho nên mới bị thương? Biểu tình của tất cả mọi người. Thấy vẻ mặt quỷ dị của mọi người, sự tình thật giống như không phải là như vậy, nhưng lại không có một người nào chịu nói cho cô biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Diệp Oản Oản càng hồ nghi, cô hướng về phía Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế salon đi tới. Diệp Oản Oản vừa đáng thương vừa vuốt cánh tay của mình, rồi mở miệng tố cáo, A Cửu, em làm sao mà toàn thân cao thấp đều đau muốn chết thế, tối hôm qua bọn họ có ai đó thừa dịp em không chú ý mà đánh em sao? Thập Nhất, Hứa Dịch, Tống Tĩnh, Lưu Ảnh, một đám ám vệ trố mắt nghẹn họng. Bà chủ, lời này của cô là nghiêm túc sao? Chúng tôi, đánh cô. Quả thật là tháng 6 tuyết rơi, so với đậu Nga còn oan uổng hơn. Chương 518, làm sao có thể là người bình thường? Sắc mặt của Tư Dạ Hàn vốn đang còn tức giận, nghe cô nói như vậy, nhất thời nhíu mày một cái rồi hỏi, nơi nào đau? Diệp Oản Oản mới vừa rồi liền phát hiện sắc mặt của Tư Dạ Hàn khó coi, cho nên mới cố ý thê thảm, giờ thấy mình đã đạt được hiệu quả, lập tức nhanh chóng, ai ai, từ từ đi qua. Nơi nào cũng đau, bắp thịt đau, xương cũng giống như bị người ta cắt đứt rồi lắp lại. Còn có ở đây, cũng bị thương. Diệp Oản Oản đưa ra một ngón tay, trên ngón tay bị chảy một vết to bằng móng tay. Thực sự là, vết thương thật lớn đó. Mọi người bị đánh chảy ra xước thịt, sưng mặt sưng mũi tỏ vẻ nội tâm của mình một mảnh thê lương. Hứa Dịch, đi lấy hộp thuốc tới đây, Tư Dạ Hàn mở miệng ra lệnh nói. Hứa Dịch vội vàng đứng dậy đi đến ngăn kéo, đem hòm thuốc mang qua. Tư Dạ Hàn nắm ngón tay của Diệp Oản Oản, giúp cô khử độc, băng bó một chút. Diệp Oản Oản lại yêu cầu, không phải cái này, không phải cái này, em muốn một cái nơ bướm. Tư Dạ Hàn ngước mắt liếc cô một cái, ngón tay thon dài nắm lấy vải thưa, rất nhanh liền cột thành một cái nơ bướm đẹp mắt. Cả thể xác lẫn tinh thần của mấy tên chó độc thân bên trong phòng một mảnh bi thương. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm khớp xương bầm tím của Diệp Oản Oản, sắc mặt hơi trầm xuống. Diệp Oản Oản đột nhiên nhớ tới việc Tư Dạ Hàn có quy định không cho phép cô bị thương. Nhất thời không dám giả bộ thê thảm quá mức, vội mở miệng nói, đoán chừng là em say nên không cẩn thận té ngã, không có việc gì, không có việc gì, giúp em thổi một chút liền không đau à. Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng kiểm tra xương cùi chó của cô một hồi, thần sắc nghiêm túc mở miệng, thân thể của em quá lâu không có vận động, bắt đầu từ hôm nay, anh cho người dạy em một chút kiến thức cơ bản, mỗi ngày giữ vững rèn luyện. Tư Dạ Hàn nói xong liền nhìn về phía Thập Nhất ở đối diện, Thập Nhất. Thập Nhất nghe được Tư Dạ Hàn gọi mình, vội vàng khấp khỉnh đi tới, có thuộc hạ. Tư Dạ Hàn, bắt đầu từ hôm nay, cậu làm huấn luyện viên của cô ấy. Cái gì, Thập Nhất một mặt mơ màng, sợ hãi không thôi mà nhìn chằm chằm ông chủ nhà mình, cơ hồ cho là mình đang nghe nhầm. Tư Dạ Hàn ánh mắt lạnh lùng, có vấn đề gì sao? Đương nhiên có vấn đề, quá có vấn đề được không? Hắn làm sao có bản lãnh đi dạy Oản Oản tiểu thư a? Đi làm bao thịt còn tạm được. Không có, không thành vấn đề. Thập Nhất kiên trì đến cùng mở miệng đáp. Thật ra thì loại nhiệm vụ này không tới phiên hắn, lấy cá tính của ông chủ, hẳn là sẽ sắp xếp Lưu Ảnh mới đúng, nhưng bây giờ, ông chủ lại an bài mình. Chuyện lần này Lưu Ảnh thật sự đã phạm lỗi quá lớn rồi.
Coi như hắn đối với Diệp Oản Oản có bất mãn đi nữa, cũng không nên như vậy, công khai vi phạm mệnh lệnh của ông chủ. Trong lúc xử lý chuyện này, hắn rõ ràng mang theo tình cảm riêng tư của mình mà hành động. Thật ra thì Diệp Oản Oản rất ghét vận động, nhưng thấy Tư Dạ Hàn đều đã giúp cô sắp xếp xong xuôi, cộng thêm nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cô có cảm giác mình cũng cần rèn luyện thân thủ một chút, ít nhất sau này gặp lại tình huống tương tự mới có thể bảo vệ được chính mình. Vì vậy, Diệp Oản Oản mở miệng nói, vậy cũng tốt, thập nhất, sau này liền làm phiền anh chiếu cố nhiều hơn. Làm phiền anh đến lúc đó dạy tôi một vài chiêu thức phòng thân. Thập nhất nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thật tốt. Người yêu cầu thuật phòng thân chẳng lẽ không phải là hắn sao? Những ám vệ khác nhìn người trước mắt lại khôi phục dáng vẻ nũng nịu mềm mại, sắc mặt đều đen. Nhìn phản ứng của Diệp Oản Oản, hình như là sau khi tỉnh rượu toàn bộ chuyện đã xảy ra ngày hôm qua đều quên sạch mất rồi. Sai một cái liền hóa thành sát thần, thực lực bùng nổ, đây là chuyện vô cùng thần kỳ. Quả nhiên, bọn họ thật sự là quá ngây thơ rồi, người phụ nữ mà ông chủ thích làm sao có thể là người bình thường được chứ? Chương 519, rút quyền. Tối hôm qua tất cả người đi đến quán ba phi sắc đều là tâm phúc của Tư Dạ Hàn, chuyện phát sinh khi đó hết thảy đều bị hạ lệnh im lặng không được tiết lộ ra bên ngoài. Về phần Diệp Oản Oản, uống say nên cái gì cũng không nhớ, thật sự cho là chính mình té, cho nên mới toàn thân đau nhức, dĩ nhiên cũng có nhiều địa phương thấy cảm giác không đúng, nhưng bởi vì những lời nhất trí trong mồm bọn Hứa Dịch, cô cũng không dám hoài nghi. À, xong rồi, Yên Nhiên đâu? Yên Nhiên thế nào? Diệp Oản Oản đột nhiên nghĩ đến. Hứa Dịch phái người đưa trở về rồi. Tư Dạ Hàn trả lời. Cô ấy có bị thương không? Không có. Vậy thì tốt, Diệp Oản Oản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Oản Oản nói xong, hướng Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh nhìn một cái, trên mặt cũng không có vẻ mặt gì. Chẳng qua là thấy chết không cứu mà thôi, cái này so sánh với chuyện kiếp trước cô từng chịu đựng tại Tư gia, không đáng kể chút nào. Diệp Oản Oản thu tầm mắt lại, cái kia, không quấy rầy nữa, mọi người tiếp tục đi. Tư Dạ Hàn sẽ xử trí hai người này như thế nào, cô không quan tâm. Hiện tại cái cô quan tâm hơn chính là làm sao để cho thực lực của mình tăng lên. Chuyện giống như tối qua, cô không muốn lại phát sinh lần thứ hai. Từ khi trọng sinh cho tới nay cô điên cuồng muốn thay đổi chính mình, học tập kiến thức, nhưng chỉ không có nghĩ qua rèn luyện nâng cao thân thủ của mình. Thập nhất huấn luyện viên, xin quấy rầy. Diệp Oản Oản đối với thập nhất lên tiếng chào. Khụ khục, thật tốt, thập nhất ho nhẹ một tiếng, hàm hồ đáp lại. Sau khi Diệp Oản Oản rời đi, bên trong phòng khách lần nữa khôi phục tĩnh mịch. Lưu Ảnh không nói tiếng nào cúi đầu đứng ở nơi đó. Sau đó, còn lại là xử trí Tống Tĩnh cùng Lưu Ảnh. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Tư Dạ Hàn, chờ đợi anh xử lý. Mặc dù nói, Diệp Tiểu Thư thật ra không cần việc bảo vệ này. Nhưng trách nhiệm của Lưu Ảnh cùng Tống Tĩnh không cách nào bỏ qua được, nhất là Lưu Ảnh. Lưu Ảnh đối với Diệp Oản Oản có thành kiến, trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ, nhưng lần này đúng là quá mức rồi. Một lát sau, trong phòng rốt cuộc vang lên âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn, bắt đầu từ hôm nay, Lưu Ảnh bị cắt chức đội trưởng, tất cả chức trách chuyển do qua cho thập nhất phụ trách. Thời điểm nghe được câu nói của Tư Dạ Hàn, Lưu Ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, tựa như không cách nào tin tưởng được. Những người khác cũng đều trố mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh một tiếng. Lại có thể trực tiếp rút quyền rồi. Trừng phạt như vậy so với đánh mấy trăm roi còn nghiêm trọng hơn nhiều. Kinh ngạc hơn còn có thập nhất. Đối với trách nhiệm nặng nề mà Tư Dạ Hàn mới giao phó, hắn thật sự là thụ sủng nhược kinh, hắn chẳng qua chỉ là đội trưởng phân đội ám nhất mà thôi, làm sao có thể đảm nhận chức vị tổng đội trưởng được. Hứa Dịch cùng Lưu Ảnh là trợ thủ đắc lực của ông chủ. Một người quản bên trong một người quản bên ngoài, trình độ trọng yếu, có thể tưởng tượng được. Quan trọng hơn chính là trong mỗi kỳ khảo hạch chức vị tổng đội trưởng hàng năm, một hạng mục trọng yếu nhất chính là khảo hạch giá trị vũ lực, đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể đối với đội trưởng phát động khiêu chiến, mà Lưu Ảnh đã thắng liên tiếp 3 đợt. Thân thủ của hắn mặc dù cũng không kém, nhưng mỗi lần đều bại ở dưới tay Lưu Ảnh, là bại tướng dưới tay Lưu Ảnh, tiếp nhận chức vị Lưu Ảnh, làm sao có thể phục chúng. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều có thể so sánh với cấp độ biến thái yêu nghiệt của Diệp Tiểu Thư. Tống Tĩnh không nghĩ tới Tư Dạ Hàn sẽ trừng phạt nặng như vậy, nhất thời nóng nảy, cửu gia, chuyện này, hình phạt này có phải quá nặng hay không, đội trưởng chẳng qua là nhất thời hồ đồ. Mong ngài nghĩ lại. Tống Tĩnh, chớ nói.
Lưu Ảnh quát bảo Tống Tĩnh ngưng lại. Chợt, hắn đưa ngón tay lên tháo chiếc nhẫn chu tước màu lửa đỏ xuống, cất bước đi tới trước mặt Thập Nhất, đem chiếc nhẫn đưa cho hắn. Thập Nhất chống lại thần sắc lãnh ngạo của Lưu Ảnh, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn chẳng khác nào một củ khoai lang nóng bỏng tay, không khỏi cười khổ trong lòng. Tháng sau là cuộc khảo hạch cho vị trí đội trưởng năm nay, nếu như hắn hiện tại tiếp nhận chức vị của Lưu Ảnh, chờ đến thời điểm khảo hạch đội trưởng, hắn liền phải tiếp nhận sự khiêu chiến của các thành viên, bao gồm Lưu Ảnh, cũng có tư cách khiêu chiến hắn, nếu đến lúc đó hắn lại lần nữa thua ở trong tay Lưu Ảnh thì. Chương 520, làm sao có thể đánh thắng? Kết quả xử trí sau cùng là Tống Tĩnh bị phạt đến chấp pháp đường lĩnh roi, Lưu Ảnh bị cắt chức. Sau khi Tư Dạ Hàn rời đi, bầu không khí trong phòng khách có chút trầm muộn. Trong tay Thập Nhất cầm lấy chiếc nhẫn, ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện, Lưu Ảnh mặt lạnh mở miệng, đừng quá đắc ý, chiếc nhẫn này, tôi rất nhanh sẽ cầm về. Lưu Ảnh nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, Tống Tĩnh nhìn Thập Nhất một cái, vội vã đi theo. Thập Nhất chỉ có thể nghẹn trở về lời muốn nói, lúng túng đứng tại chỗ. Nhưng ám vệ quen biết Thập Nhất nhưng không ưa Lưu Ảnh, mở miệng nói, cái tên này, cũng quá kiêu ngạo đi. Hắn có ý gì à, bản thân hắn phạm sai lầm mới bị cách chức, cũng không phải là đội trưởng chúng ta cướp vị trí của hắn. Thập Nhất thở dài, thần sắc bất đắc dĩ, được rồi, cũng là tôi tài nghệ không bằng người. Thân thủ của hắn mặc dù cũng được xem là tốt, nhưng chưa bao giờ thắng nổi Lưu Ảnh. Cái vị trí tổng đội trưởng này, vẫn là do Lưu Ảnh phạm sai lầm mới rơi vào trên người của hắn. Cách đợt xét duyệt tổng đội trưởng chưa tới mấy tháng, trong thời gian ngắn như vậy, hắn làm sao có thể đánh thắng Lưu Ảnh. Vị trí tổng đội trưởng này, sợ là cũng làm không được bao lâu. Diệp Oản Oản bị Tư Dạ Hàn cho uống hai bát lớn canh giải rượu sau, cuối cùng mới được cho phép ra cửa. Cô hẹn Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong gặp mặt. Trước khi đi, cô đi tìm album mà lúc trước Hàn Thiên Vũ đã ký tên mang theo. Trước đó cô vì quá bận rộn, cũng không có thời gian mang cho Giang Yên Nhiên. Lúc đó cô nói với Hàn Thiên Vũ có người bằng hữu là fan của hắn, Hàn Thiên Vũ liền trực tiếp đưa cho cô 10 cái. Vạn nhất chờ lát nữa, tiểu tử Sở Phong kia thực sự làm ra chuyện gì có lỗi Yên Nhiên, có lẽ cái này còn có thể thoáng trấn an được cô ấy một chút. Bất quá, cô cuối cùng vẫn cảm thấy trong này chắc chắn đang có hiểu lầm gì đó. Bên trong một nhà hàng gần trường đại học, Diệp Oản Oản ngồi đối mặt với sắc mặt tiều tụy của Giang Yên Nhiên. Yên Nhiên, tối hôm qua cậu tại quán rượu không có chuyện gì xảy ra sao? Diệp Oản Oản không yên tâm hỏi. Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái, tớ uống quá nhiều rồi, tớ chỉ nhớ rõ lúc cậu tới, sau đó khuyên tớ trở về, đã xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua là cậu đưa tớ về nhà mà. Giang Yên Nhiên lúc ấy cũng uống say, không biết sau khi cô tới xảy ra chuyện gì. Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, để tránh cô lo lắng, không nói chuyện phiền phức tối hôm qua. Không có việc gì, là tớ đưa cậu trở về. Diệp Oản Oản nói xong chân mày nhíu chặt mà liếc nhìn thời gian trên điện thoại di động, tiểu tử Sở Phong kia làm sao còn chưa tới. Sẽ không phải là thật sự chột dạ không dám tới đi, so với trạng thái tối qua, giờ phút này vẻ mặt của Giang Yên Nhiên đã trấn định không ít, sợ là đã tính đến tình huống xấu nhất. Hai người đợi chừng hơn nửa giờ, Sở Phong cuối cùng cũng lững thững bước tới. Cả người Sở Phong mặc đồ thể thao màu trắng, một đường thở hồng hộc chạy tới, trên trán thấm ra một tầng tầng mồ hôi mịn. Yên Nhiên, thật xin lỗi, anh tới trễ. Sở Phong thở hổn hển, một mặt xin lỗi mở miệng. Cậu làm gì vậy, tại sao lâu như vậy mới đến? Diệp Oản Oản hỏi, ánh mắt mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt của Sở Phong hơi có chút trốn tránh, hích, không có làm gì, trên đường kẹt xe. Ánh mắt của Diệp Oản Oản nhất thời híp lại, cậu nói là kẹt xe. Giang Yên Nhiên từ đầu đến cuối trầm mặc ngồi ở đó, không nói gì. Ừ, đúng vậy, bởi vì trước mặt xảy ra tai nạn, Sở Phong lắp ba lắp bắp mở miệng. Nhìn Sở Phong trước mắt rõ ràng không biết nói láo, Diệp Oản Oản cũng lười nói nhảm với hắn, trực tiếp mở di động đem tấm hình trong album mà Giang Yên Nhiên gửi qua cho cô đưa tới trước mặt của Sở Phong. Lại đi theo cô bé nào rồi, phải không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 520.